Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 144. Giờ phút này, đỏ thẫm vạn lôi lại hội tụ thành một cái cổ xưa phù văn. Phù văn mang theo ngút trời oai, giống như một tòa trấn áp vô số cường giả sấm mộ phần. Khúc Tuyết Dũng hô hấp dồn dập, muốn tự bạo tới cứu vãn Kỳ Tư Thanh, nhưng phát hiện bị một cổ lực lượng vô hình giam lại. Thậm chí hắn rất miễn cưỡng bị đánh bay ra ngoài. Khạc ra một miệng cực kỳ đậm đà máu. U mắt lão mâu phức tạp, hắn vô số lần muốn ra tay, nhưng là hiện tại đã không phải là hắn có thể nhúng tay trình độ. Cái này có thể không chỉ là trời nổi giận à. Đây là xúc phạm thế gian quy tắc. Cô gái này ngàn không nên vạn không nên, chính là nhục mạ vị kia à. Mắt xem vậy đỏ thấm vạn lôi thì phải chạm được Kỳ Tư Thanh kiếm ý. Đột nhiên, dị biến nổi lên. Kỳ Tư Thanh mi tâm vậy đạo cổ quái dấu vết toát ra một đạo cực kỳ ánh sáng sáng chói. Rồi sau đó, một đạo hư ảnh đột nhiên từ trong mi tâm bắn ra. Đó là một người cô gái. Như Kỳ Tư Thanh vậy cô gái. Chỉ bất quá, bất luận khí chất và võ lực, vượt qua xa Kỳ Tư Thanh. U lão thân thể đang run rẩy. Hắn hai đầu gối lại bất chi giác quỳ xuống. Diệp Cửu U gặp qua Khúc tiểu thư. Nếu như Kỳ Tư Thanh còn không cách nào để cho U lão rung động nói, hư ảnh đích thân tới tựa như đem U lão mang về cái đó chiến hỏa bay tán loạn niên đại. Nhưng mà, cái đó ngạo nghễ hết thảy hư ảnh chỉ bất quá nhàn nhạt nhìn lướt qua U lão, một giây kế tiếp, chính là hướng vậy đỏ thẫm vạn lôi chém tới. Một kiếm ra, cánh hoa vờn quanh, hư không biến dạng, vạn vật chấn động. Một kiếm này, vượt qua thần quốc võ đạo quy tắc. Một kiếm này, tung lên vô số gió lớn, để cho cả thế giới tựa như thuộc về hỗn độn sơ khai cảnh tượng. Một kiếm này, lại rất miễn cưỡng đem vậy cực kỳ đáng sợ đỏ thẫm vạn lôi trực tiếp chém chết. Gió ngừng, bụi bặm rơi xuống, hư ảnh trở lại Kỳ Tư Thanh trong cơ thể. Mà Kỳ Tư Thanh cũng là khạc ra một miệng đỏ bừng máu tươi. Chi nhiều hơn thu kiếp trước lực lượng, đối với nàng tự nhiên có một ít hao tổn. Nhưng là, nàng phải làm như vậy. Kỳ Tư Thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào U già trên mình, nhàn nhạt nói, Diệp Cửu U, người hiện tại còn xác định không mở ra cấm chế sao? U lão mới vừa muốn nói cái gì, Kỳ Tư Thanh nhưng trực tiếp ngắt lời nói, tiếp tục nói, có chuyện, người có lẽ không biết. Cái này nhất thế, không chỉ có ta. Còn có luân hồi chi chủ. Người đế vương, trở về. Lời này vừa nói ra, U lão bối rối. Lõm xuống hốc mắt lại ửng đỏ. Da đầu hắn tê dại, thân thể run rẩy, hắn khó tin. Khúc tiểu thư, thật, đây là thật sao? Kỳ Tư Thanh con ngươi rửng rưng, Diệp Cửu U, người thật cho rằng luân hồi chi chủ sẽ như thế dễ dàng chết. Hắn nắm trong tay luân hồi. Chẳng lẽ không có thể lấy luân hồi bố trí? Vẫn là nói, nhiều năm qua như vậy, người sớm nhất định kết cục này. Ta lại nói cho ngươi, hắn không chỉ trở về, hắn bây giờ đang ở ngươi dưới chân mảnh đất này bên trên. Hắn ngay tại đệ nhất thần quốc. Kỳ Tư Thanh rất rõ ràng, Diệp Cửu U không thể nào phản bội. Chỉ bất quá trong năm tháng vô tận, từ từ đón nhận kết quả kia, đổi được hèn nhát mà thôi. Người đáng sợ nhất tình cảnh, chính là không có hy vọng. Diệp Cửu U chính là như vậy. Diệp Cửu U hô hấp dồn dập, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt. Đột nhiên, hắn đứng lên, lấy ra một cái có chút đặc thù ngọc bài. Một giọt máu tươi bước ra. Ngọc bài tránh thoát tay hắn, bay đến giữa không trung bên trong. Một đạo nhàn nhạt bảy màu ánh sáng bao trùm. Ngay tức thì, Kỳ Tư Thanh trước mặt cấm chế chập chờn. Giống như một giọt nước rơi vào mặt hồ bình tĩnh. Rồi sau đó, vén lên trận trận gợn sóng. Mấy giây sau đó, Kỳ Tư Thanh đưa tay ra, lần này, lại cũng không có uy áp. Hơn nữa, nàng phát hiện nhà địa phương, hết thảy cảnh vật đều thay đổi. Luân hồi cốc bên trong mọi thứ cây cối đều biến mất, mà là xuất hiện một tòa phong cách cổ xưa thêm huyền diệu cầu. Cầu chung quanh đều bị sương mù vần quanh. Loáng thoáng có thể thấy được cầu cuối nối liền một cái trung tâm trôi lơ lửng hòn đảo. Khúc tiểu thư, U lão chắp tay một cái, tôn kính nói. Kỳ Tư Thanh gật đầu một cái này nhất thế, ta không gọi Khúc Trầm Yên, ta là Kỳ Tư Thanh. Nói xong,
liền từ trong lòng ngực lấy ra một viên đan dược, ném cho Khúc Tuyết Dũng. Cảm ơn lão tổ. Khúc Tuyết Dũng ăn vào đan dược, hơi điều chỉnh, hơi thở khôi phục mấy phần. Kỷ Tư Thanh nhìn một cái trung tâm hòn đảo, tựa như lâm vào qua lại nhớ lại, hồi lâu thở dài một tiếng, đi thôi, có ít thứ, cuối cùng phải đối mặt. Nói xong, chính là bước lên cầu. Cầu dưới là vực sâu vạn trượng, thậm chí có long ngâm, thú hống từ vực sâu vạn trượng bên trong truyền tới. Tựa như phía dưới nhốt trước cực kỳ kinh khủng tồn tại. Đệ nhất thần quốc, một nơi vô cùng là hoang vu chỗ, nơi này đất bùn, đen thui như mực, tản ra từng cơn hắc khí, nơi này, đừng nói là người, thậm chí liền thực vật, đều không cách nào ở chỗ này sinh trưởng. Mà lúc này, một tòa do màu mực đất đá, chất đống mà thành núi cao bên trên, xuất hiện hai đạo thân ảnh. Cao Ân ngồi ngay ngắn ở một tấm ngọc thạch chế thành ghế dựa bên trên, đang nhàn nhã sửa móng tay, mà ở hắn bên người. Chính là một cây đen nhánh cột đá, trụ đá này trên hắc khí, hơn nữa đậm đà, thậm chí, còn khắc rõ đạo đạo đen nhánh phù văn. Mà cột đá bên trên, lấy xiềng xích bó trói buộc một người cô gái tuyệt đẹp, chính là Đồ Lan Tâm. Đồ Lan Tâm mặt đầy hàn sương, chặt chẽ trợn mắt nhìn Cao Ân, có thể cho dù nàng hết sức áp chế, mặt đẹp bên trên, còn chưa do được nổi lên vẻ thống khổ. Cao Ân quay đầu. Hướng về phía Đồ Lan Tâm khẽ mỉm cười nói, Đồ tiên tử, cảm giác thế nào? Ha ha, chỗ này, nhưng mà thần quốc một nơi cấm địa à, tên là Vô Sanh Chi Địa, quỷ dị rất, có thể chiếm đoạt hết thảy sinh linh, thậm chí thực vật sinh mạng. Hơn nữa, sau lưng ngươi cái này cây cột đá, hiệu quả có thể so với vậy đất đen, cường thượng gấp mấy lần. Hắn cân nhắc đánh giá Đồ Lan Tâm, diễu diễu nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện, ngươi diệp thần. Có thể nhanh lên một chút tìm tới nơi này, nếu không, theo sinh mệnh lực trôi qua, người thanh xuân xinh đẹp, thì phải không tồn tại nữa, không biết, đến lúc đó ngươi diệp thần, phải chăng, còn có thể giống như bây giờ đối đãi ngươi đâu. Ha ha ha, nói không chừng, thấy ngươi hoa tàn ít bướm sau đó, vị này diệp công tử sẽ trực tiếp quay đầu thì đi đi. Hắn mặt lộ vẻ vẻ châm chọc, mặc dù, hắn đối với đàn bà không có hứng thú, nhưng, không đại biểu. Hắn sẽ không lợi dụng Đồ Lan Tâm, tới tổn thương Diệp Thần. Diệp Thần cùng hắn, có thể coi như là không thù không oán, nhưng, Cao Ân chính là căm ghét Diệp Thần. Sư Tôn Điền Phi Minh nói được lại nhiều, Cao Ân trong lòng nhưng là rõ ràng, hắn ý kiến chính là mình nếu là đối với Diệp Thần, có nguy hiểm. Cái này, ở Cao Ân xem ra, đơn giản là đối với hắn làm nhục. Mà vũ nhục này, là Diệp Thần mang tới. Đồ Lan Tâm nghe vậy, mặt đẹp hơi biến sắc, mỗi người đàn bà cũng không có so để ý mình dung mạo, mình thanh xuân, cho dù là xem Đồ Lan Tâm như vậy lãnh nhược băng xương cô gái, cũng là như vậy. Nàng nhìn về phía Cao Ân ánh mắt, càng phát ra căm hận, người này thật là vô sỉ cực kỳ. Cao Ân nhưng là không để ý, cười lạnh nói, ta đây muốn xem, cái này đã từng rung động bảy nước thiên tài Diệp công tử, rốt cuộc, là thần thánh phương nào. Đồ tiên tử, người nói, ta có phải hay không là đánh giá cao ngươi Diệp Thần? Nói không chừng, hắn hiện tại đã chết ở vạn thông hoặc là huyết thứ trong tay, căn bản không tìm được nơi đây. Hắn lắc đầu một cái thở dài nói như vậy, nhưng mà uống phí bổn công tử lương đắng để tâm à, hy vọng Diệp công tử, dù sao cũng không nên để cho ta thất vọng. Đồ Lan Tâm nghe vậy, nhưng là lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, Diệp Thần nhất định sẽ giết ngươi. À, Cao Ân liếc Đồ Lan Tâm một mắt, mang trên mặt châm chọc ý nói, bằng hắn. Giết ta, cũng không phải là một kiện ai cũng có thể làm được chuyện à. Ngay tại lúc này, chân trời chỗ, chợt thoáng hiện một đạo kim quang. Cao Ân thần sắc động một cái, ngay tức thì đứng dậy, hướng kim quang kia chỗ ở phương hướng nhìn, gương mặt bên trên, hiện ra lau một cái bệnh trạng vẻ hưng phấn nói. Tới, tới thật, ha ha ha, rác rưởi kia huyết thứ. Thật bị như vậy một tên phế vật đánh bại. Vẫn là thần quốc thứ ba tổ chức sát thủ. Điền Phi Minh lão kia ngu xuẩn, tình nguyện phái đám này rác dưới đi giết cái này Diệp Thần, cũng không nguyện ý để cho bổn công tử ra tay. Đồ Lan Tâm khẽ cau mày, cái này Cao Ân trạng thái, tựa hồ có chút không bình thường, nhất cử nhất động, đều tràn đầy quỷ dị, phảng phất ở về tinh thần, dần dần thoái hóa, biến thành một cái thất thường đứa bé vậy. Xa xa. Diệp Thần liền thấy được vậy hắc trên núi đá hai người, hắn thần niệm cuồng quét ra,
một lát sau hơi thở phào nhẹ nhõm, cái này vô sanh chi địa, mặc dù có thể chiếm đoạt sinh linh sinh mệnh lực, nhưng, Đồ Lan Tâm tạm thời xem ra, cũng không có gì đáng ngại. Một khắc sau, hắn đưa mắt, phong tỏa ở Cao Ân trên mình, tuyệt mệnh sát ý, ùn ùn kéo đến vậy, hướng Cao Ân vọt tới. Cao Ân thần sắc hơn nữa hưng phấn, trong tay nắm một chuôi kim quang bắn ra bốn phía trường kiếm. Cả người hơi thở, cũng là trình độ cao nhất bùng nổ, hắn tu vi, bất ngờ đã đạt đến hỗn độn cảnh 9 tầng trời. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn, ngay chớp mắt, vậy đạo kim sắc độn quang, liền giống như sao rơi rơi xuống đất vậy, hung hăng đập vào vậy hắc trên núi đá, hiện ra một đạo nam tử bóng người. Diệp Thần liền xem cũng không có xem Cao Ân một mắt, vừa rơi xuống đất, trực tiếp hướng Đồ Lan Tâm nhanh chóng đi. Cao Ân hơi sững sờ, ngay sau đó, gương mặt bên trên, hiện ra vô cùng là vẻ giận dữ nói, Diệp công tử, người cứ như vậy cầm ta không thấy. Như vậy, ta nhưng mà sẽ thương tâm à. Dứt lời, một cổ tuyệt mạnh kiếm ý, kinh thiên lên, Cao Ân trường kiếm trong tay, bộc phát ra vô cùng là chói mắt kim mang. Giống như cái này vô sanh chi địa lên, dâng lên một vòng màu vàng mặt trời vậy, vậy tản ra vô cùng hắc khí đất bùn bên trên, đều là theo cái này màu vàng mặt trời dâng lên, hiện ra vô số đạo vô cùng thâm thúy vết kiếm. Một kiếm này bên trong, lại là mang không kém chân võ ý. Hỗn độn cảnh 9 tầng trời dâng trào linh lực phun trào, trên mũi kiếm màu vàng mặt trời, bộc phát to lớn, tựa như, phải đem toàn bộ vô sanh chi địa, cũng làm bao trùm vậy. Một kiếm thật là khủng khiếp. Một kiếm này oai, thậm chí, sắp trực bức thượng cổ yêu hoàng thanh đế vậy nghịch thiên sấm xanh biến thành lôi cầu bên trên. Đồ Lan Tâm thần sắc biến, chỉ là cái này kim dương bên trong kiếm uy, liền cơ hồ muốn cho tâm thần của nàng cũng làm mất đi. Mặt đẹp bên trên, hiện ra vô cùng vẻ thống khổ, tựa như bị hàng ngàn hàng vạn vô cùng nóng bỏng kiếm quang xuyên qua linh hồn vậy. Cái này Cao Ân, mặc dù vô sỉ, mặc dù thứ bại hoại, nhưng, hắn quả nhiên có vốn để kiêu ngạo. Vạn pháp quy tông, kiếm quang chiếu khắp, xí thiên thần dương kiếm. Cao Ân quát lên một tiếng lớn, vậy hàm chứa vô cùng kiếm ý màu vàng mặt trời, một cái chớp động, liền hung hăng, hướng Diệp Thần chém tới. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, thân hình hắn chớp mắt, lại là trực tiếp ngăn ở Đồ Lan Tâm trước người. Diệp Thần! Đồ Lan Tâm kêu lên một tiếng. Mắt đẹp bên trong là vô cùng lo lắng cùng khẩn trương. Diệp Thần lại là vì bảo vệ nàng, mà muốn chính diện chống cự, như vậy nghịch thiên một kiếm à. Cho dù, nàng đối với Diệp Thần vô cùng tín nhiệm, có thể một kiếm kinh khủng như vậy, chống cự mà nói, cho dù là Diệp Thần, cũng có thể bị thương chứ. Huống chi, Diệp Thần còn phải chiếu cố nàng. Đồ Lan Tâm trong lòng, dâng lên một hồi áy náy, mắt đẹp bên trong, hơi nước tràn ngập. Đều là bởi vì mình, như không phải là mình, Diệp Thần làm sao sẽ lõm sâu hiểm cảnh, không thể không đối mặt Cao Ân như vậy kinh khủng người điên. Mình nhất định chính là Diệp Thần phiền toái. Diệp Thần chặt chẽ nhìn chằm chằm chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt màu vàng mặt trời, hắn không chỉ có muốn chống cự một kiếm này, thậm chí, phải đem tất cả uy lực còn lại chịu đựng xuống, nếu không, một món dư âm, cũng đủ để giết chết Đồ Lan Tâm. Như hải yêu khí, mãnh liệt ra. Ngay lập tức bây giờ, Diệp Thần liền thi triển thiên yêu thân thể. Không chỉ như vậy, Diệp Thần còn kích hoạt xích trần thần mạch. Một đạo kim sắc bình phong che chở bao phủ ở Diệp Thần bên ngoài cơ thể. Kiếm ý tràn ngập, sắc bén mau chóng tránh, tựa như chư thiên tinh thần chết, đi đôi với ngút trời cự lực, hướng như bánh xe kiếm ý mặt trời, oanh tạc đi. Một tiếng vang thật lớn, vô tận ánh sáng bùng nổ, toàn bộ vô sanh chi địa, cũng kịch liệt rung chuyển. Vô số màu đen đất bùn bị cuồng bạo nóng bỏng năng lượng bị phỏng thành hồng hồng vẻ, hóa là cuồn cuộn nham thạch nóng chảy, mặt đất rạn nứt, một bộ ngày tận thế chi cảnh. Hai người công kích va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt, thậm chí để cho Đồ Lan Tâm cũng không cách nào nhìn thẳng, mắt đẹp đóng chặt, chỉ chốc lát sau, mới lần nữa mở hai mắt ra, chỉ gặp một đạo vô cùng rắn chắc, thân ảnh cao lớn, giống như tường đồng vách sắt, chắn mình trước người. Trên thân hình toát ra tia luồng khói xanh, bề mặt trải rộng phỏng dấu vết, bất quá, vết thương kia, nhưng đang bay nhanh khép lại. Trong mắt đẹp của nàng, hiện ra một hồi vẻ mừng rỡ, Diệp Thần lại là chặn lại vậy tuyệt mạnh một kiếm, nhìn như, còn thành thạo hình dáng. Trước mắt tên nam tử này tựa hồ,
có thể chặn thế gian hết thảy, giống như ngày đó ở thần nguyên bí cảnh vậy, giống như vĩnh viễn bất bại chiến thần vậy. Ngay tại lúc này, Diệp Thần theo vung tay lên, rắc rắc một tiếng vang nhỏ, bó buộc đồ lan tâm xiềng xích, liền toàn bộ gãy, hắn nhỏ hơi nghiêng đầu, hướng về phía đồ lan tâm lộ ra một cái áy náy ánh mắt, mỉm cười nói, đồ tiên tử, người rời đi trước, yên tâm, ta không có việc gì. Đồ lan tâm nghe vậy, khéo léo gật đầu một cái, thân hình động một cái, liền hướng sau lưng phi độn đi, nàng biết, mình ở lại chỗ này, vậy chẳng qua là Diệp Thần phiền toái thôi, tầng thứ này chiến đấu, nàng đã không cách nào nhúng tay, hiện tại, nàng có thể làm, chính là tin tưởng Diệp Thần. Mà Cao Ân, đối với đồ lan tâm rời đi, chính là không thèm để ý chút nào, cá đã câu, còn cần con mồi sao? Căn bản không cần. Không chỉ có như vậy, Diệp Thần dễ dàng như vậy đỡ được mình một kiếm, Cao Ân lại cũng là một bộ thần sắc nhàn nhạt hình dáng. Tựa như, đối với hết thảy các thứ này không ngạc nhiên chút nào. Diệp Thần ngưng mắt nhìn Cao Ân, đột nhiên mở miệng nói, ngươi chính là Cao Ân. Ngươi hao tổn tâm cơ, cầm ta đưa tới nơi này, chẳng lẽ, bố trí ở chỗ này cái gì cạm bẫy sao? Cao Ân nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó, phảng phất nghe được thiên đại cười nhạo vậy, cười như điên nói, ha 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 ha, Diệp công tử, ngươi còn rất sẽ nói chuyện thiếu lâm à. Đừng nói cho ta, ngươi là nghiêm túc. Diệp Thần nhìn cười như điên Cao Ân, hơi cau mày. Mới vừa vẫn còn ở cười như điên Cao Ân, đột nhiên bây giờ, trên gương mặt lại là hiện lên vô cùng giận dữ vẻ, hướng về phía Diệp Thần điên cuồng hét lên, chỉ bằng ngươi như vậy con kiến hôi, cũng xứng để cho bổn công tử bố trí cạm bẫy sao? Ngươi có phải hay không quá đề cao mình? Một khắc sau, hắn trường kiếm trong tay, kim quang bạo tránh, lại là không để ý hết thảy, vô cùng là điên cuồng, hướng Diệp Thần điên cuồng tấn công tới. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, vậy phát hiện Cao Ân dị thường, người này một hồi cười như điên, một hồi giận dữ, tinh thần tựa hồ cực kỳ không ổn định. Hơn nữa, xem hắn liều mạng phương thức công kích, hoàn toàn không giống như là giả vờ, là thật nổi cơn thịnh nộ. Bất quá, giận dữ thì thế nào? Diệp Thần khóe miệng nâng lên một chút cười nhạt, nhàn nhạt nói, à, cái này thì nổi giận, ta nghe nói, càng người tự ti, càng dễ dàng cuồng nộ. Ngươi có phải hay không cũng là như vậy? Cao Ân nghe vậy, cặp mắt ngay tức thì hiện đầy tia máu, lại là như vậy tùy tiện, liền bị Diệp Thần lời nói kích thích gần như nổi điên bước. Hắn cả người máu tươi, ngay tức thì bốc cháy, trường kiếm trong tay trên kiếm quang, bộc phát đậm đà, gương mặt bên trên, hiện ra lau một cái không bình thường đỏ thẫm, cả người hơi thở vậy mơ hồ cao tăng. Cái này bỗng chốc, liền Diệp Thần đều là hơi kinh hãi. Cái này liền trực tiếp vận dụng bí thuật, cháy máu tươi, kích thích tiềm lực. Coi như lại giận dữ, cũng không nên không có lý trí, đến loại trình độ này chứ. Cho dù là ở sống chết tương bính trên chiến trường, cũng chỉ có những cái kia con chốt thí, mới sẽ dùng như vậy phương pháp chiến đấu à. Cái này Cao Ân, hiển nhiên có vấn đề. Bất quá, vậy chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi, một khắc sau, Diệp Thần trong tay sát kiếm, giống vậy tia máu bạo nhấp nhoáng tới. Chân võ ý, ở giữa trời đất kích động, đem một phe này vô sanh chi địa, cũng tuyển dính vào điểm điểm tinh quang. Ánh sao, là lạnh như băng, giống như từng chuôi vô hình chi nhận. Cực kỳ cuồng bạo, cơ hồ muốn vượt qua thần quốc tầng thứ vô cùng cự lực phun trào, đem huyết quang kia lượn quanh nặng nề trường kiếm, hung hăng vung chém ra. Kiếm quang tàn phá, cùng vậy nóng bỏng kim dương đụng nhau, ầm ầm nổ tung, toàn bộ vô sanh chi địa cũng xu hướng tại tan vỡ. Trong hư không, kéo ra mảng lớn vỡ vụn tràn đầy kéo dài, phảng phất liền không gian, cũng sắp nổ tung vậy. Mà ngay lúc này, một đạo cả người nhuốm máu bóng người, đảo phi nhi xuất, hung hãn đem một tòa hắc thạch núi to đụng nát. Thân ảnh kia, bất ngờ chính là Cao Ân. Hắn lúc này, trước ngực, cánh tay, bắp đùi các nơi, cũng trải rộng dữ tợn vết thương, nhìn như, vô cùng thê thảm. Diệp Thần trên cánh tay, cũng là một phiến đỏ tươi, xương cốt vỡ vụn, máu thịt, đều ở đây nóng bỏng kiếm mang bên trong cháy rụi, bất quá, so sánh với Cao Ân mà nói, như vậy thương thế quá nhẹ, huống chi, lấy Diệp Thần sinh mệnh lực, khôi phục, chỉ ở ngay lập tức mà thôi. Đồ lan tâm rời đi, Diệp Thần đã không lại có chỗ cố kỵ, có thể toàn lực ra tay. Một kiếm này, mới là Diệp Thần lực lượng chân chính.
Một kiếm, đem Cao Ân áp chế. Có thể, để cho Diệp Thần bất ngờ phải, bị một kiếm chém bay Cao Ân, lại là cuồng cười một tiếng, từ đất lịch bên trong ngay tức thì đứng lên, vậy cả người thương thế, tựa như đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng vậy. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thần sắc mặt trầm ngưng, cái này Cao Ân chẳng biết tại sao cho hắn một loại vô cùng là quỷ dị cảm giác. Cao Ân rõ ràng bị Diệp Thần một kiếm chém bay, trong miệng. Nhưng là đối Diệp Thần cười nói, cái gì bất bại chiến thần, cái gì chấn phục bảy nước thiên tài. Ngươi thực lực, chỉ như vậy mà thôi sao? Như vậy, Diệp Thần, ngày hôm nay cái này vô sanh chi địa, chính là ngươi phần mộ. Một khắc sau, Cao Ân máu thịt, lại là thật nhanh khô đét, tóc phát trắng, ngay tức thì già xuống. Có thể cùng vậy mặt mũi già nua ngược lại, Cao Ân hơi thở, nhưng là bành trướng lại bành trướng. Mơ hồ. Đều cho Diệp Thần, một loại nhàn nhạt áp lực. Diệp Thần lần này, nhưng là thật kinh ngạc. Cái này Cao Ân, lại là điên cuồng chèn ép mình căn nguyên, lấy bí thuật tăng lên thực lực. Hắn đang làm gì? Như vậy chiến đấu tiếp, cho dù Cao Ân có thể thủ thắng, cũng không có một chút khả năng, có thể sống sót à? Có thể không kịp suy nghĩ nhiều, vậy Cao Ân, vừa mới bị trọng thương, lần này, lại là vô cùng hung hãn. Cuồng bạo trực tiếp hướng Diệp Thần vọt tới, trường kiếm trong tay ánh sáng, hơn nữa sáng lạng, cơ hồ làm cho cả vô sanh chi địa, cũng mạ lên một tầng vàng rực. Hắn kiếm quang nóng rực, chưa từng có từ trước đến nay, vẫn là như vậy, không để ý hết thảy liều mạng lối đánh. Người này là cái người điên sao? Phải biết, Diệp Thần mặc dù vậy biết sử dụng loại chiến đấu này phương thức, có thể, đó là thành lập ở hắn không có gì sánh kịp sinh mệnh lực trên căn bản à. Mà Cao Ân đâu? Hiện tại, hắn vết thương trên người, còn không có khép lại à? Sinh mệnh lực của hắn, hiển nhiên, xa xa không bằng Diệp Thần. Tuy nhiên, lựa chọn điên cuồng tấn công, không để ý phòng ngự liều mạng phương thức, tiến hành chiến đấu, đây không phải là người điên, là cái gì? Nhưng, Diệp Thần chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp hướng Cao Ân phóng tới. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Và hắn liều mạng. Vậy, không khác nào tự tìm cái chết. Hắn không sợ nhất, chính là và người liều mạng. Ầm một tiếng nổ vang, song kiếm đánh nhau, tiếp liền cháy tiềm lực, lúc này Cao Ân, đã có thể miễn cưỡng đuổi theo Diệp Thần công kích. Lẫm liệt kiếm quang mãnh liệt, cự lực sôi trào, đúng phiến thiên địa không khí, đều tựa như ở Diệp Thần khu kiếm ngay tức thì, bị nén liền vậy. Mà Cao Ân kiếm quang, chính là vô cùng nóng bỏng, tựa hồ. Phải đem hư không, cũng đốt là giả không. Trong thoáng qua, hai người, cũng đã giao thủ mấy trăm lần. Ở hai người công kích dưới ảnh hưởng, từng đạo ngọn lửa vòi rồng, cả ngày tiếp, vô cùng là sợ hãi. Cho dù lấy đệ nhất thần quốc võ đạo phép tắc cường hãn, đều là xuất hiện vết rách, mất đi hơi thở tràn ra, thiên địa linh khí, đều có tiêu tán khuynh hướng. Bất quá, Cao Ân công kích, mặc dù có thể theo kịp Diệp Thần cường độ, nhưng... Thân thể nhưng là xa xa không được à. Lúc này Cao Ân, thân thể đã sớm tàn tạ không chịu nổi, hơn nữa, cả người, cũng già nua được không thể lại già nua, tựa như, tùy thời cũng sẽ bị chết vậy. Có thể, hắn tựa hồ thật giống như không có chút nào cảm giác đau, không có chút nào sợ hãi, đối với tự thân tình huống, đều không cách nào nhận biết, vẫn ở cười như điên. Đột nhiên bây giờ, giữa lúc Cao Ân chuẩn bị hướng Diệp Thần một kiếm chém tới lúc đó, lách cách một tiếng, vậy chỉ máu tươi đầm đìa, xương cốt vỡ vụn, để cho người nghi ngờ vì sao còn có thể cầm thanh trường kiếm kia tay, rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp từ Cao Ân trên bả vai, rớt xuống. Cao Ân hơi sững sờ, hắn đổi một cái tay, hướng trên đất trường kiếm bắt đi, nhưng ngay khi hắn cúi người xuống ngay tức thì, chân hắn cốt, phát ra một tiếng kêu gào, hoàn toàn nổ tung, Cao Ân cả người, vậy ngã xuống đất. Mà lúc này... Cao Ân đôi mắt bên trong, nhưng là lộ ra mê mang cùng suy tư vẻ, tựa như căn bản không có làm rõ ràng, chuyện gì xảy ra vậy. Mình tại sao liền lấy không dậy nổi kiếm? Làm sao, liền không đứng lên nổi? Hắn nhìn một cái cách đó không xa Diệp Thần, tại sao, vậy con kiến hôi còn sống? Không phải hẳn, bị mình trong nháy mắt giết mới là sao? Mà Cao Ân hơi thở, rốt cuộc dần dần suy yếu xuống. Diệp Thần thấy vậy. Hơi khạc ra một hơi, xem ra,
cái này Cao Ân chỉ là một đơn thuần người điên mà thôi, lúc này, cuối cùng đã tới cực hạn. Hắn hướng về phía Cao Ân, cười lạnh một tiếng nói, ngươi không phải mới vừa nói cái này vô sanh chi địa, là ta nghĩa địa sao? Làm sao, hiện tại một cái chân bước vào phần mộ bên trong, hình như là ngươi chứ? Dứt lời, Diệp Thần nâng lên tay, một kiếm hung hăng hướng Cao Ân chém xuống. Hắn nguyên bản, còn dự định chất vấn hắn cùng thiên ma phải chăng có chút liên quan, bất quá, tên này, chân thực để cho hắn cảm thấy khá là quỷ dị, vì để tránh cho gây thêm rắc rối, hay là trực tiếp chém giết thật tốt. Ầm một tiếng nổ vang, Cao Ân thân thể, hoàn toàn bị kiếm quang bao phủ, Cao Ân sinh mạng hơi thở, hoàn toàn biến mất. Diệp Thần tay một chiêu, đem Cao Ân túi đựng đồ thu vào trong tay, mặt lộ suy tư vẻ, nếu như cái này Cao Ân thật cùng ma tộc có chút liên lạc nói, túi đựng đồ bên trong, nói không chừng có thể có phát hiện. Nhưng vào lúc này, vậy bị Diệp Thần chém được cát bụi cuốn lên chỗ, lại là, truyền ra một hồi tiếng động lạ. Diệp Thần thần sắc động một cái, vung tay lên, cát bụi tiêu tán. Hắn con ngươi, nhưng là ngay tức thì co rúm lại. Trước mắt, hiện lên vô cùng một màn quỷ dị. Nguyên bản, hẳn đã hóa là phấn vụn tiêu tán Cao Ân, lúc này, cả người, nhưng là tản mát ra một loạt hắc ánh sáng màu tím, bảo vệ hắn thân thể, để cho hắn thân thể, không có hóa là nghiền. Nhưng, dù vậy, Cao Ân đầu lâu cũng bị Diệp Thần hoàn toàn đấm bể, hơn nửa gương mặt, cũng biến mất không thấy. Hẳn chết được không thể chết lại. Nhưng quỷ dị chính là, cái này chết được không thể chết lại Cao Ân, lại là, đang hướng Diệp Thần, chậm rãi bỏ tới. Hắn còn sót lại một con mắt, ảm đạm không sáng, nhưng lóe lên vô cùng là âm hàn, làm người ta rợn cả tóc gáy thần sắc, trong miệng không ngừng nỉ non, phế vật, giết. Bổn công tử, là cường đại nhất. Một màn này, vô cùng sợ hãi, quỷ dị, để cho người cả người, cũng không thoải mái. Diệp Thần trong mắt, hiện lên một đạo vẻ kinh dị, rõ ràng, đã không có sinh mệnh khí tức, lại, còn chưa có chết thấu. Người này, quả nhiên vô cùng quỷ dị. Bất quá, hắn hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay, lần nữa giơ lên, thì phải hướng Cao Ân chém tới, một kiếm, người không có chết thấu, hai kiếm, người còn có thể không có chết thấu. Nếu như còn chưa có chết thấu, chém liền đến người chết hẳn mới ngưng. Đột nhiên bây giờ, một đầu màu tím đen côn trùng, lại là từ Cao Ân vậy tàn phá đầu bên trong, chui ra. Diệp Thần hơi sững sờ, hơi biến sắc mặt, vậy côn trùng hơi thở. Lại là cùng đã từng, hắn ở Chấn Thần Tháp bên trong tiếp xúc qua vậy đạo ma hồn, vô cùng làm tướng tựa như. Vào thời khắc này, lão Thương thanh âm, chợt ở Diệp Thần trong đầu vang lên nói, Diệp tiểu tử, chú ý. Đây là thiên ma trùng, người này đã bị loại ma. Loại ma, đó là cái gì? Lão Thương trầm giọng nói, đó là một loại thiên ma nhất tộc sinh sản đời sau phương thức, bọn họ thông qua đem bản thân tạo ra căn nguyên ma trùng, trồng vào những chủng tộc khác trong cơ thể, tới dần dần đem người này đổi thành là ma tộc. Ký chủ bị trồng vào ma trùng sau đó, trong thời gian ngắn, thực lực, có thể sẽ nhanh chóng tăng lên, nhưng ở thực lực tăng lên đồng thời, óc thậm chí còn nội tạng, cũng sẽ bị vậy thiên ma trùng, từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Bị ký túc người thường thường cũng sẽ thành được mất lý trí, vô cùng cuồng bạo, vô cùng buông thả dục vọng của nội tâm, đồng thời, vậy hoàn toàn đánh mất cảm giác đau, làm việc, cũng là căn bản không màn hậu quả. Mà cuối cùng, cũng là kinh khủng nhất, một khi thiên ma này trùng, trưởng thành thành thục, liền sẽ đem ký túc người thân thể, hoàn toàn chiếm đoạt, chân chính biến hóa là thiên ma sống lại. Hơn nữa, ở hắn ký chủ, nguyên hữu thực lực cơ sở bên trên, sống lại sau này, lực lượng còn sẽ tăng vọt. Liền liền lão Thương sau khi nói xong, đều là một hồi phát rét, cũng may, loại ma cần tự mình đồng ý, mới có thể thành công, nếu không, lên thời xưa, vực ngoại thiên ma dựa vào cái này loại ma thủ đoạn, liền đủ để binh không huyết nhận chiến thắng loài người. Cái này loại sinh sản phương thức, quá sợ hãi. Mà cứ như vậy, Cao Ân trước khi đủ loại dị thường hành vi, cũng có thể lấy giải thích thông. Đồng thời, đây cũng là vạn pháp tông cùng ma tộc cấu kết, tốt nhất chứng cớ. Quả nhiên, một khắc sau, vậy thiên ma trùng, bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt dậy Cao Ân thân thể không lành lặn, cả người, vậy đang nhanh chóng bành trướng trước. Diệp Thần sắc mặt, cũng là ngay tức thì khó xem,
thiên ma này trùng, rõ ràng là muốn trưởng thành là thiên ma liền à. Vậy Cao Ân sử dụng bí thuật trạng thái, cũng đã cơ hồ cùng Diệp Thần, lực lượng tương đương, nếu như hắn hóa là thiên ma, thực lực lần nữa tăng vọt nói, liền liền Diệp Thần vậy không có nắm chắc có thể chiến thắng thiên ma này à. Lúc này, Diệp Thần hét lớn một tiếng, cả người cự lực cuồng trào, hướng vậy thiên ma trùng, điên cuồng chém liên tục. Một kiếm lại một kiếm, Diệp Thần một khắc không ngừng chém điên cuồng trước, hắn tuyệt không thể để cho thiên ma này trùng, hóa là thiên ma đản sanh vô đời. Âm tiếng không ngừng, mấy kiếm sau này, Diệp Thần cả người mồ hôi như mưa rơi, kịch liệt thở hào hển, toàn bộ mặt đất đều bị Diệp Thần kiếm mang, chém ra vô số thâm thúy vết rách, mà nguyên bản, thiên ma trùng cùng Cao Ân chỗ ở vị trí, đã hoàn toàn biến thành một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Lúc này, trong hố sâu, một phiến tĩnh mịch, một tia một hào động tĩnh, cũng không có dáng vẻ. Diệp Thần đứng ở hố sâu bên bờ, ngưng mắt nhìn trong cái hố sâu bên trong hắc ám, sắc mặt vô cùng trầm ngưng. Vậy thiên ma trùng bị mất đi liền sao? Rốt cuộc, đuổi ở hắn hóa là thiên ma một khắc trước, đem chém giết sao? Diệp Thần dừng chân tại chỗ, ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, trong cái hố sâu phần đáy, vẫn không có phát ra chút nào động tĩnh, hắn diễn cảm hơi buông lỏng một phần, bất quá, lại không có ý rời đi. Hắn phải tiến vào đáy hố, xác định vậy thiên ma trùng, thật đã chết, mới có thể yên tâm. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Một cái bóng đen, lấy tốc độ cực nhanh, từ trong cái hố sâu bên trong lao ra, đồng thời, hung hăng một quyền, đập vào Diệp Thần trên mặt. Diệp Thần sắc mặt cuồng biến, thân hình chớp mắt, tránh một quyền kia đồng thời, trường kiếm trong tay hung hăng hướng đối phương chém tới. Ầm một tiếng vang thật lớn. Một quyền kia tốc độ, chân thực quá nhanh, cho dù lấy Diệp Thần thân pháp, đều không cách nào hoàn toàn thoáng qua, mặc dù, một quyền này không có nện ở Diệp Thần trên mặt, nhưng là rơi vào đầu vai. Diệp Thần cả người bắp thịt cứng đờ, một cổ vô cùng sợ hãi, thậm chí, hoàn toàn không thua kém mình cự lực, đi đôi với cuồn cuộn ma khí, mãnh liệt ra, trực tiếp đem Diệp Thần thân thể, đánh được đảo phi nhi xuất, xương máu bạo tán. Diệp Thần thân thể giống như đạn đại bác vậy, liên tục đụng sụp mấy tòa hắc thạch đại sơn, mới ngưng đổ bay. Lúc này, hắn bả vai, đã là xương thịt nổ tung, vô số máu tươi phân bố. Mới vừa rồi hắn thậm chí không kịp kích hoạt xích trần thần mạch. Mấu chốt lực lượng kia vậy quá kinh khủng đi. Diệp Thần mặt hiện vẻ hoảng sợ, cái này còn là hắn ở trên trời yêu thân thể dưới trạng thái à, lại bị đối phương tiện tay một quyền, liền bị thương thành như vậy. Bất quá, cũng may lấy Diệp Thần vậy vượt quá cực hạn sinh mệnh lực, bị thương bả vai, đang nhanh chóng lần nữa sinh trưởng ra mới xương cốt, máu thịt vậy nhanh chóng khép lại. Xa xa, một đạo màu tím đen bóng người, xuất hiện ở Diệp Thần trong tầm mắt, quái vật này cả người màu tím đen da, thân hình hơi còng lưng, cánh tay vô cùng dài, cơ hồ thì phải tùy ở trên mặt đất, trên cánh tay, sinh trưởng đầu người lớn nhỏ sắc bén móng vuốt. Quỷ dị nhất chính là đầu lâu bên trên, bất ngờ dài một tấm tương tự loài người khuôn mặt, đó là Cao Ân khuôn mặt. Lúc này, Cao Ân gương mặt bên trên, đang hiện ra vô cùng là thần lạnh như băng sắc, hắn cúi đầu nhìn xem hông của mình tế, nơi đó, bị Diệp Thần chém ra một vết thương, giống như mủ dịch giống vậy màu tím đen máu, cuồn cuộn dòng nước chảy ra. Mà giờ khắc này, vết thương kia, đang chậm rãi ngọa nguậy, khép lại. Diệp Thần con người có giúp một cái. Thật là mạnh sinh mệnh lực. Đây chính là hắn chém ra một kiếm à, mặc dù là vội vàng ra một kiếm, có thể cùng dạng có khủng bố cự lực, khủng bố kiếm ý một kiếm à. Đối phương chống cự chi, lại vẫn là chỉ tạo thành loại trình độ này tổn thương. Hơn nữa còn có thể khép lại. Này cùng sinh mệnh lực, đều có thể cùng mình tương để tịnh luận chứ. Diệp Thần tim, đều cơ hồ muốn chìm vào đáy cốc, thiên ma này quá biến thái. Hôm nay, hắn cùng Cao Ân lập trường, tựa như ngược lại vậy, hiện tại, hắn dựa vào thiên yêu thân thể và xích trần thần mạch tăng cường, vẫn có thể cùng thiên ma này đánh một trận, nhưng nếu là hắn đến cực hạn, không cách nào lại thi triển thiên yêu thân thể thời điểm, còn không có, chiến thắng đối phương đâu. Khi đó, mình, sợ rằng sẽ bị thiên ma này giết chết đi. Nghĩ tới đây, Diệp Thần hung hăng cắn răng một cái, thân hình động một cái, trực tiếp đứng dậy. Không để ý bả vai mình còn không có hoàn toàn khôi phục,
điên cuồng hét lên một tiếng, liền hướng vậy thiên ma cực nhanh phóng tới. Không thể kéo. Bất luận bỏ ra giá bao nhiêu, đều phải ở không cách nào duy trì thiên yêu thân thể trước, đem thiên ma này chém chết. Đây là, Cao Ân khinh miệt nhìn lướt qua Diệp Thần, lại là lấy kinh khủng này tư thái, miệng phun tiếng người nói, ha ha, làm sao, phải liều mạng. Không phải nói, ta một cái chân đã bước chân vào nghĩa địa sao. Diệp Thần thần sắc biến đổi, chẳng lẽ cái này Cao Ân còn chưa chết? Hơn nữa xem ra, thật giống như hoàn toàn khôi phục lý trí dáng vẻ. Lão Thương lần nữa mở miệng nói, thằng nhóc, chớ bị hắn mê hoặc, thiên ma trùng có thể thừa kế túc chủ trí nhớ, hắn chỉ là ở ngụy trang loài người mà thôi. Diệp Thần gật đầu một cái, bỏ mặc trước mắt quái vật này, là Cao Ân, vẫn là thiên ma, đối với hắn, cũng không có khác biệt, hắn phải làm, chỉ là đem giết chết, triệt để tiêu diệt. Nhưng ngay khi Diệp Thần sắp vào tới vậy thiên ma trước người để gặp, đối phương vậy đôi giống như động vật giống vậy cong hai chân, lại là bắp thịt một trống, hung hăng phát lực, thân hình hướng phía sau, bay vút đi. Diệp Thần thấy vậy, lại là cả kinh. Quái vật này, lại tránh đánh. Cái này bỗng chốc, Diệp Thần sắc mặt, hoàn toàn trầm ngưng xuống. Thiên ma này, quá xảo quyệt, quá thông minh. Cao Ân hướng về phía Diệp Thần cười lạnh nói, ha ha, người loại trạng thái kia, duy trì không được quá lâu chứ. Không biết, người khôi phục nguyên bản trạng thái sau này, còn có từng tia có thể, giết chết bổn công tử sao? Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, một kiếm hướng Cao Ân chém tới, kiếm mang tàn phá, giống như tia chớp, cơ hồ ngay lập tức bây giờ, liền tới cái này mới vừa sinh ra thiên ma trước người. Vậy thiên ma màu tím đậm trong mắt đông lại một cái, cổ tay lột, một chuôi trường kiếm màu vàng, xuất hiện ở trong tay, cuồn cuộn ma khí mãnh liệt, trong thoáng qua, liền đem vậy trường kiếm màu vàng, hủ biến thành đen nhánh vẻ. Một khắc sau, Cao Ân giơ tay lên một kiếm, hung hăng hướng Diệp Thần chém tới kiếm mang đánh tới. Một đạo đen nhánh mặt trời nóng rực, ở vô xanh chi địa bên trong dâng lên. Ầm một tiếng nổ vang, thiên ma kinh khủng kia trên thân hình, hiện ra đạo đạo vết thương, tím đen máu cuồng lưu, nhưng, khóe miệng hắn cười nhạt, nhưng hơn nữa đậm đà một phần. Loại trình độ này tổn thương, hắn hoàn toàn có thể chịu được. Nói cách khác, như vậy tiêu hao tổn nữa, trước nhất không cách nào duy trì thiên yêu thân thể, tất nhiên là Diệp Thần. Đến lúc đó, người này tộc phế vật, liền liền từng tia lật bàn có thể, cũng không có chứ. Ở thiên ma này xem ra, Diệp Thần có thể nói là ngăn cản vực ngoại ma tộc, xâm lược thần quốc hy vọng duy nhất, chỉ cần Diệp Thần vừa chết, cái này thần quốc chính là bọn họ vật trong túi. Thiên ma, mặc dù đều là trời xanh tính tàn bạo, dữ tợn sinh vật, nhưng... đáng sợ hơn phải, cái này tà ác sinh vật, đồng thời, cũng vô cùng xảo trá, trí khôn. Đối mặt Diệp Thần, hắn sẽ không cho đối phương, một tia một hào cơ hội, cho nên, hắn tuyệt sẽ không cùng Diệp Thần chính diện giao thủ. Đáng chết! Diệp Thần tức giận mắng một tiếng, dần dần tiêu nóng nảy. Lấy thiên ma này thân xác trình độ cường hãn, chỉ có gần người giao chiến, đem mình lực lượng, hoàn toàn phát huy, mới có giết chết hắn cơ hội à. Hiện tại, nên làm cái gì? Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần có thể cảm giác được, mình thiên yêu thân thể, càng ngày càng khó lấy duy trì. Đan điền linh lực vậy đang cấp tốc trôi qua. Diệp Thần óc, nhanh chóng vận chuyển, một bên tiếp huy động liên tục kiếm công kích Cao Ân, vừa suy tính đối sách. Rốt cuộc phải làm sao, mới có thể chiến thắng thiên ma này? Thiên ma này, thật là không sơ hở nào để tấn công. Không chỉ có sinh mệnh lực, lực lượng các phương diện, thật to tăng lên, liền liền Cao Ân võ, thậm chí võ đạo ý cảnh, cũng không có so hoàn mỹ thừa kế. Không chỉ là Cao Ân võ đạo, dần dần, Diệp Thần phát hiện, tựa hồ theo xuất thủ số lần càng ngày càng nhiều, liền liền vậy đã từng ở chấn thần tháp bên trong, cùng Diệp Thần chiến đấu qua thiên ma phân hồn có ma tộc võ đạo bóng dáng, cũng xuất hiện ở thiên ma này trên mình. Hắn lại đang không ngừng tiến hóa, trở nên mạnh mẽ trước. Diệp Thần vốn là còn muốn lấy chân võ ý đem đánh bại, dẫu sao, thiên ma này coi như mạnh hơn nữa, ở võ đạo, chắc tương đương với trẻ sơ sinh vậy. Nhưng mà, Diệp Thần, nghĩ lầm rồi. Vậy thiên ma, trên mặt từ đầu đến cuối mang sát ý nụ cười, không nhanh không chậm, hắn có chính là thời gian, không phải sao. Hiện tại, sốt ruột,
là Diệp Thần mới đúng. Đột nhiên bây giờ, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, hướng về phía Lão Thương hỏi, Lão Thương, nếu như ta thi triển đối phó vạn thông lúc sử dụng, vậy đột phá cực hạn một kiếm, có thể hay không làm bị thương thiên ma này? Lão Thương lắc đầu một cái, ta đối với võ đạo nghiên cứu không nhiều, bất quá luân hồi mộ địa bên trong có một người hẳn có thể trả lời ngươi vấn đề. Diệp Thần ngay tức thì đưa mắt rơi vào Lăng Thiên Tiễn Thần trên mình. Lão Thương và Lão Cuồng Thần niệm đã cách tiêu tán ranh giới. Trước mắt luân hồi mộ địa mạnh nhất hẳn chỉ có Lăng Thiên Tiễn Thần. Tiền bối, Diệp Thần mới vừa muốn nói cái gì? Lăng Thiên Tiễn Thần bia đá bên trong xông ra một đạo hư ảnh. Hư ảnh yên lặng một lát sau, ngưng trọng mở miệng nói còn chưa đủ. Bất quá, người cái phương hướng này là đúng. Diệp Thần đôi mắt sáng lên nói thế nào? Lăng Thiên Tiễn Thần nói, lần trước, người thi triển vậy đột phá cực hạn một kiếm lúc đó, ta mơ hồ cảm thấy, người giết hại đại đạo, hủy diệt đại đạo, cùng chân võ ý, đã có khuynh hướng dung hợp, người biết, ba người này dung hợp, nơi sinh ra là cái gì không? Diệp Thần trong lòng cả kinh, giết hại đại đạo, hủy diệt đại đạo cùng chân võ ý, lại dung hợp. Hắn đôi mắt bên trong, hiện ra mừng như điên cùng vẻ chờ mong, hắn mặc dù không biết, ba người này kết hợp, có thể ra đời cái gì, nhưng, hắn biết, đây tuyệt đối là một loại cực kỳ cường đại lực lượng. Đặc biệt, là ở nơi này nguy cơ giây phút bên trong, cái này không thể nghi ngờ chính là cửa đột phá. Lăng Thiên Tiễn Thần tiếp tục nói, nếu như ta đoán không sai, ba người này kết hợp, sinh ra chính là cái gọi là mộ đạo hủy diệt mộ đạo. Chư thiên vạn giới bên trong, có đủ loại mộ đạo ý, nhưng, trong đó ba loại mộ đạo, được gọi là nguyên thủy mộ đạo. Vì sao là nguyên thủy mộ đạo? Nguyên thủy mộ đạo, chính là muôn vàn mộ đạo nguyên điểm. Cái này ba loại mộ đạo, tức là hủy diệt mộ đạo, chế sinh mộ đạo cùng thời gian mộ đạo. Người năm tháng đại đạo nếu như có cơ hội, có lẽ còn có thể tiến hóa là thời gian mộ đạo, chỉ tiếc, người hiện tại còn chưa đủ cách. Nếu như người thật có thể nắm giữ cái này hủy diệt mộ đạo, cho dù, chỉ là từng tia da lông, người công kích, cũng đủ để cho thiên ma này không cách nào khôi phục. Dẫu sao, muốn chạm tới nguyên thủy mộ đạo, chủ yếu điều kiện, chính là lĩnh ngộ chân võ ý. Mà lấy người chân võ ý cảnh giới, cũng là vô cùng là miễn cưỡng, có thể tưởng tượng được, cái này nguyên thủy mộ đạo có kinh khủng dường nào. Diệp Thần cặp mắt bên trong, thần quang bạo tránh, hắn chân võ ý, đã áp đảo thần quốc tầng thứ bên trên, nói cách khác, cái này hủy diệt mộ đạo, vậy giống vậy thuộc về siêu thoát hôm nay vị diện lực lượng. Bất quá! Hắn có chút nghi ngờ hỏi, tiền bối, đã như vậy, người tại sao không còn sớm nói cho ta biết chứ? Lăng Thiên Tiễn Thần tựa hồ do dự chốc lát, thở dài một cái nói, hủy diệt mộ đạo, há là như vậy dễ dàng tìm hiểu. Người có biết hay không, cho dù ở vực ngoại và thượng giới, có nhiều ít kinh tài tuyệt diễm võ giả, bởi vì hiểu nguyên thủy mộ đạo, mà ẩu hỏa nhập ma mà chết. Mà hủy diệt mộ đạo, lại là nguy hiểm bên trong nguy hiểm. Như thế và ngươi nói đi, lĩnh ngộ chân võ ý cùng với nắm trong tay tương tự đại đạo võ giả, có thể có tư cách hiểu nguyên thủy mộ đạo, có thể nói một phần vạn, mà trong đó, có thể thành công, lại là một phần vạn. Mà thành công tìm hiểu ra hủy diệt mộ đạo, tỷ lệ thấp hơn, một cái không tốt, chính là chết. Cho nên ta tạm thời mới không dự định nói cho ngươi, cho dù so bây giờ ngươi mạnh nhiều lắm võ giả, chết ở hiểu bên trong vậy là đếm không hết, bất quá, dưới mắt. Nếu như muốn chiến thắng thiên ma này mà nói, thật giống như cũng không có lựa chọn tốt hơn. Tiểu tử, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi xác định, muốn hiểu hủy diệt mộ đạo sao? Thật ra thì, Lăng Thiên Tiễn Thần mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn cùng Diệp Thần trong lòng cũng rất rõ ràng, nếu như muốn còn sống, bọn họ còn có cái khác lựa chọn. Đó chính là, chạy trốn. Diệp Thần, mặc dù không cách nào đánh chết thiên ma này, nhưng... Dựa vào thiên yêu thân thể, nếu như một lòng chạy trốn, vẫn có thể giữ được tánh mạng. Có thể, Diệp Thần sẽ chọn chạy trốn sao? Nếu như, thật sự là vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ, có thể chỉ cần còn có từng tia thủ thắng có thể, Diệp Thần liền tuyệt sẽ không trốn. Cái này, chính là Diệp Thần võ đạo, chỉ ta Lăng Tiêu võ đạo, cho dù là trời, chắn trước mặt hắn, hắn cũng phải đem chém một cái mà phá. Huống chi. Nếu như lần này chạy, Diệp Thần cũng không cách nào xác định,
có còn hay không lần nữa đánh chết thiên ma này cơ hội. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong mắt thoáng qua một đạo kiên quyết vẻ nói, ta xác định. Hắn đột nhiên dừng bước, lặng lặng đứng tại chỗ, lại nữa nhìn trời ma tiến hành công kích. Xa xa thiên ma, tím mâu hơi lóe lên, cái này con kiến hôi làm sao đứt đoạn tiếp theo đánh. Hắn đang chống cự Diệp Thần công kích trong quá trình, vậy đang không ngừng hấp thu truyền thừa từ huyết mạch ma tộc võ đạo. Vậy mở ra thuộc về Cao Ân khuôn mặt bên trên, hiện lên một đạo lạnh lẽo nụ cười, thằng nhóc này không phải là sợ chưa? Hai người, ở nơi này vô sanh chi địa, lẫn nhau đối mặt. Đây là, Lăng Thiên Tiễn Thần thanh âm, lần nữa ở Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên nói, muốn hiểu cái này hủy diệt mộ đạo, nhất định phải tranh thủ thời gian, cho nên, bước đầu tiên, người phải làm, chính là chạy trốn. Dĩ nhiên, không phải thật toàn lực chạy trốn, mà là một bên trốn, một bên hiểu hủy diệt mộ đạo. Người hơn nửa tâm thần, sẽ đặt ở hiểu bên trên, chạy trốn tốc độ, sẽ có sở hạ hàng, hơn nữa, còn muốn không ngừng chịu đựng thiên ma này công kích, nguyên bản, hiểu hủy diệt mộ đạo cũng đã vô cùng hung hiểm, cứ như vậy, nguy hiểm trong đó, lại là tăng nhiều, nếu như ngươi chuẩn bị xong, ta liền đem hủy diệt mộ đạo hiểu phương pháp, truyền thụ cho ngươi. Nói thật, Lăng Thiên Tiễn Thần cũng không tán thành Diệp Thần làm như vậy, nguyên bản cũng đã là địa ngục khó khăn, Diệp Thần lại vẫn chủ động gia tăng độ khó. Cho dù Lăng Thiên Tiễn Thần nhìn Diệp Thần cùng nhau đi tới, chứng kiến vô số kỳ tích, cũng cảm thấy được, làm như vậy, có chút muốn chết. Diệp Thần nói, bắt đầu đi. Một khắc sau, hắn trực tiếp cầm trong tay sát kiếm thu hồi, khẽ quát một tiếng nói, cực võ, thần tránh. Thân hình một cái chớp động, liền hướng phía sau, cực nhanh bay vút đi. Vậy đứng tại chỗ thiên ma, hơi sững sờ, ngay sau đó, liền bộc phát ra một trận cười điên cuồng. Ha 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 ha, thằng nhóc này, lại thật sợ. Không phải là không bại chiến thần sao? Làm sao, xem con chó như nhau, cụp đuôi từ bổn công tử trước mặt chạy trốn. Bất quá, hắn có thể không có chút nào thả qua Diệp Thần ý kiến. Vậy đôi hơi cong thú đủ bỗng nhiên phát lực, đem dưới chân mặt đất, đạp suốt đạo đạo liệt ngân, hướng Diệp Thần, nhanh truy đuổi đi. Diệp Thần một bên chạy trốn, một bên đè Lăng Thiên Tiễn Thần truyền thụ cho hiểu phương pháp, ngưng tụ tâm thần, đem giết hại đại đạo, hủy diệt đại đạo thả chân võ ý, lẫn nhau dung hợp với nhau. Hắn tâm thần, đắm chìm trong võ đạo ý cảnh bên trong, tựa như, lại trở về chỗ kia bầu trời xanh biếc, bầu trời bên trong, vô số ánh sao lóng lánh, bảo vệ dưới chân mặt đất. Đột nhiên bây giờ, một cái kim quang bàn tay, từ chân trời bên trong đưa ra, bàn tay này, tựa như hàm chứa vô cùng lực lượng, có thể đem đúng phiến thương khung, cũng chống lên vậy. Bàn tay này đưa ra đồng thời, một đạo màu máu ngọn lửa, đốt lần đúng phiến thương khung, đó là sát ý ngọn lửa. Mà bầu trời bên trong vô số ngôi sao, lại là ở ngọn lửa kia nung dưới, bắt đầu hòa tan đứng lên. Lúc này, lão thương trong lòng, vô cùng được khẩn trương, nếu như hiểu thất bại, cho dù không chết, Diệp Thần chân võ ý, hủy diệt đại đạo. Giết hại đại đạo, sợ rằng đều phải làm tan vỡ, thần hồn tổn thương nặng nề, thực lực chợt giảm xuống. Ở dưới tình huống này, thần hồn tổn thương nặng nề, và chết lại có cái gì khác biệt? Ngay tại lúc này, một đạo đen nhánh kiếm quang, chợt từ Diệp Thần sau lưng chém tới, ngay lập tức, liền xuyên thủng Diệp Thần ngực. Phốc thử một tiếng, Diệp Thần khạc ra một ngụm máu tươi, nhưng thần sắc, nhưng không biến hóa chút nào. Tựa như căn bản không có chú ý tới mình bị thương vậy, vẫn nhanh chóng chạy thục mạng, mà ngực vậy tia máu động, vậy bắt đầu nhanh chóng di hợp lại. Lăng Thiên Tiễn Thần thấy vậy, cười khổ một tiếng, một bên chạy trốn, một bên hiểu, một bên chịu đựng công kích, cũng chỉ có Diệp Thần mới có thể làm được chứ. Diệp Thần sau lưng, vậy thiên ma vô cùng là khinh miệt cười to nói, thằng nhóc, làm sao, liền đánh lại cũng không dám. Chỉ lo chạy trốn. Ở thiên ma này xem ra, Diệp Thần hiển nhiên là sắp đến cực hạn, cho nên, chỉ có thể liều chết chạy trốn. Rất nhanh, thiên ma này, liền đến gần đến Diệp Thần sau lưng. Gò má bên trên, hiện lên một đạo tàn nhẫn vẻ, cả người ma khí dâng trào, đen nhánh trên trường kiếm, kiếm mang bạo tránh, một cổ nóng rực kiếm ý, gào thét ra. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần trong mắt, bỗng nhiên khôi phục trong sạch vẻ, lại là từ hiểu bên trong. Lui ra, hắn chợt xoay người lại, cặp mắt bên trong,
sát ý sôi trào, tầng 7 huyết quang, tự thể đồng hồ bùng nổ, cả người cự lực phun trào, hung hăng một kiếm, hướng vậy thiên ma chém tới. Nguyên bản, lấy là Diệp Thần hẳn muốn đạt đến cực hạn thiên ma, bị cái này ngoài ý liệu một kiếm, sợ hết hồn, kiếm ý đều có chút nhốn nha nhốn nháo. Ầm một tiếng nổ vang, song kiếm đánh nhau, cảm thụ Diệp Thần một kiếm này bên trên, hoàn toàn bùng nổ cự lực, vậy thiên ma sắc mặt chợt biến đổi. Hắn lực lượng, lại là bị Diệp Thần áp chế. Một khắc sau, thiên ma vậy giống như móng nhọn lớn như vậy tay, ngay tức thì nổ tung, mà hắn cả người, cũng là bị Diệp Thần một kiếm này, chém được hung hăng đảo phi nhi xuất. Ầm một tiếng, nện ở mặt đất bên trên, đem mặt đất, đập ra một đạo cái hố thật sâu động. Vậy thiên ma ngay tức thì từ trong cái hố sâu bên trong bò ra ngoài, ngước nhìn trôi lơ lửng ở trên không bên trong Diệp Thần, mặt hiện không tưởng tượng nổi vẻ. Mới vừa rồi một kiếm kia, lại là để cho hắn một hồi sợ hết hồn hết vía, cảm nhận được vô cùng nguy hiểm hơi thở à. Hắn sắc mặt, một hồi biến đổi, âm tình bất định, nhìn chằm chằm Diệp Thần, tím mâu bên trong, thoáng hiện nồng nặc vẻ oán độc. Bị lừa. Thằng nhóc này, giả vờ chạy trốn là vì hấp dẫn mình đến gần hắn. Lúc này, trời cao bên trong Diệp Thần, nhưng là đối vậy thiên ma, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, vừa quay người, lần nữa hướng phương xa bỏ chạy. Vậy thiên ma ánh mắt lóe lên, sau chốc lát do dự, vẫn là hướng Diệp Thần đuổi theo, bất quá, lần này, hắn lại không có gần thêm nữa Diệp Thần, mà là xa xa đi theo sau lưng. Thiên ma khóe miệng, mang một chút cười lạnh nói, phế vật, ngươi liền chạy đi, chờ ngươi không cách nào duy trì hiện tại trạng thái này lúc đó, chính là ngươi tử vong chi khắc. Hắn sẽ không lại đến gần Diệp Thần, cho Diệp Thần bất kỳ đối với mình tạo thành uy hiếp cơ hội. Mà ngay mới vừa rồi, Diệp Thần thối lui ra tìm hiểu ở một chớp mắt kia, lão thương và lão cuồng tim, cũng nhắc tới. Diệp Thần, quá lớn gan. Từ hủy diệt mộ đạo hiểu bên trong, chủ động đối với ra, đây chính là gần như tự sát hành vi à. Nếu như tốt như vậy thối lui ra nói, há lại sẽ có nhiều người như vậy bởi vì hiểu mà chết. Có thể hết lần này tới lần khác, Diệp Thần liền làm được. Hơn nữa, làm như vậy, có hiệu quả. Vậy thiên ma, bị Diệp Thần mới vừa rồi một kiếm kia trấn nhiếp, lúc này, đã không dám dựa vào quá gần, xa xa đi theo Diệp Thần sau lưng. Lăng Thiên Tiễn Thần trầm ngâm chốc lát, đột nhiên như có điều suy nghĩ mở miệng nói, có lẽ, thằng nhóc này thật có thể làm được vậy không nhất định. Dẫu sao, Diệp Thần thân thế, liền lão thương đều không cách nào nhìn thấu, hơn nữa, Diệp Thần mới vừa rồi có thể dễ dàng như vậy từ hủy diệt mộ đạo hiểu bên trong thối lui ra, chẳng lẽ, đời trước luân hồi chi chủ chết cùng cái này hủy diệt mộ đạo có chút liên lạc. Mà lúc này, võ đạo ý cảnh bên trong, vậy chư thiên tinh thần, đã bị sát ý kia lửa hoàn toàn hòa tan, hóa thành một đạo tinh quang chi sông, dưới vào trong bầu trời. Ở nơi đó, hội tụ thành một thanh trường kiếm hình dáng. Kim quang kia bàn tay bên trong, nhiều hơn một chuôi màu vàng nặng cái chùy, hướng về phía tinh hà kia ngưng tụ mà thành trường kiếm, không ngừng nện. Nện, nung, nện, tựa như, lấy sát ý là hỏa, dùng võ đạo là khí, lấy cự lực chế tạo. Ở cái này trong quá trình, chân võ ý, hủy diệt đại đạo, giết hại đại đạo giữa liên lạc, bộc phát chặt chẽ. Diệp Thần cùng vậy thiên ma, một đuổi một chạy, đảo mắt bây giờ, đã qua sấp xỉ nửa giờ. Lăng Thiên Tiễn Thần vậy bộc phát lo lắng, hắn biết, Diệp Thần thiên yêu thân thể và xích trần thần mạch sắp không cách nào duy trì. Đột nhiên bây giờ, Diệp Thần quanh thân yêu khí, chợt bắt đầu suy yếu xuống. Thiên yêu thân thể và xích trần thần mạch, rốt cuộc đến cực hạn. Đi theo Diệp Thần sau lưng thiên ma thấy vậy, trên mặt, hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, bất quá, hắn tím mâu một hồi chớp động, nhưng là cẩn thận không có lập tức đến gần. Hắn phải chờ tới Diệp Thần hoàn toàn không cách nào duy trì thiên yêu thân thể và xích trần thần mạch một khắc kia. Rốt cuộc, Diệp Thần quanh thân yêu khí, hoàn toàn tiêu tán, thân hình vậy khôi phục nguyên trạng. Thậm chí, liền hơi thở cũng yếu bớt mấy phần, dẫu sao, thiên yêu thân thể và xích trần thần mạch tiêu hao quá lớn, Diệp Thần hiện tại đã gần như đèn cạn dầu trạng thái. Vậy thiên ma vô cùng vui thích phát ra một tiếng gào thét, thân hình bỗng nhiên động một cái. Hóa thành một đạo màu tím đen bóng tối, thoáng qua bây giờ, liền xuất hiện ở Diệp Thần trước người, kinh thiên kiếm ý bùng nổ,
cuồn cuộn ma khí, ùn ùn kéo đến vậy, vô tận cuồn cuộn. Một vòng vô cùng nóng bỏng đen nhánh mặt trời, ngưng tụ ở kiếm phong bên trên, vậy thiên ma màu tím đen thân thể bên trên, vô cùng kinh khủng lực lượng chút xuống ra, cái này chấn động tủng một kiếm, hướng Diệp Thần, ngay đầu chém xuống. Chết đi, phế vật, người không phải thích tính toán, thích phản kích sao? Tiếp theo tính toán, tiếp theo phản kích à? Để cho ta xem, ngươi, rốt cuộc còn có cái gì lá bài tẩy không có sử xuất ra à? Một con kiến hôi, rác dưới loài người, lại vẫn vọng tưởng đánh bại bổn công tử. Ngươi yên tâm, bổn công tử, không chỉ có sẽ giết ngươi, rất nhanh, còn sẽ đem cái đó gọi đồ lan tâm cô gái, cùng với hết thảy, ngươi suy nghĩ bảo vệ người, đưa đi gặp ngươi. Vậy thiên ma khuôn mặt bên trên, hiện lên một đạo vặn vẹo nụ cười, vô cùng liều lĩnh hướng về phía Diệp Thần gào thét. Hắn nhìn ra được, Diệp Thần không phải là giả bộ, hắn bây giờ, đã hoàn toàn không cách nào duy trì vậy thiên yêu thân thể. Nói cách khác, Diệp Thần đã bị buộc đến tuyệt lộ. Loại cảm giác này, quá thoải mái. Liền vào giờ khắc này, Diệp Thần vậy đôi nguyên bản một phiến ảm đạm cặp mắt bên trong, chợt thoáng hiện ra một đạo thần quang. Hắn nhìn trước mắt rơi xuống chuôi này hàm chứa khủng bố cự lực trường kiếm, cùng với vô cùng nóng rực, tựa như có thể đốt sạch vạn vật màu đen mặt trời nóng rực. Một kiếm này rất khủng bố, cho dù lấy Diệp Thần sinh mệnh lực, tại chưa có thiên yêu thân thể ra chỉ dưới tình huống, bị một kiếm này miễn cưỡng chém chúng, cũng phải trọng thương chứ. Bất quá lúc này, Diệp Thần thần sắc, nhưng vẫn duy trì dửng dưng. Ở hắn thức hải bên trong, lơ lửng một thanh trường kiếm. Một chuôi lóng lánh tinh thần trói lọi, phong cách cổ xưa, nặng nề, tản ra làm người sợ hãi ý vận trường kiếm. Một khắc sau, Diệp Thần động. Cổ tay hắn lộn, một chuôi minh ấn vô số màu máu phủ văn đen nhánh trường kiếm, liền xuất hiện ở trong tay hắn, chính là sát kiếm. Sát kiếm xuất hiện ngay tức thì, trên thân kiếm màu máu phủ văn, lại là cùng Diệp Thần, sinh ra một loại cộng minh kỳ dị vậy, tựa như sống lại tựa như, lại là từ trường kiếm kia lên. Bơi đi tới Diệp Thần trên cánh tay. Giờ khắc này, sát kiếm tựa như cùng Diệp Thần, hợp làm một thể. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, lúc này, chuôi này sát kiếm, thả lại là có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Hắn khóe miệng, dương lên vẻ mỉm cười. Chuôi này thượng cổ vật, cho đến giờ phút này, mới thật sự thừa nhận Diệp Thần là hắn chủ nhân sao. Vậy thiên ma tím màu bỗng nhiên co giúp một cái, mơ hồ bây giờ, hắn trong lòng. Lại là nổi lên một loại vô cùng là dự cảm bất tường. Nhưng vẫn mặt đầy cười gằn cười nói, con kiến hôi. Đến hiện tại, còn muốn vùng vẫy, còn không hết hy vọng. Ha ha, không tự lượng sức tới cực điểm. Lập tức, ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là làm chân chính tuyệt vọng. Hắn không tin bây giờ Diệp Thần, còn có thể lật bàn. Đơn giản là cười nhạo, nếu là Diệp Thần thật còn có thủ đoạn gì nữa mà nói, nơi nào. Phải dùng tới cùng đến bây giờ. Mà Diệp Thần, nhưng lại yên lặng, không nói một lời, cầm kiếm cánh tay, tựa như chậm thực nhanh động một cái. Đột nhiên bây giờ, Diệp Thần trên cánh tay màu máu phủ văn, ánh sáng bạo tránh, hắn thức hải bên trong thanh trường kiếm kia hư ảnh, cũng giống như, cùng huyết quang kia tương hô ứng vậy, ánh sao tràn đầy. Trường kiếm như rồng, sôi trào biển mây, một kiếm chém ra. Xuất kiếm ngay tức thì. Diệp Thần sau lưng, nổi lên một thanh trường kiếm hư ảnh này, đi đôi với Diệp Thần động tác, giống vậy hướng vậy thiên ma, ngay đầu chém xuống. Thời gian, phảng phất có chốc lát ngừng. Toàn bộ đệ nhất thần quốc, tựa hồ cũng ở hư ảnh này xuất hiện đồng thời, mà vặn vẹo. Võ đạo quy luật, lại là bắt đầu điên cuồng tan vỡ. Tại sao tan vỡ? Bởi vì, hư ảnh này ẩn chứa lực lượng, quá khủng bố, cho tới. Cho dù lấy đệ nhất thần quốc võ đạo quy luật, đều khó nhận chịu à. Vậy, là trình độ cao nhất hủy diệt lực lượng. Vượt qua xa đã từng Diệp Thần sử ra hủy diệt đại đạo. Không phải dù sao cũng lần, mà là trăm tỷ lần. Diệp Thần, thành công. Hắn lúc này, đã lĩnh ngộ nguyên thủy mộ đạo một trong hủy diệt mộ đạo, cho dù, chỉ là một chút gia lông, vậy đủ để áp đảo thần quốc bên trên. Trước một giây. Còn đang điên cuồng giễu cợt thiên ma, trên mặt vậy vặn vẹo, nụ cười dữ tợn, ngay tức thì đọng lại, tím mâu bên trong, hiện ra vô cùng sợ hãi. Hắn thấy, nơi nào là cái gì trường kiếm?
Mà là, tử vong, chân chân thiết thiết tử vong à. Diệp Thần trường kiếm trong tay, cùng đen nhánh kia mặt trời nóng rực, im lặng va chạm. Không có nghĩ voi bên trong nổ vang, đánh vào, chỉ có hủy diệt. Vô tận hủy diệt. Vậy uy thế vô cùng đen nhánh lửa cháy mạnh, ở nơi này hủy diệt kiếm ý dưới, lại là giống như giấy dán vậy, ngay tức thì tiêu tán, liền từng tia tia lửa, cũng không có để lại tiêu tán. Không thể nào, cái này không thể nào à. Vậy thiên ma hoảng sợ thét lên, Diệp Thần làm sao có thể chém ra một kiếm kinh khủng như vậy. Ở một kiếm này trước mặt, mình, thật là giống như là con kiến hôi vậy, liền ý niệm phản kháng, đều bị hoàn toàn mất đi. Hắn hóa thành một kiếm tím bóng người màu đen, về phía sau nhanh chóng lao đi, lại là không để ý hết thảy chạy. Thiên ma phản ứng, coi như cực nhanh, tốc độ, lại là giống như tia chớp. Nhưng vẫn, không mau hơn Diệp Thần một kiếm này. Sát kiếm kiếm phong, xẹt qua thiên ma thân thể. Ước chừng, chỉ là vạch qua mà thôi, một khắc sau, vậy hàm chứa khủng bố sinh mệnh lực, vô cùng mạnh mẽ màu tím đen ma khu, lại là ngay tức thì. Vỡ ra, hóa là một hồi màu tím đen xương máu. Nhưng, Diệp Thần, ngưng mắt nhìn vậy màu tím đen xương máu, Diệp Thần chợt con ngươi co rúm một cái. Lúc này, một cái bóng đen, từ xương máu bên trong bay ra, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phương xa chạy thục mạng. Nhìn qua, tựa hồ, là một cái đầu lâu, một viên vô cùng tàn tạ, cơ hồ đều không nhìn ra nguyên bản hình dáng đầu lâu. Đáng chết! Diệp Thần thầm mắng một tiếng, một kiếm này, lại không có hoàn toàn giết chết vậy thiên ma, hắn hít sâu một hơi, ngưng tụ trong cơ thể sau cùng linh lực, thì phải hướng về phía vậy nhanh chóng trốn chui đầu lâu, lại chém một kiếm. Có thể đây là, Diệp Thần đầu óc, nhưng vang lên Lăng Thiên Tiễn Thần thanh âm nói, tiểu tử. Dừng tay, cái này hủy diệt mộ đạo, người vẫn chưa có hoàn toàn nắm giữ, người thân thể muốn không chịu nổi. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc khẽ biến. Nhưng, một khắc sau, cặp mắt bên trong, chợt bộc phát ra một hồi tuyệt mệnh sát ý, hắn nhớ tới, vậy thiên ma, mới vừa rồi đối với hắn đã nói. Hắn nói, phải đem hắn muốn bảo vệ người, toàn bộ giết chết. Như vậy, hiện tại, Diệp Thần liền tuyệt sẽ không thả thiên ma này, còn sống rời đi. Hắn không cho phép, cõi đời này có bất kỳ có thể uy hiếp được mình yêu tồn tại. Hủy diệt mộ đạo, mở. Một khắc sau, lại là trình độ cao nhất hủy diệt một kiếm, hướng vậy thiên ma đầu lâu chém tới, kiếm quang gần như thuấn gì vậy, đem vậy ma đầu chiếm đoạt, vậy thiên ma đầu lâu, liền kêu thảm thiết đều không cách nào phát ra, liền hoàn toàn, từ nơi này thế gian mất đi. Có thể cùng lúc đó, Diệp Thần sau lưng thanh trường kiếm kia hư ảnh bên trên, nổi lên một kiếm vết rách, sâu đậm vết rách. Diệp Thần sắc mặt, bỗng nhiên cuồng biến, một đạo khí tức hủy diệt. Lại là không bị khống chế, ở trong cơ thể bùng nổ. Ầm một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần kinh mạch, máu thịt, ở lực hủy diệt kia dưới sự tàn phá, không ngừng bể tan tành trước, cả người, ngay tức thì xu hướng tại sắp chết, ý thức mơ hồ, thân hình, một cái đung đưa, liền trực tiếp từ trời cao bên trong, rơi xuống xuống. Tràn ngập nguy cơ. Thời khắc này Diệp Thần hoàn toàn không có chú ý tới. Luân hồi mộ địa bên trong có một tòa mới mộ bia đang lóe lên ánh sáng. Ánh sáng càng ngày càng lớn. Mộ bia bên trên lại là bàn vòng quanh một đầu điêu khắc long văn. Cực kỳ uy phong. Cùng lúc đó, thiên đạo cung. Thiên viên Mạc Tà đã ngồi ở trên điện suy tư hồi lâu. Hắn vẫn ở chỗ cũ cân nhắc Viêm Thiên Long Thần nói. Thu mua cái đó cấp cường giả khác, có thể sao? Bất diệt long đế năm đó nhưng mà cửu thiên thần long điện một vị vô cùng cái danh vọng cường giả à. Cường giả loại này cao ngạo, nhất định là không cách nào dùng lợi ích thay đổi. Lần này, tuyển cơ cũng xuất hiện, sợ rằng máu kia long chân uy hiếp được vị kia. Thôi, tạm thời liền thử một lần. Sau đó, hiên viên Mạc Tà liền tới đến một nơi bích họa trước, năm ngón tay chạm được bích họa. Một hồi xanh nhạt ánh sáng lóe lên. Bích họa mở ra. Đó là một cái u ám thế giới, không có một chút linh lực chập chờn, yên lặng giống như là luyện ngục. Hiên viên Mạc Tà đi qua một đạo tràn đầy phù văn hành lang. Trên hành lang lại dán đầy phù văn. Phù văn lên ký hiệu không thuộc về linh võ đại lục, càng không thuộc về thần quốc. Cực kỳ tối tăm. Từng cái nhà tù phân bố.
thậm chí trong đó có Lăng Thiên Tiễn Thần. Bất quá, Hiên Viên Mạc Tà cũng không có ở Lăng Thiên Tiễn Thần nhà tù trước dừng lại, mà là đi tới một cái màu vàng kim đặc thù lồng giam. Lồng giam bên trong xiềng xích phân bố, trên ống khóa tràn đầy cấm kỵ lực lượng, đè nén để cho người khó chịu. Dù là Hiên Viên Mạc Tà cũng là khẽ cau mày. Rất nhanh, Hiên Viên Mạc Tà bước chân dừng lại. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua nhà tù và xiềng xích, rơi vào trên người của một người đàn ông. Người đàn ông ở trần, quanh thân lại trải rộng cực kỳ huyết tính và uy nghiêm Long Văn thân. Long Văn, chính là người đàn ông khôi giáp. Mà vậy tràn ngập toàn thân Long Văn bên trên lại tản ra nhàn nhạt tử mang. Hiên Viên Mạc Tà khẽ mỉm cười, mở miệng nói, bất diệt Long Đế, làm một giao dịch như thế nào? Tiền đặt cuộc, là quyền tự do của ngươi. Một khắc sau, người đàn ông quanh thân Long Văn thân lưu động. Một đạo nhàn nhạt long ngâm từ trong cơ thể hắn truyền tới. Đây là Long Tôn cơn giận. Người đàn ông mở mắt ra. Ánh mắt kia, tựa như có thể ẩm huyết, tựa như có thể thực cốt. Hắn chỉ như vậy nhàn nhạt nhìn lướt qua Hiên Viên Mạc Tà, mở miệng nói ta là bất diệt Long Đế. Vĩnh viễn không cùng rác dưới giao dịch. Rõ ràng hay không? Nghe nói như vậy, Hiên Viên Mạc Tà mặt hoàn toàn tối. Hiên Viên Mạc Tà làm là thiên đạo cung cao nhất cung chủ. Tay cầm thần quốc thất đại nước nắm quyền trong tay. Dưới một người, trên vạn người. Mà ngày nay, nhưng là bị người làm nhục là rác dưới. Nếu như đổi thành người bất kỳ, có thể đã sớm chết hậu thế. Nhưng là hắn rất rõ ràng, người trước mặt tuyệt đối không thể chết được. Những thứ này bị nhốt viễn cổ cũng hoặc là thượng cổ đại năng, cũng có hắn giá trị tồn tại. Nếu có một người chết, vị kia tức giận, không phải hắn có thể gánh nổi. Đột nhiên, Hiên Viên Mạc Tà cười. Hắn cười vô cùng lớn tiếng. Bất diệt Long Đế, ngươi liền không muốn đi Cửu Thiên Thần Long Điện xem. Ngươi thì thật nguyện ý cả đời bị kẹt ở chỗ này. Một đời Long Đế, như vĩnh viễn bị phong ấn nơi này, vậy thật thật đáng tiếc đây. Bất diệt Long Đế trong mắt nhắm lại, quanh thân Long Văn thân đang du động. Hơi thở dần dần vững vàng, tựa như không quan tâm ngoại giới hết thảy. Hiên Viên Mạc Tà không có rời đi, mà là lấy ra một cái tràn đầy màu đen ma khí hạt châu. Hắn buông tay ra, hạt châu lại treo lơ lửng ở trước mặt hắn. Mà hạt châu vừa ra, bất diệt Long Đế hiển nhiên phát hiện cái gì, con người bỗng nhiên mở ra, kinh hô, diệt Long Châu. Hiên Viên Mạc Tà, người kết quả là ý gì? Hiên Viên Mạc Tà lộ ra một miệng chỉnh tề răng trắng, phác họa một nụ cười sáng lạng, xem ra ngươi cũng có đồ sợ hãi à. Cái này diệt Long Châu ta bản bỏ không được lấy ra, bất quá có điều huyết Long chân thực chạm đến hắn không nên đụng chạm lãnh vực. Ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, thứ nhất, giúp ta diệt điều này huyết Long, thứ hai, thật tốt hưởng thụ cái này diệt Long Châu mang tới thống khổ. Ta nhưng mà nghe nói diệt Long Châu thời gian lâu dài, có thể sẽ đem máu Long tộc mạch làm loãng đây. Đến lúc đó, ngươi vẫn là cái đó tiếu ngạo bầu trời bất diệt Long Đế sao? Giờ khắc này, bất diệt Long Đế do dự. Hắn nhất dẫn lấy làm hãnh diện chính là huyết mạch hắn. Còn đối với Long tộc mà nói, khó khăn nhất tiếp nhận hành vi chính là tước đoạt huyết mạch. Cho nên Long tộc thường thường cũng sẽ sợ diệt Long Châu. Hồi lâu sau, bất diệt Long Đế lên tiếng, nếu ngươi có diệt Long Châu, tại sao không dùng để đối phó máu kia Long? Hiên Viên Mạc Tà gật đầu một cái, giải thích ta tự nhiên nghĩ qua như vậy, chỉ tiếc, máu kia Long có chút cổ quái, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nó cũng không thuộc về Long, nó cấu tạo có chút đặc thù, càng giống như là một người. Diệt Long Châu đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Như thế nào, người nguyện ý hưởng thụ diệt Long Châu? Vẫn là lấy được tự do lần nữa. Bất diệt Long Đế khẽ mỉm cười, một giây kế tiếp, đưa tay ra, năm ngón tay nắm chặt, vậy diệt Long Châu lại đi tới nhà tù bên trong. Ngay tức thì một cổ cực hạn kiềm chế hơi thở tràn ngập. Bất diệt Long Đế toàn thân gân xanh đột nhiên bạo khởi, vậy quanh thân Long Văn thân lại cực độ dữ tợn. Không chỉ như vậy, bất diệt Long Đế trên đầu lại xuất hiện hai đạo sừng rồng. Một phiến phiến miếng vảy bao trùm ở quanh thân. Rất hiển nhiên, bất diệt Long Đế muốn hóa Long. Cái này diệt Long Châu lực lượng, quá đáng sợ. Dù là thống khổ như vậy, bất diệt Long Đế như cũ chật vật ngẩng đầu lên,
vậy lạnh như băng thêm bất khuất con người ngưng mắt nhìn bên ngoài hiên viên Mặc Tà, gần từng chữ: ta còn không có hưởng thụ qua Diệt Long Châu đâu, con rồng này tộc kiêng kỵ tồn tại, ta ngược lại là phải xem có uy lực gì. Rất hiển nhiên, Bất Diệt Long Đế ở hiên viên Mặc Tà dưới sự uy hiếp, như cũ lựa chọn cự tuyệt. Hắn lựa chọn chủ tâm. Hiên viên Mặc Tà trong mắt tràn đầy vô tận lửa giận, một phất ống tay áo, trực tiếp tiêu tán ở cái này thiên đạo cung địa phương thần bí nhất. Nếu Bất Diệt Long Đế lựa chọn vùng vẫy, vậy hắn chỉ có thể kiếm đi thiên phong. Đầu kia huyết long, phải chết. Cùng lúc đó, đệ nhất thần quốc. Viêm đế phong. Tương truyền, đây là đệ nhất thần quốc một vị tên là Quá Võ Viêm Đế tồn tại, dùng hai quả đấm mở. Quá Võ Viêm Đế máu từ đỉnh núi chảy tới chân núi, hội tụ chỗ tòa này Viêm Đế phong kỳ cảnh. Toàn bộ vách núi vô cùng đỏ thẫm, lại là mang cực độ nhiệt độ cao. Giống như cuồn cuộn nham thạch nóng chảy. Dõi mắt đệ nhất thần quốc, có thể leo lên đỉnh núi, đều là ngạo nhân hạng người. Chỉ tiếc, 3.000 năm trước, Viêm Đế phong linh mạch bị người rút ra đi. Nơi này liền không có tu luyện giá trị. Hơn nữa đỉnh núi hội tụ cuồn cuộn nham thạch nóng chảy. Không chỉ không thích hợp tu luyện, còn khả năng để cho võ giả chết. Viêm đế phong lên không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại, dù là một bụi cỏ dại. Mà lúc này, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, viêm đế phong đỉnh núi lại có hai người. Một người đàn ông tử ở cuồn cuộn trong nham tương ngồi xếp bằng, như bàn thạch vậy bắp thịt, lưu động thần tính phù văn. Nham thạch nóng chảy đang sôi trào trình độ, đủ để đốt diệt hết thảy. Nhưng là cái này loại tình cảnh, người đàn ông kia vẫn còn có chút hưởng thụ. Mà trên bờ ngồi một cái đang uống rượu ông già tựa vào một cái trúc đằng biên chế ghế xích đu bên trên, sắc mặt ửng đỏ, cả người say. Đột nhiên, toàn bộ nham thạch nóng chảy bắt đầu lăn lộn. Người đàn ông tròng mắt mở ra, hai tay vỗ vào nham thạch nóng chảy bên trên. Nham thạch nóng chảy văng lên vạn trượng sóng lớn, rất có che trời tế tháng thế. Mà người đàn ông cũng là từ trong nham tương bay nhảy ra, rơi vào ông lão bên người. Vĩnh lão, đây đã là cái thứ 13 địa phương, đoạn thời gian này, người dẫn ta đi nhiều địa phương như vậy, phân bố thứ 7 thần quốc, thứ 3 thần quốc, thứ 2 thần quốc, hiện tại lại đến đệ nhất thần quốc, kết quả lúc nào là cái đầu à? Mấu chốt quá khô khan. Viêm Khôn thở ra một hơi, trong mắt lại hiện lên một chút nhàn nhạt ngọn lửa. Đó là càn khôn lửa. Vĩnh Hằng Thánh Vương híp mắt, uống một hớp rượu, mở miệng nói, tu võ chi đạo, vốn là khô khan vô vị, ngươi cũng không muốn lãng phí ngươi thiên phú. Ta bây giờ còn chưa có tư cách mang ngươi đi vực ngoại, cái này Viêm Đế Phong có thể là thứ hai đếm ngược đứng, làm ngươi hoàn thành cuối cùng một đứng thực tập, vậy thì thật sự có cơ hội và Diệp Thần cùng nhau bước lên thiên đạo cung. Viêm Khôn con người lóe lên kiên nghị và nghiêm túc, hắn gằn từng chữ cuối cùng một đứng ở kia. Vĩnh Hằng Thánh Vương uống một hớp rượu, vừa mới chuẩn bị nói gì, bên hông hắn một khối ngọc bài lóe lên quỷ dị ánh sáng. Thậm chí mọc lên một chút quỷ dị máu. Không tốt, Vĩnh Hằng Thánh Vương sắc mặt đại biến. Hắn chợt đứng lên, bởi vì động tác kịch liệt, liền hắn cho tới nay chân quý nhất rượu vậy vậy không thiếu. Viêm Khôn chau mày. Cảm giác được không đúng, hỏi, Vĩnh Lão, phát sinh cái gì? Vĩnh Hằng Thánh Vương hơi thở ngưng trọng, nói thẳng, thằng nhóc kia xảy ra chuyện. Xem ra, thiên ma cuối cùng là đối với hắn trước ra tay. Đáng chết xúc sinh. Viêm Khôn có chút nóng nảy, cả người phù văn lưu động, quanh thân thiêu đốt ngọn lửa. Vĩnh Lão, chúng ta hiện tại lập tức lên đường, cũng có thể cứu đại ca. Vĩnh Hằng Thánh Vương nhưng là không có lập tức lên đường. Hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái mu rùa cùng với mấy đồng tiền. Hiện tại chúng ta chạy tới, căn bản không kịp. Hơn nữa, từ hơi thở tới xem, chỗ đó, chúng ta tùy tiện tiến vào, vậy sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi tiếp tục thực tập, Diệp Thần sự việc, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Nói xong, Vĩnh Hằng Thánh Vương chính là ngón tay bắt pháp quyết, đem mu rùa và đồng tiền ném hướng bầu trời bên trong. Mu rùa xoay tròn. Lại không có rơi xuống. Ừ, mạng này cách, tựa hồ có chút cổ quái à. Chẳng lẽ, người này không chỉ không gặp nguy hiểm, còn có duyên. Cùng thời khắc đó, một nơi bóng tối biển sâu bên trong, một đôi tím mâu, bỗng nhiên mở ra,
trong mắt tức giận sôi trào, hơi thở cuồng bạo, ngay tức thì đem biển sâu bên trong nước biển khuấy động, vậy ẩn núp ở trong bóng tối quỷ dị bóng người, phát ra quát to một tiếng nói, làm sao có thể? Bổn tôn ba đạo căn nguyên ma trùng một trong, lại bỏ mình. Phải biết, sử dụng thiên ma trùng sinh sôi đời sau, xâm chiếm võ giả thân thể, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện cái nào ma tộc, cũng có thể làm được à, chỉ có cấp bậc cực cao cao cấp ma tộc, mới có năng lực như vậy. Mà cao cấp ma tộc nơi bồi dưỡng ra thiên ma trùng, phân là căn nguyên ma trùng, cùng với liệt đẳng ma trùng. Liệt đẳng ma trùng, mặc dù cũng có thể đem võ giả đổi thành là ma tộc, nhưng, đổi thành ra ma tộc, đều là như vậy vô cùng là sơ đẳng, còn chốt thí vậy tồn tại, thực lực bản thân, vậy tăng lên không được nhiều ít. Mà vốn nguyên ma trùng, thì hoàn toàn bất đồng. Liệt đẳng ma trùng, có thể gần như vô hạn bồi dưỡng đi ra, mà vốn nguyên ma trùng, thì có hạn chế số lượng à. Hơn nữa, mỗi bồi dưỡng một đầu căn nguyên ma trùng, đều cần hao phí ma tộc vô số tâm huyết. Cùng chi tương đối, căn nguyên ma trùng sở tạo liền ma tộc, cấp bậc cũng không biết thấp, hơn nữa, đối với túc chủ thực lực, đều có cực lớn tăng lên. Ở vực ngoại thiên ma trong mắt, chỉ có căn nguyên ma trùng nơi chế tạo ma tộc, mới có thể bị gọi là chân chính tộc nhân, liệt đẳng ma trùng, thì tương tự nô lệ, còn chốt thì giống vậy tồn tại. Không chỉ là căn nguyên ma trùng, vô cùng chân quý, có thể trở thành căn nguyên ma trùng đồ chứa nhân tộc võ giả, vậy gọi là không thể hơn được, tổng thể mà nói, như vậy đổi thành đi ra ngoài ma tộc, là vô cùng là chân quý, đặc biệt, là ở hiện nay cái thời đại này. Mà Cao Ân, chính là như vậy tồn tại. Cái này ba cái căn nguyên ma trùng, hắn cho rằng có hy vọng có thể phát triển thành ba tên vô cùng cường hãn, kinh khủng à tộc, trợ giúp hắn thực hiện mình kế hoạch lâu dài, để cho thiên ma nhất tộc, trở lại thế gian à. Cái này ma hồn bị phong ấn mấy chục triệu năm, thật vất vả thoát khốn ra, lấy được thân thể mới, trong cơ thể tổng cộng vậy ước chừng có ba điều căn nguyên ma trùng, lại nhanh như vậy liền bỏ mình một cái. Cái này không khác nào, đoạn một cánh tay. Huống chi, căn nguyên ma trùng, thì tương đương với cái này thượng cổ ma tộc ruột thịt con cháu vậy à. Cái này bảo hắn, làm sao có thể không giận. Hắn ánh mắt điên cuồng lóe lên, trừ cái này ra, cao cấp ma tộc trong cơ thể, nhưng mà cất giấu một người vô cùng lớn bí mật. Diệp Thần. Một tiếng không thuộc về mình giận dữ gầm thét, chấn động đúng cái hải vực, tung lên sóng gió kinh hoàng, vùng biển bên trong yêu thú, cùng với vùng lân cận võ giả, hoặc là phát ra từng cơn kêu gào, hoặc là chính là sắc mặt cuồng biến. Bọn họ mặc dù không nghe được vậy ma hồn gầm thét, có thể, trước mắt cái này biển khơi biến hóa, thật là, giống như là ngủ say ở biển sâu bên trong tà thần nổi giận vậy à. Đệ nhất thần quốc, vô xanh chi địa vùng lân cận nơi nào đó thung lũng bên trong. Một bóng người, từ trời cao bên trong bay rơi xuống, hắn cả người đẫm máu, hai mắt nhắm nghiền, chính là bởi vì hủy diệt mộ đạo cắn trả, đã mất đi ý thức Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần cũng không biết, ở hắn chém chết vậy thiên ma tử vong chỗ, thân thể, mặc dù bị vậy hủy diệt kiếm quang, hoàn toàn mất đi, nhưng là, ở hắn mất đi bên trong, lại là để lại một viên lớn chừng ngón cái màu tím chớp sáng, cái này màu tím chớp sáng không có bất kỳ ý thức nào, chỉ là lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong hư không. Mà đang ở cái này chớp sáng xuất hiện ngay tức thì, trong hư không, chập chờn cùng nhau, một cái trong suốt vòng xoáy, liền đột nhiên hiện lên, tản ra vô cùng cường đại sức hấp dẫn, tựa hồ, phải đem màu tím kia chớp sáng hấp thu vào trong đó. Nhưng vào lúc này, rơi xuống bên trong Diệp Thần, trong tay vẫn nắm thật chặt sát kiếm, đột nhiên tia máu lớn thả, màu tím kia chớp sáng bên trên, lại là xuất hiện từng đạo màu máu xiềng xích, đem kéo hướng sát kiếm chỗ. Vậy trong suốt vòng xoáy, khẽ run lên, tựa hồ cảm ứng được sát kiếm đang cùng hắn tranh đoạt cái này màu tím chớp sáng, trong đó sức hấp dẫn, ngay tức thì phóng đại gấp mấy lần, hai người, ngay tại Diệp Thần rơi xuống đồng thời, triển khai giằng co. Âm một tiếng, Diệp Thần thân thể, hung hãn nện xuống đất, đem đất mặt cũng đập ra đạo đạo liệt ngân, vậy liền vào giờ khắc này, vậy cùng sát kiếm giằng co trong suốt vòng xoáy, tựa hồ rốt cuộc tới cực hạn. Cả tòa không gian, cũng hơi chấn động đứng lên, một tiếng quỷ dị tiếng vỡ vụn vang lên, vậy trong suốt vòng xoáy, rốt cuộc không địch lại sát kiếm lực lượng, hoàn toàn tan vỡ, mà màu tím kia chớp sáng, thì rơi vào Diệp Thần bên người, biến thành một viên phảng phất cá đá vậy. Vô cùng là nhỏ xíu màu tím tinh thạch,
sau đó, bị sát kiếm hút vào trong đó. Mà một mực ở đứng xem cái này không tưởng tượng nổi một màn lăng thiên tiễn thần, chính là bị hoàn toàn rung động à. Lúc này, mới hoàn hồn lại. Mới vừa rồi, vậy trong suốt vòng xoáy là cái gì? Lăng thiên tiễn thần ngưng trọng nhớ lại từ vòng xoáy bên trong, cảm nhận được hơi thở. Như vậy ý vận, căn bản không phải thần quốc, có thể xuất hiện à? Chỉ có thượng giới mới sẽ có. Hắn có chút khó có thể tin lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, thiên ma xâm lược, cũng không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, sau lưng còn có thượng giới bóng dáng. Mà màu tím kia chớp sáng, vậy là cái gì? Lại liền thượng giới tồn tại, cũng làm mơ ước. Hết thảy các thứ này, càng ngày càng phức tạp. Bất quá, lăng thiên tiễn thần lúc này, nhưng là cưỡng ép kiềm chế xuống tâm thần, bất luận cái này sau lưng, lại có âm mưu gì, bây giờ việc cần kíp, là Diệp Thần trạng thái. Lúc này Diệp Thần trạng thái, đặc biệt không tốt, cho dù lăng thiên tiễn thần nhìn Diệp Thần cùng nhau đi tới, chứng kiến vô số kỳ thích, cùng với hắn nghịch thiên kia sinh mệnh lực, cũng không dám bảo đảm, Diệp Thần có thể vượt qua. Vậy khí tức hủy diệt, đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, phá hủy Diệp Thần thân thể, mà Diệp Thần trong cơ thể máu thần, luân hồi huyết mạch, thiên yêu huyết mạch vân. Vân lực lượng, đang ở điên cuồng vận chuyển, hóa thành cuồn cuộn sinh mệnh lực, chống đỡ khí tức hủy diệt tàn phá. Loại chuyện này, cũng chính là Diệp Thần còn có thể kiên trì, đổi thành những võ giả khác, cho dù là hỗn độn cảnh đỉnh cấp, thậm chí còn thiên thần cảnh trí cường tồn tại, vậy sẽ trong phút chốc, hóa thành hư không. Hơn nữa, để cho lăng thiên tiễn thần lo lắng chính là, nơi này cũng không phải là an toàn gì chi địa à. Nơi này đã rời đi vô sanh chi địa, mặc dù tránh khỏi sinh mệnh lực gặp phải chiếm đoạt, nhưng, giống nhau vậy ý nghĩa những sinh linh khác, có thể ở chỗ này sống được. Diệp Thần hôm nay, ở vào sinh tử tồn vong bên bờ, cho dù từng tia ngoại lực, cũng có thể tạo thành hắn chết, một cái yêu thú đói bụng, một người mang trong lòng ác ý võ giả chờ một chút. Vào thời khắc này một tiếng thú gào, từ cách đó không xa vang lên, một đầu giống như gấu đen vậy, da lông đen nhánh bóng loáng, đầu bổ máu sắc hai sừng yêu thú, trực tiếp đem mảng lớn cây cối đánh ngã, vô cùng hưng phấn, cuồng bạo hướng Diệp Thần chạy như điên tới. Lăng thiên tiễn thần trong lòng quính lên, dẫu sao, Diệp Thần nồng nặc kia đến không cách nào tưởng tượng huyết khí, đối với những thứ yêu thú này mà nói, chính là trên thế giới, độc nhất vô nhị cực kỳ món ăn ngon à. Đầu kia sinh hai sừng gấu đen yêu thú, ngay chớp mắt liền vào tới Diệp Thần trước người, dương ra miệng to như chậu máu, trực tiếp hướng về phía Diệp Thần thân thể, hung hăng cắn. Cho dù là lăng thiên tiễn thần, giờ khắc này, cũng không nhịn được ở trong lòng thở dài. Hôm nay Diệp Thần, thân thể ở hủy diệt mộ đạo dưới sự xung kích, vô cùng là yếu ớt, căn bản không chịu nổi yêu thú này một miệng. Diệp Thần truyền thuyết, đến đây chấm dứt sao? Nhưng tại giây phút này, nguyên bản lẳng lặng nằm ở Diệp Thần bên cạnh sát kiếm, nhưng là chợt bộc phát ra một hồi sợ hãi sát khí, chói mắt tia máu, xông thẳng tới chân trời. Vậy thú miệng xòe ra, răng nhọn sắp biến dạng Diệp Thần thân thể yêu thú, ở hơi thở này bên trong, cặp mắt, chợt hiện ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, thân thể, vậy là không bị khống chế hung hăng bay ngược. Âm một tiếng, yêu thú kia ước chừng đụng gãy mấy cây cây lớn, mới ngưng được thân hình. Nó vô cùng là sợ hãi nhìn Diệp Thần bên cạnh chuôi này đen nhánh trường kiếm một mắt, dã thú trực giác nói cho nó, nếu như lần nữa đến gần Diệp Thần, mình rất có thể sẽ chết. Mặc dù, nó đối với Diệp Thần máu thịt, vẫn tràn đầy khát vọng, nhưng sau chốc lát do dự, cuối cùng, vẫn là không cách nào khắc phục đối với sát kiếm sợ hãi, hậm hực rời đi. Lăng thiên tiễn thần thấy vậy, mừng rỡ kinh hô tự động hộ chủ. Xem ra, chuôi này thượng cổ vật. Ở Diệp Thần thành công lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo sau đó, là thật đem Diệp Thần coi là chủ nhân. Bất quá, lăng thiên tiễn thần trong lòng lo lắng, nhưng vẫn không có tiêu tán, dẫu sao, sát kiếm tuy là thượng cổ vật, có trình độ cao nhất kinh khủng uy năng, nhưng dẫu sao bị phong ấn, hôm nay, chỉ có thể phát huy ra một phần chia tuyệt khí lực lượng thôi. Thượng cổ tuyệt khí vậy rất mạnh, có thể dẫu sao mạnh được có hạn, mà mới vừa rồi xông về Diệp Thần yêu thú kia, bất ngờ. Là một đầu hỗn độn cảnh yêu thú. Tùy tùy tiện tiện xuất hiện một con yêu thú, chính là hỗn độn cảnh, có thể tưởng tượng được, khu vực này bên trong tồn tại sinh linh, có kinh khủng dường nào, nếu như mạnh hơn yêu thú xuất hiện, sát kiếm,
còn có thể lấy bản thân uy năng, đem bước lui sao? Tổng thể mà nói, Diệp Thần tình trạng, vẫn cực kỳ hung hiểm. Ba ngày sau, thung lũng bên trong, đột nhiên thoáng hiện hai đạo thân ảnh phiêu giật, nhìn kỹ lại, nhưng là hai người dung nhan vô cùng đẹp cô gái. Trong đó một người tuổi tác ít hơn thiếu nữ, thon nhỏ thân thể bao phủ ở quần áo trắng dưới, dung nhan vô cùng xinh đẹp, cặp mắt thanh thuần linh động, trắng nõn mềm mại hạt dưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy sạch sẽ hơi thở, tựa như một người không ăn nhân gian lửa khói, rơi vào phàm trần tiên tử vậy. Mà một người khác năm lâu một chút cô gái, vóc người cao gầy, một đôi đan mắt phượng, khóe mắt hơi thượng thiêu, sống mũi cao rất, cả người nhìn qua, mặc dù cũng là tuyệt đẹp, nhưng có chút lạnh, có chút ngạo, mắt đẹp chuyển động gian, tựa hồ đối với thế gian vạn vật, cũng khá là khinh thường dáng vẻ. Bất quá, cô gái này nhìn về phía thiếu nữ quần áo trắng kia lúc đó, ánh mắt nhưng là nhu hòa. Cái này hai người, thiếu nữ đồ trắng, tên là Nhạc Nhu, mà cao gầy cô gái, chính là Lâm Tư Kỳ. Các nàng đều là đệ nhất thần quốc Thái Uyên kiếm phái đệ tử. Thái Uyên kiếm phái, không có ở đây đệ nhất thần quốc một nhóm thế lực nhóm, thậm chí, rất nhiều người liền Thái Uyên kiếm phái tên chữ cũng chưa từng nghe qua. Nhưng, Thái Uyên kiếm phái thực lực, tuyệt đối không thể coi thường. Tại sao? Bởi vì, cái này hai người phụ nữ, Nhạc Nhu nhìn qua bất quá là khó khăn lắm 20 hơn tuổi, hắn tu vi, bất ngờ đã là hỗn độn cảnh 7 tầng thiên. Mà Lâm Tư Kỳ mặc dù tuổi tác, so Nhạc Nhu lớn 3-4 tuổi, có thể nàng tu vi, so với Nhạc Nhu, còn ước chừng cao một cảnh giới. Cho dù ở đệ nhất thần quốc, cho dù ở Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn sau đó, có này cùng tu làm đệ tử tông môn, đều là cực kỳ kinh khủng. Huống chi, hai người vẫn là như vậy trẻ tuổi. Thả đi ra bên ngoài, đều có thể đem vô số thiên tài, nghiền thành cặn bã. Như vậy tông môn, có thể không khủng bố. Nhưng vì cái gì, không có ai nghe nói qua Thái Uyên kiếm phái tên chữ đâu. Đây là bởi vì, Thái Uyên kiếm phái, là một cái môn phái lánh đời. Thuộc về đệ nhất thần quốc ẩn núp một trong những thế lực. Cái gọi là ẩn núp thế lực, rất nhiều bắt đầu từ Luân Hồi Chi Chủ vậy một đời liền bắt đầu truyền thừa. Nhưng Luân Hồi Chi Chủ chết sau đó, thần quốc quy tắc thay đổi, Thiên Đạo Cung chấp trưởng hết thảy. Có chút khinh thường Thiên Đạo Cung quản lý tông môn liền lựa chọn lánh đời sinh tồn. Ở những tông môn này người xem ra, bọn họ sẽ không phục tòng người bất kỳ. Thiên Đạo Cung lại coi là cái gì? Bọn họ mở ra mình sơn môn, sáng tạo thuộc về mình chỗ tu luyện. Cùng ngoại giới không lạ gì có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Lúc này, hai người ở trong thung lũng tạt qua tốc độ, đều không chậm, bất quá, bọn hắn thần sắc nhưng là hoàn toàn không cùng. Nhạc Nhu bên trái xem, bên phải xem, tựa hồ tràn đầy mới lạ, nàng từ nhỏ ở bên trong tông lớn lên, rất ít tiếp xúc đến thế giới bên ngoài, lần này thật vất vả, lấy được và Lâm sư tỷ cùng đi ra ngoài hái thuốc cơ hội, tự nhiên phải thật tốt du lãm một phen. Mà Lâm Tư Kỳ mặt đẹp bên trên, thì hơi có vẻ trước vẻ ngưng trọng, hướng về phía Nhạc Nhu thúc giục, Nhu Nhi, ngươi nhanh lên một chút, chúng ta không phải đi ra chơi. Nhạc Nhu le cái lưỡi nhỏ một cái, cười nói, biết, sư tỷ. Lâm Tư Kỳ gật đầu một cái, nàng cũng không phải là Nhạc Nhu cái này không gặp qua việc đời bé gái, thế giới bên ngoài, mặc dù tràn đầy đủ loại xuất sắc, nhưng giống vậy, vậy không thiếu được nguy hiểm. Thung lũng này, ở toàn bộ đệ nhất thần quốc bên trong, đều là thuộc về đất tuyệt hiểm giống vậy tồn tại à, nghe nói, trong thung lũng không thiếu vô cùng yêu thú cường đại. Nơi nào là có thể mặc cho các nàng ở chỗ này du ngoạn. Hai người không ngừng ở trong rừng đi xuyên, tựa như đang tìm cái gì vậy, đột nhiên, Lâm Tư Kỳ mắt đẹp sáng lên, ở nàng trước mắt, là một bụi toàn thân đen nhánh, nhìn như bình thường hoa nhỏ. Thậm chí, cũng không có gì đặc biệt hơi thở. Nhưng, Lâm Tư Kỳ biết, cái này chính là các nàng không tiếc tiến vào cái này nguy hiểm thung lũng, vậy muốn tìm một mặt kỳ thuốc. Lúc này, nàng làm vung tay lên, liền đem dược thảo kia, thu vào trong túi. Nhưng vào lúc này, sau lưng nàng Nhạc Nhu, nhưng là chợt kinh hô, sư tỷ ngươi xem, đó là cái gì? Lâm Tư Kỳ hơi sững sờ, quay đầu, chỉ gặp, ở Nhạc Nhu ngón tay phương hướng, nằm một người nam tử, hôn mê bất tỉnh nam tử, chính là Diệp Thần. Trảm ách cảnh, Lâm Tư Kỳ mắt đẹp bên trong,
thoáng qua một chút vẻ khinh thường, hướng về phía Nhạc Nhu nhàn nhạt nói, Nhu Nhi, chỉ là một người chết thôi, không có gì đẹp mắt, hiện tại, dược thảo đã tìm được, chúng ta đi nhanh đi. Nhạc Nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy chuyên chú vẻ ngưng mắt nhìn Diệp Thần, lắc đầu nói, không đúng, sư tỷ, hắn hơi thở như có như không, nhưng là hiển nhiên, còn chưa chết đâu. Lâm Tư Kỳ khóe miệng hiện lên một chút cười lạnh nói, tạm thời còn chưa chết thôi, loại trạng thái này, xuất hiện ở đây thung lũng bên trong, sớm muộn phải bị yêu thú cắn nuốt, và người chết lại có cái gì khác biệt. Ha ha, đừng nói hắn đã trọng thương, chính là hoàn hảo trạng thái, một cái chảm ách cảnh phế vật, vậy cơ hồ không thể nào hoặc là đi ra cái này vùng thung lũng. Không thể không nói, Diệp Thần đến bây giờ còn không có bị chiếm đoạt, Lâm Tư Kỳ cũng cảm thấy. Vận khí của hắn tốt đến không tưởng tượng nổi. Ngay tại hai cô gái trò chuyện bây giờ, bầu trời xa xa bên trong, bỗng nhiên hiện lên một cái bóng đen, đồng thời, một tiếng vô cùng là kinh khủng lệ tiếng huýt sáo, truyền vào bọn hắn trong tai. Lâm Tư Kỳ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hướng về phía Nhạc Nhu khẽ kêu nói, không tốt. Là thiên thực điểu, Nhu Nhi, chúng ta đi mau. Ở nơi này một phiến đường cùng, thời kỳ trưởng thành thiên thực điểu. Là cực kỳ kinh khủng tồn tại, căn bản không phải hai nàng có thể chống lại, cũng may, các nàng Thái Uyên kiếm phái truyền lại thân pháp, vô cùng là tuyệt diệu, thiên thực điểu mặc dù là một loại mạnh mẽ yêu cầm, có thể tốc độ cũng không phải hắn cường hạng, hai người theo dựa vào tốc độ, hoàn toàn có thể đem cái này thiên thực điểu hất ra. Có thể Nhạc Nhu, lại không có động. Nhạc Nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chợt hiện lên một đạo kiên quyết vẻ nói, sư tỷ, chúng ta cầm vậy té xỉu người cứu đi. Ngươi đang nói gì, điên rồi sao? Lâm Tư Kỳ bị Nhạc Nhu lời ấy, hoàn toàn sợ ngây người, thậm chí, mặt đẹp bên trên cũng hiện lên vẻ giận dữ. Ngây thơ nữa, cũng nên có cái hạn độ chứ. Các nàng và thằng nhóc này, không quen không biết, tại sao phải quản hắn. Hơn nữa, vẫn là một cái chảm ách cảnh phế vật, chết thì chết. Huống chi, thiên thực điểu sẽ tới à, mang như thế cái phiền toái. Có thể hay không hất ra thiên thực điểu, rất khó nói. Vì một cái làm không quen biết, lại vô cùng hơi yếu nhỏ rác dưới, có cần phải bất chấp nguy hiểm tánh mạng đi cứu. Cũng chỉ có Nhạc Nhu cái này trồng song toàn không được rõ tu võ thế giới tàn khốc nha đầu ngốc, mới có thể sẽ có cái này loại bất chấp lý lẽ ý tưởng đi. Nếu không phải bởi vì nàng cùng Nhạc Nhu cảm tình, cùng với Nhạc Nhu ở trong tông môn thân phận, Lâm Tư Kỳ hiện tại cũng muốn trực tiếp ném xuống nàng, mình trốn. Nàng nhìn lướt qua vẫn chưa có hoàn toàn tới gần thiên thực điểu, cưỡng ép kiềm chế xuống lửa giận, đối với Nhạc Nhu trầm giọng nói, Nhu Nhi, ngươi không muốn quá ngây thơ rồi, cái thế giới này, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi hiện tại cứu hắn, thì có ích lợi gì? Người này, rõ ràng chỉ có chảm ách cảnh tu vi, nhưng xuất hiện ở như vậy nguy hiểm thung lũng bên trong, chỉ có thể nói minh, người này không chỉ có yếu, liền tự mình hiểu lấy, cũng không có. Loại người này định trước không sống nổi. Coi như, người cứu hắn một lần, có thể cứu hắn lần thứ hai, lần thứ ba sao. Hơn nữa, luân hồi chi chủ chết sau đó, thất đại thần quốc đều thay đổi. Đổi được vô cùng hắc ám và là máu. Nhân tính nhược điểm phóng đại tới cực điểm. Người này là thật là xấu xa vậy không nhất định. Nói cách khác, người cứu người này, đối với cái thế giới này không có bất kỳ ý nghĩa tồn tại. Hắn cũng không phải là luân hồi chi chủ, không cứu vớt được thần quốc. Đi mau. Đây là, luân hồi mộ địa lão thương và lão cuồng lắng nghe hai người đối thoại, bên trong nhưng trong lòng thì vô cùng khẩn trương. Nếu như cái này hai người phụ nữ không ra tay, Diệp Thần rất có thể thì thật chết chắc à. Mấy ngày qua, sát kiếm đã là Diệp Thần ngăn cản không biết nhiều ít sóng yêu thú, thậm chí, bước lui mấy đầu hỗn độn cảnh hậu kỳ yêu thú. Nhưng mà, sát kiếm uy năng vậy tiêu hao được xong hết rồi. Đã không có lực lượng, đánh lui cái này thiên thực điểu. Hắn âm thầm khao khát trước cái này hai người phụ nữ, cứu đi Diệp Thần, đây là Diệp Thần duy nhất sống tiếp cơ hội liền à. Bọn họ mặc dù muốn động thủ, nhưng là bọn họ lực lượng là thành lập ở Diệp Thần trên mình. Hiện tại Diệp Thần hôn mê, bọn họ vậy tương đương với gân gà à. Lúc này... Nhạc Nhu vậy nhìn về phía vậy thiên thực điểu vậy mãnh liệt yêu khí, làm cho nàng thân thể mềm mại, cũng đang khẽ run, bất quá, mặt mũi nhưng vẫn kiên định, nàng không chút nào nhượng bộ ý mở miệng nói.
Sư tỷ, người nói có thể không sai, nhưng là cái này thiên thực điểu như vậy đáng sợ, nếu như chúng ta để mặc cho hắn bất kể nói, hắn nhất định sẽ chết, ta không làm được thấy được bị thương, không giúp người, ở ta trước mặt chết đi, mà không văn không hỏi. Lâm Tư Kỳ nghe vậy, hoàn toàn nổi giận, cái này Nhạc Nhu là bị cưng chiều hư sao? Lúc này, lại tự do phóng khoáng dậy rồi, nàng cái này để mặc tính, nhưng mà rất có thể bồi thường hai người bọn họ tánh mạng à. Nàng cả người linh lực âm thầm ngưng tụ, nhìn Diệp Thần ánh mắt, vậy càng ngày càng âm hàn đứng lên, chuyện cho tới bây giờ, sợ rằng, chỉ có thể đem thằng nhóc này hoàn toàn tiêu diệt, mới có thể làm cho Nhạc Nhu tuyệt vọng, dù sao, vốn là hắn cũng chạy không thoát, bị thiên thực điểu cắn nuốt vận mệnh, không phải sao. Nhưng ngay khi Lâm Tư Kỳ chuẩn bị xuất thủ một khắc trước, Nhạc Nhu thân hình lại là chợt động một cái, vô cùng nhanh chóng hướng Diệp Thần lao đi. Lâm Tư Kỳ thầm mắng một tiếng đáng chết, cái này nha đầu ngốc lại thật không chút do dự xuất thủ cứu người. Nhạc Nhu ôm lấy Diệp Thần thân thể, mà Diệp Thần trong tay sát kiếm, phảng phất có cảm ứng vậy, hóa là một đạo quang hoa, sáp nhập vào Diệp Thần trong cơ thể. Nếu không, lấy sát kiếm sức nặng, Nhạc Nhu là không cầm được. Một khắc sau, nguyên bản còn chỉ là một đạo điểm đen thiên thực điểu, thân hình, đã đem hai cô gái đỉnh đầu bầu trời che đậy, lại là một đầu toàn thân màu xám xanh lông vũ, giống như chim ưng, một cái đỏ tươi như máu mỏ chim, cũng không so to lớn chim khổng lồ. Lâm Tư Kỳ mặt đẹp, hoàn toàn trầm xuống, chuyện cho tới bây giờ, vậy không có biện pháp, chỉ có thể mang thằng nhóc này, cùng nhau chạy trốn. Nhạc Nhu đã đem thằng nhóc kia ôm lấy. Nếu như hiện tại nàng lại đối với Diệp Thần xuất thủ, Nhạc Nhu nhất định sẽ không để ý hết thảy ngăn cản chứ. Hai người một khi phát sinh dây dưa, như vậy tuyệt đối sẽ chết ở thiên thực điểu dưới vuốt. Chúng ta đi. Lâm Tư Kỳ quát lên một tiếng lớn, làm giơ tay lên một cái, một viên quả cầu, bắn ra, ở thiên thực điểu trước mặt nổ tung mở, hóa thành cuồn cuộn xương trắng, che đậy thiên thực điểu tầm mắt. Mà hai cô gái chính là thân hình động một cái. Hướng một cái hướng khác, nhanh chóng chạy trốn đi, chỉ là lúc này, Nhạc Nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiển nhiên mang vẻ cố hết sức vẻ, tốc độ so với Lâm Tư Kỳ, chậm hơn liền đến gần 1/5. Vốn là, Nhạc Nhu và Lâm Tư Kỳ, mặc dù tu vi có chênh lệch, nhưng Nhạc Nhu tu võ thiên phú, càng ở Lâm Tư Kỳ bên trên, đã đem Thái Uyên kiếm phái thân pháp, tu luyện tới đến gần viên mãn cảnh giới, hai người bọn họ chân thực tốc độ, là không có nhiều ít chênh lệch. Sở dĩ, hiện tại Nhạc Nhu tốc độ, sẽ chậm như thế nhiều, là bởi vì là nàng mang Diệp Thần. Đừng xem ước chừng chỉ là một người sức nặng, đối với thi triển Thái Uyên kiếm phái thân pháp mà nói, nhưng là khác xa lắc xa lơ. Vậy thiên thực điểu, tựa hồ bị Lâm Tư Kỳ thả ra xương trắng sở kích giận, lệ khiếu một tiếng, hai cánh triển động gian, gió lớn cuộn sạch, ngay tức thì đem quanh người xương trắng thổi tan, đồng thời thân hình bay vút lên lên. Hướng Lâm Tư Kỳ cùng Nhạc Nhu, cuồng xông lên đi. Lâm Tư Kỳ quay đầu nhìn một cái Nhạc Nhu, trong lòng cả kinh, Nhạc Nhu bởi vì mang Diệp Thần cái đó phiền toái, tốc độ chậm không thiếu, tiếp tục như vậy nữa, qua không được bao lâu, cũng sẽ bị thiên thực điểu đuổi kịp à. Nàng không nhịn được, lần nữa hướng Nhạc Nhu phẫn nộ quát, Nhu Nhi. Sư tỷ mệnh lệnh ngươi, vội vàng đem thằng nhóc kia cho ta thất lạc. Nếu không, ngươi biết bị thiên thực điểu đuổi kịp. Nếu không, coi như người cầm thằng nhóc này cứu, sư tỷ vậy sẽ giết hắn. Gần đây khôn khéo, nghe lời Nhạc Nhu, lúc này, lại tựa như không có nghe gặp Lâm Tư Kỳ gầm lên vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy mồ hôi, nhưng vẫn ôm thật chặt Diệp Thần, không chút nào ý buông tay. Đáng chết! Lâm Tư Kỳ thật phải bị tức chết, trong mắt, thoáng qua nồng nặc hận ý. Nàng không thích nhất, chính là bị kéo mệt mỏi. Bởi vì nàng cùng Nhạc Nhu cảm tình và Nhạc Nhu bối cảnh, nàng hận không được Nhạc Nhu, cho nên, nàng liền đem Diệp Thần, cho hận tới. Lâm Tư Kỳ cùng Nhạc Nhu giữa khoảng cách, càng kéo càng lớn, lúc này, vậy thiên thực điểu, cơ hồ thì phải đem Nhạc Nhu đuổi kịp, máu đỏ mỏ chim xòe ra mở ra, phát ra một tiếng rít, một cổ cường đại hấp lực, từ mỏ chim bên trong truyền ra, đem chung quanh hết thảy, cũng hút vào mỏ chim bên trong. Giờ khắc này, Nhạc Nhu thân thể mềm mại, tựa như bị định cách vậy, lại là hoàn toàn không cách nào di động chút nào, chỉ là chống cự kinh khủng kia hấp lực, liền cơ hồ dùng hết nàng toàn thân lực lượng, mà thiên thực điểu, thì ở lấy tốc độ cực nhanh, hướng nàng tiếp theo.
không muốn. Nhạc Nhu quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp vậy to lớn mỏ chim bên trong một bên đỏ tươi, tản ra nồng nặc tanh hôi cùng mục nát chi khí. Nếu như nàng cùng Diệp Thần, bị hút vào trong đó, sợ rằng ngay tức thì, sẽ bị hóa là một vũng máu chứ. Trong mắt đẹp của nàng, hiện ra nồng đậm sợ hãi vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn một phiến trắng bệch, có thể tay nàng, nhưng vẫn không có buông lỏng ý kiến, ngược lại càng ôm càng chặt. Cho dù sợ nữa, Nhạc Nhu cũng không muốn làm một cái thấy chết mà không cứu người. Nhạc Nhu hít sâu một hơi, mặc dù thân thể mềm mại vẫn là không ngừng được run rẩy, có thể dầu gì chấn định một ít, trong mắt đẹp của nàng, thoáng qua kiên quyết vẻ, một đạo kiếm quang, chợt từ Nhạc Nhu trong cơ thể bắn ra, hướng vậy thiên thực điểu, hung hăng chém tới, nếu không tránh khỏi, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Mà xa xa Lâm Tư Kỳ, thấy một màn này, sau chốc lát do dự, vẫn là cắn răng một cái, tay trắng động một cái, nắm một thanh trường kiếm, trên trường kiếm, kiếm quang kích động, giống như kinh thiên lôi đình vậy, hướng vậy thiên thực điểu cuộn sạch đi. Nếu như Nhạc Nhu xảy ra chuyện, nàng trở lại bên trong tông môn, cũng không khả năng bình an vô sự, dẫu sao, vứt bỏ đồng môn, ở Thái Uyên kiếm phái bên trong là đại kỵ. Nếu như là đệ tử bình thường, từ bỏ cũng chỉ từ bỏ, tu võ thế giới, tàn khốc vô cùng. Không có ai sẽ thật so đo cái này, có thể Nhạc Nhu cũng không phải là đệ tử bình thường à. Vậy thiên thực điểu, đối mặt hai cô gái chém tới kiếm mang, màu xám xanh ánh mắt bên trong, nhưng là nổi lên một đạo nghĩ người vẻ châm chọc. Cái này hai đạo kiếm quang, ở nó xem ra, căn bản không cách nào tạo thành một tia một hào uy hiếp. Nó mặc dù là bị Diệp Thần huyết khí hấp dẫn tới, bất quá, cái này hai tên nhân loại cô gái, hiển nhiên cũng là không thể có nhiều món ăn ngon. Sẽ ở đó hai đạo kiếm quang, sắp chém chúng thiên thực điểu lúc đó, hắn miệng to bên trong, phát ra một tiếng ré dài, một hồi màu máu đỏ chập chờn dạo rực, ở đó đỏ tươi sóng âm bên trong, hai nàng kiếm quang, lại là trong phút chốc, biến thành nghiền. Nhạc Nhu cùng Lâm Tư Kỳ, mặt đẹp bên trên, đều là hiện ra vô cùng rung động vẻ. Hai người bọn họ, nhưng mà kiếm tu à, vẫn là xuất từ Thái Uyên kiếm phái cái này loại siêu cấp kiếm phái kiếm tu. Đang công kích lực lên, hai cô gái, vẫn luôn là khá là tự tin, có thể đối mặt cái này thiên thực điểu, hai người liên thủ nhất kích, đừng nói là đem đả thương, lại là liền đối phương lông vũ, cũng không có đụng phải. Biết bao khủng bố, này chỉ có thể nói, hai người cùng thiên thực điểu thực lực sai biệt, quá lớn quá lớn. Lâm Tư Kỳ cùng Nhạc Nhu tim, đều là hoàn toàn chìm xuống. Vậy thiên thực điểu trong mắt, thoáng qua cực hạn vẻ mừng rỡ như điên. Thì phải đem Nhạc Nhu cùng Diệp Thần, trực tiếp nuốt vào trong miệng, nếu như luyện hóa cái này hai tên nhân loại máu thịt, đặc biệt là tên kia nam tử, lực lượng có lẽ có thể lần nữa đột phá chứ. Nhưng tại giây phút này, trong hư không, chập chờn cùng nhau. Một cái toàn thân ánh sáng tím lóng lánh rắn lớn, bỗng nhiên hiện lên, há miệng, khạc ra một đạo màu tím sấm sét, hung hăng hướng vậy thiên thực điểu bổ tới. Ầm một tiếng vang thật lớn. Vậy thiên thực điểu kêu thảm một tiếng, miệng lớn bên trong, lại là bị phách được một phiến nám đen. Là tử lôi xà. Nhạc Nhu thấy vậy, mặt đẹp bên trên hiện ra sống sót sau tai nạn vẻ mừng rỡ như điên. Thiên thực điểu là tử lôi xà một trong khắc tinh, thường xuyên bắt tử lôi xà làm thức ăn. Bất quá vậy vì vậy, tử lôi xà vậy thường thường chiếm đoạt thiên thực điểu trứng. Cái này hai loại yêu thú, sau khi trưởng thành, đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Bởi vì hai người mấy đời tích lũy cửu hận, vừa thấy mặt, liền sẽ không để ý hết thảy liều mạng. Nguyên bản, cái này tử lôi xà cũng là bị Diệp Thần huyết khí hấp dẫn tới, được không có đúng lúc hay không, vừa vặn cùng cái này thiên thực điểu, đụng vào nhau. Trong chốc lát, tử lôi xà thậm chí liền Diệp Thần, cũng không để ý, trực tiếp đối với thiên thực điểu, phát động công kích. Nhạc Nhu tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này hay cơ hội, thừa dịp hai đại yêu thú đại chiến lúc đó. Mang Diệp Thần, một cái chớp động liền hướng Lâm Tư Kỳ bay đi. Rất nhanh, hai nàng thân hình, liền biến mất ở chân trời, hoàn toàn rời đi chỗ tòa này nguy hiểm thung lũng. Cho đến lúc này, Lâm Tư Kỳ sắc mặt, mới hơi hòa hoãn một phần, bất quá, vẫn là vô cùng là tức giận hướng về phía Nhạc Nhu quát to, Nhu Nhi. Người biết, người mới rồi thiếu chút nữa hại chết mình sao? Liền vì phế vật này, đáng giá không? Nhạc Nhu nũng nịu tựa như le lưỡi một cái nói, sư tỷ, ta sai rồi còn không được sao. Bất quá ngươi xem,
chúng ta bây giờ không phải là đều không sao sao. Hơn nữa, ta cảm thấy tên nam tử này tử, cũng không phải là ngoài mặt đơn giản như vậy. Ta cảm giác được hắn hơi thở, rất quen thuộc. Thật giống như có điểm xem trong tông môn đứng thẳng vậy tôn chúng ta thường xuyên cúi chào tượng đá. Ha ha, Lâm Tư Kỳ liếc Diệp Thần một mắt, cười lạnh nói, một cái chảm ách cảnh phế vật, có thể có cái gì không đơn giản. Còn không đơn giản, thật là, nhìn sẽ để cho nàng muốn ói. Nhạc Nhu nhưng là nghiêm túc nói, sư tỷ, người quên sao? 3 ngày trước, chúng ta đi ra hái thuốc trước, cảm ứng được một hồi liền bên trong tông các cường giả cũng làm chấn động tùng tuyệt mạnh chập chờn. Lâm Tư Kỳ nghe vậy, mặt đẹp hơi đổi, Thái Uyên kiếm phái, cách thung lũng này không hề coi là quá xa, kinh khủng kia chập chờn, chính là từ thung lũng phương hướng chuyển tới, đến nay nhớ tới, nàng còn có chút không lạnh mà run. Nàng gật gật đầu nói, đó có thể là nào đó loại đến gần thiên thần cảnh tích chữ đang chiến đấu đưa tới, thật là khó có thể tưởng tượng, thế nào? Nhạc Nhu đột nhiên mặt hiện vẻ hưng phấn nói, người thanh niên này, nhìn như người bị thương nặng, biết hay không cùng mấy ngày trước vậy trận siêu cấp đại chiến, có quan hệ. Nói không chừng, hắn là một người chúng ta không cách nào tưởng tượng khủng bố cường giả đâu. Vừa nói, một đôi vô cùng trong suốt mắt to bên trong, chiếu lấp lánh, nhìn Diệp Thần ánh mắt, giống như thấy được bảo bối như nhau. Có thể Lâm Tư Kỳ, nhưng là cười, vô cùng là cười khinh miệt. Nàng lạnh lùng nói, Nhu Nhi, ngươi đừng có nằm mộng, ngươi lấy là như vậy tầng thứ cường giả, đầy phố đều là. Phế vật này, đừng nói là tham dự như vậy tầng thứ chiến đấu, chính là chiến đấu bên trong một món dự âm, cũng có thể làm cho hắn tan thành mây khói chứ. Nhạc Nhu có chút ngượng ngùng sờ một cái đầu, Diệp Thần chỉ là chạm ách cảnh tu vi, muốn đưa tới hỗn độn cảnh đỉnh cấp chiến đấu chập chờn, quả thật không quá có thể. Bất quá, Nhạc Nhu đối với Diệp Thần, nhưng càng hiếu kỳ hơn, hắn kết quả là làm sao ngã ở cái này nguy hiểm thung lũng bên trong. Còn có nàng cứu lên Diệp Thần lúc đó, chuôi này trực tiếp dung nhập vào Diệp Thần trong cơ thể đen nhánh trường kiếm, cũng cho nàng một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Trong chỗ u minh, Nhạc Nhu có một loại trực giác, đó chính là, tên này bị nàng cứu nam tử, tuyệt đối không đơn giản. Lăng Thiên Tiễn Thần nghe hai nàng đối thoại, có chút khóc cười không được, tên này là Nhạc Nhu cô gái, thật đúng là ý nghĩ hảo huyền. Bất quá, thật đúng là để cho nàng cho nói đúng. Đồng thời, hắn cũng có chút vui mừng, xem Nhạc Nhu như vậy hiền lành đơn thuần cô gái, ở tu võ thế giới, thật là có thể nói là lâm nguy loài, vạn năm cũng chưa chắc có thể gặp đạt được một cái, có thể vừa vặn bị Diệp Thần đụng phải. Vậy may mà Nhạc Nhu hiền lành, Diệp Thần mới nhặt trở về một cái mạng. Khí vận này, có thể nói nghịch thiên. Đây là, Nhạc Nhu đột nhiên lần nữa mở miệng nói, sư tỷ, ta muốn cho người thanh niên này, gia nhập chúng ta Thái Uyên kiếm phái. Cái gì, Lâm Tư Kỳ khóe mắt khều một cái, không tưởng tượng nổi nhìn Nhạc Nhu nói, Nhu Nhi, người đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta Thái Uyên kiếm phái, thân là môn phái lánh đời, thu học trò yêu cầu, nghiêm ngặt đến không cách nào tưởng tượng, 20 hơn tuổi, còn không qua là chạm ách cảnh người, có cái gì tư cách, gia nhập chúng ta Thái Uyên kiếm phái? Ngươi không nên quá tự do phóng khoáng, để cho Diệp Thần cái này loại con kiến hôi và mình trở thành đồng môn. Suy nghĩ một chút, sẽ để cho Lâm Tư Kỳ cảm thấy buồn nôn. Thân là Thái Uyên kiếm phái đệ tử, nàng nhưng mà vô cùng kiêu ngạo. Làm sao có thể tùy tiện để cho cái gì con mèo, con chó đều được là Thái Uyên kiếm phái đệ tử, đó không phải là kéo xuống nàng thân phận sao? Nói liếc, nàng chính là xem thường Diệp Thần cái này loại tu vi tồi người đàn ông, phế vật thành cái bộ dáng này, cũng xứng làm người đàn ông. Hơn nữa xem thằng nhóc này một bộ chết ở dã ngoại hoang vu vậy không người quản dáng vẻ, chắc hẳn vậy không bối cảnh gì chứ. Xem cái này loại không thực lực, không bối cảnh con kiến hôi, một ngày chết 10.000 cái, 100 triệu cái, nàng nói không chừng còn sẽ ngại thiếu. Nhạc Nhu nhưng vĩnh quyết miệng nói, hiện tại chạm ách cảnh, không đại biểu vẫn luôn là chạm ách cảnh à. Lý Khôn sư huynh, cũng là đến 20 tuổi, mới đột nhiên quật khởi, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lâm Tư Kỳ sắc mặt bỗng nhiên âm hàn xuống nói, Nhạc Nhu, người nói gì sao? Loại người này, cũng xứng và Lý Sư Huynh như nhau. Nghe Lâm Tư Kỳ giọng, Nhạc Nhu có chút sợ hãi ngậm miệng lại. Lý Khôn là Thái Uyên kiếm phái thế hệ trẻ người thứ nhất, thực lực có thể nói chấn động tùng,
trừ có hỗn độn cảnh 9 tầng trời nghịch thiên tu vi ra, trên kiếm đạo lĩnh ngộ, vậy đủ khủng bố, ưu tú đến không cách nào hình dạng. Lý Khôn năm nay bất quá 31 tuổi, liền có như thành tựu này, lại là ở Thái Uyên kiếm phái, sáng lập vô số kỳ tích, gọi chi là vạn cổ yêu nghiệt, không quá đáng chút nào. Bất quá, Lý Khôn tu võ chi đạo, nhưng cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, ở hắn trước 20 tuổi, cũng chỉ là Thái Uyên kiếm phái bên trong một người phổ thông đến không thể lại đệ tử bình thường, cho đến 20 tuổi năm ấy, nhưng là chẳng biết tại sao, điên cuồng quật khởi. Mà Nhạc Nhu cũng biết, Lý Khôn một mực rất thích Lâm Tư Kỳ, Lâm Tư Kỳ đối với Lý Khôn vậy tràn đầy hảo cảm, hai người chỉ kém một tầng cửa sổ giấy, là có thể xác lập quan hệ. Lâm Tư Kỳ mặc dù từ cô gái rẻ đặt, tạm thời còn không có đáp ứng Lý Khôn theo đuổi, nhưng, có thể bị nhân vật thiên tài như vậy theo đuổi, đối với Lâm Tư Kỳ như vậy ái mộ hư vinh cô gái mà nói, không thể nghi ngờ có thể mang đến to lớn cảm giác thỏa mãn, vô tình hay cố ý bên trong, Lâm Tư Kỳ đã đem Lý Khôn, coi là mình đàn ông. Mình người đàn ông, há là Diệp Thần loại người này, có thể sánh được. Lấy Lâm Tư Kỳ hư vinh mà nói, cầm Diệp Thần so sánh Lý Khôn, chính là đối với Lý Khôn và nàng Lâm Tư Kỳ làm nhục. Ngay tại lúc này, Diệp Thần mắt lông mi mau, đột nhiên rung bỗng chốc. Lão Thương trong lòng vui mừng, Diệp Thần rất tới. Vậy tàn phá ở Diệp Thần trong cơ thể khí tức hủy diệt, ở đủ loại mạnh mẽ huyết mạch trấn áp dưới, rốt cuộc bắt đầu thu liễm. Nhạc Nhu và Lâm Tư Kỳ, đều là thần sắc động một cái. Bất quá, Nhạc Nhu là mừng rỡ, mà Lâm Tư Kỳ chính là không nói. Diệp Thần từ từ mở mắt, nhìn bên người hai cô gái, hơi sững sờ. Hắn ở trong lòng âm thầm hỏi, Lăng Thiên Tiễn Thần, Lão Thương, Lão Cuồng, chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại ở chỗ này? Lúc này, Lăng Thiên Tiễn Thần đem Diệp Thần cưỡng ép tiêu diệt vậy chạy trốn thiên ma sau đó sự tình phát sinh, toàn bộ nói cho hắn. Bao gồm thần bí kia trong suốt vòng xoáy, màu tím chớp sáng, cùng với Nhạc Nhu cứu hắn cùng chuyện. Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nội tâm rung động, nếu như lần này diệt thế tai ương thật có thượng giới người nhúng tay, sự việc, thì phiền toái à. Đồng thời, hắn cũng đúng sát kiếm bên trong màu tím tinh thạch, vô cùng tò mò. Như có thời gian, có lẽ cũng nên đem Nhâm Tiền Bối chuôi này kiếm gãy luyện nhập trong đó. Nhạc Nhu gặp Diệp Thần tỉnh, mỉm cười hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói, người tốt, ta gọi là Nhạc Nhu, vị này là sư tỷ ta. Tên là Lâm Tư Kỳ, ta hai người chúng ta, đều là Thái Uyên kiếm phái đệ tử, trước phát hiện ngươi ngã ở thung lũng bên trong, ta liền đem ngươi mang ra ngoài. Mà một bên Lâm Tư Kỳ, chính là không lời nói, mới vừa rồi bị thiên thực điểu đuổi giết thời điểm bất tỉnh tới, cởi một cái cách hiểm cảnh, lại nghe đến có thể gia nhập Thái Uyên kiếm phái, liền tỉnh. Ngươi thật là sẽ chọn thời điểm à? Cái này không thể nghi ngờ, là cho rằng mới vừa rồi Diệp Thần ở giả chết. Diệp Thần gật đầu một cái, thành khẩn đối với Nhạc Nhu nói, ta kêu Diệp Thần, đa tạ Nhạc cô nương, xuất thủ cứu giúp. Hắn nói mặc dù ngắn gọn, nhưng là phần ân tình này, hắn tuyệt sẽ không quên. Còn như Lâm Tư Kỳ, hắn thì hoàn toàn không thấy, xem cũng không có hơn liếc mắt nhìn. Lâm Tư Kỳ dáng dấp coi như không tệ, nhưng, và Tử Ngưng, Nhược Tuyết, Kỳ Tư Thanh, Long Tĩnh Nghiên, Sở Doanh cùng nữ tướng so, chênh lệch. Nhưng là vô cùng to lớn, làm sao có thể đưa tới Diệp Thần hứng thú. Mấu chốt nhất là, Lâm Tư Kỳ cái này loại tính nết người phụ nữ, lớn lên lại đẹp đều vô dụng, Diệp Thần cũng chỉ sẽ không ưa mà thôi. Lâm Tư Kỳ gặp Diệp Thần một bộ cầm mình làm không khí dáng vẻ, nhìn Diệp Thần ánh mắt, hơn nữa chán ghét đứng lên. Cái này con kiến hôi lại dám coi thường ta. Chỉ đối với Nhạc Nhu nói cảm ơn. Mặc dù... Nàng đối với Diệp Thần một chút hứng thú cũng không có, có thể nàng không chịu nổi Diệp Thần đối đãi nàng thái độ. Liền Lý Khôn như vậy thiên tài, cũng đối với mình khách khí, dùng mọi cách quan hoài, một cái tầng dưới chót nhân vật, ở trước mặt mình, lại biểu hiện được như vậy lạnh lùng. Xem Diệp Thần cái này loại người đàn ông, không phải hẳn hạ thấp tư thái, vô cùng hèn mọn quỳ liếm mình, chỉ vì có thể đổi lấy mình từng tia hảo cảm, hoặc là và mình nói hơn một câu sao. Nhạc Nhu hướng về phía Diệp Thần cười nói, Diệp Thần, chúng ta hiện tại muốn trở lại Thái Uyên kiếm phái, ngươi phải cùng chúng ta cùng nhau trở về không? Diệp Thần nghe vậy, gật gật đầu nói, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh.
hắn bây giờ tổn thương, vẫn chưa có hoàn toàn tốt, cần tìm một chỗ tới yên tĩnh khôi phục, mà phụ cận đây, trải rộng vô số mạnh mẽ yêu thú, có thể nói nguy cơ tứ phía, cũng chỉ có Thái Uyên kiếm phái, có thể làm cho hắn an tâm tĩnh dưỡng. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần trong mắt thần quang chớp mắt, nhưng là đối Nhạc Nhu cau mày nói, Nhạc cô nương, có người thật giống như ở theo dõi chúng ta. À, Nhạc Nhu kêu lên một tiếng, lập tức thả ra thần niệm, hướng chung quanh quét qua, nhưng không thu hoạch được gì. Mà một bên Lâm Tư Kỳ, chính là vô cùng là khinh miệt nhìn Diệp Thần một mắt, cười lạnh nói, bắt đầu sắp xếp. Hai người chúng ta hỗn độn cảnh tồn tại, không có gì cả cảm ứng được, một mình ngươi chạm ách cảnh võ giả, còn có thể nhận ra được có người theo dõi chúng ta. Ha ha, không phải là vì hấp dẫn chúng ta chú ý chứ. Cực kỳ buồn cười, không có thực lực người đàn ông, cũng chỉ có thể đùa giỡn một chút cái này loại mánh khóe nhỏ. Nhạc Nhu kéo kéo Lâm Tư Kỳ ống tay áo nói, sư tỷ, ngươi nói như vậy thật là quá đáng. Nàng có chút kỳ quái, bình thường sư tỷ nóng nảy mặc dù vậy không tốt lắm, nhưng vậy chưa đến nỗi như vậy à? Tại sao đối với Diệp Thần, liền đáng ghét như vậy đâu? Nàng xem Diệp Thần một mắt, gặp Diệp Thần thần sắc, không có gì thay đổi, mới hơi yên tâm, nàng còn muốn để cho Diệp Thần gia nhập Thái Uyên kiếm phái đâu, cũng không muốn bởi vì Lâm Tư Kỳ cầm Diệp Thần tức chạy. Mà Lâm Tư Kỳ, trong mắt lãnh ý hơn nữa đậm đà, bị nói như vậy, liền một câu phản bác, cũng không dám. Bất quá, vậy coi là phế vật này thức thời, nếu không tìm một cơ hội, nhất định phải thật tốt dạy bảo hắn. Nhạc Nhu mặc dù không cho rằng Diệp Thần là vì cố ý hấp dẫn chú ý, bất quá, nàng vẫn là nói, Diệp Thần, có phải hay không ngươi cảm giác sai rồi? Dẫu sao, lấy Diệp Thần tu vi, ở thần hồn lên muốn mạnh hơn các nàng hai người, coi như là hồn tu, vậy cơ hồ không thể nào. Diệp Thần nói, là không phải là sai, đi xem, thì biết, ở chỗ này chờ ta một hồi. Lâm Tư Kỳ nghe vậy, ánh mắt lại là trầm xuống nói, chúng ta cứu ngươi, mang ngươi hồi tông môn, ngươi hiện tại liền bắt đầu lên mũi lên mặt. Còn muốn chúng ta chờ ngươi, Nhu Nhi, đừng cùng hắn, hắn phải đi xem, sẽ để cho hắn xem cái đủ. Nhạc Nhu kéo kéo Lâm Tư Kỳ, đối với Diệp Thần cười nói, ừ, vậy ngươi đi xem một chút đi, chúng ta chờ ngươi. Nơi này, đã ra trong thung lũng khu vực nguy hiểm nhất, vùng lân cận trên căn bản không có hỗn độn cảnh trở lên yêu thú, chờ một chút, không có gì lớn không được. Diệp Thần gật gật đầu nói, không tới quá lâu, tối đa một nén nhang thời gian, ta liền sẽ trở lại. Dứt lời, thân hình hắn chớp mắt, trực tiếp trốn vào trong hư không. Tiếp liền mấy cái chớp động sau đó, Diệp Thần ngừng thân hình, nhìn về phía nơi nào đó hư không nói, đi ra đi. Trong hư không chập chờn cùng nhau, một người mặc màu máu trường bào chàng thanh niên, xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Cái này chàng thanh niên, nhìn qua, 27 tuổi cỡ đó, ngũ quan tinh xảo, chỉ là sắc mặt, có chút không bình thường trắng bệch, trong mắt chỗ sâu, có huyết quang lững lờ. Lúc này, người thanh niên này, chính diện mang vẻ kinh ngạc nhìn Diệp Thần, hắn không nghĩ tới lại bị phát hiện. Diệp Thần híp đôi mắt một cái, trước mắt cái này nam tử rất mạnh, hỗn độn cảnh tầng 8 trời, hơn nữa, thực lực vẫn cùng huyết minh đệ nhất sát thủ huyết thứ vạn thông kém không nhiều. Bất quá, hắn nội tâm nhưng không có gì chập chờn. Diệp Thần hiện tại mặc dù bị thương, trạng thái không tốt, thực lực bị tổn thương, nhưng, lạc đà gầy lớn so với ngựa, cho dù lấy hắn bây giờ thực lực, vẫn có thể chiến thắng máu này bào nam tử. Chỉ bất quá, cưỡng ép ra tay, có thể sẽ tăng thêm hắn thương thế, để cho hắn cần càng thời gian dài tới khôi phục thôi. Diệp Thần hướng về phía máu kia bào nam tử, nhàn nhạt hỏi, vì sao dòm ngó chúng ta? Huyết bào nam tử nghe vậy, nhưng là khẽ mỉm cười nói, trên mình ngươi huyết khí quá nồng đậm, mà ta, lại vừa vặn là một người huyết tu, bị ngươi máu kia khí hấp dẫn, tự nhiên phải thật tốt nhìn một chút. Diệp Thần trong con ngươi sắc bén chớp mắt, huyết tu. Như thế nói, người này, là muốn cướp đoạt mình máu tươi. Hắn cười lạnh một tiếng nói, ta huyết khí, quả thật rất cường đại, nếu như ngươi lấy được, chắc hẳn sẽ có thiên đại chỗ tốt, làm sao? Ngươi là muốn cướp đoạt ta máu tươi. Diệp Thần huyết mạch bên trong linh lực phun trào, đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, nhưng vào lúc này, ra Diệp Thần dự liệu phải, máu kia bào nam tử, nhưng là lắc đầu nói, không phải.
phải không? Diệp Thần chân mày khều một cái, tại sao? Huyết bào nam tử trong mắt huyết quang đột nhiên một thịnh, tựa như muốn đem Diệp Thần nhìn thấu vậy, tỉ mỉ quan sát Diệp Thần một hồi, mở miệng nói, bởi vì, ta cảm giác nếu như ta đối với ngươi ra tay, ta sẽ chết. Ngươi cho ta cảm giác, rất nguy hiểm, cho dù là hỗn độn cảnh đỉnh cấp siêu cấp yêu thú, cũng không có cho ta qua như vậy áp lực. Hắn ngay sau đó lại là cười một tiếng nói, ta người này, nhưng mà rất quý trọng sinh mạng. Diệp Thần hơi sững sờ, ngay sau đó cũng cười, người này ánh mắt không tệ, ánh mắt người tốt, vậy cũng không biết phán số. Huyết bào nam tử hướng về phía Diệp Thần chắp tay nói, tại hạ tên là Âu Dương Tịch, đến từ đệ nhất thần quốc huyết nguyên tông, vị huynh đài này, có thể hay không biết một chút đây. Diệp Thần nhàn nhạt nói, Diệp Thần. Âu Dương Tịch trong mắt, đột nhiên thoáng qua một chút cuồng nhiệt vẻ nói, Diệp huynh, có thể hay không cùng ta, so tài một chiêu. Hắn là huyết nguyên tông thiên tài, thậm chí có thể nói, dõi mắt toàn bộ đệ nhất thần quốc, vậy coi là nhân vật khá. Âu Dương Tịch có lòng tin, bàn về tu võ thiên phú, ở đệ nhất thần quốc trong thế hệ trẻ, hắn tuyệt đối có tư cách, đứng vào trước 20 tồn tại. Có thể hiện tại, hắn lại bị một người tu vi ước chừng chạm ách cảnh, tuổi tác so hắn còn nhỏ hơn tu võ người, chấn nhiếp. Nếu như nói không muốn khiêu chiến Diệp Thần, đó là không thể nào. Diệp Thần lắc đầu một cái, không rảnh. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Tịch gọi lại Diệp Thần, hơn nữa sử dụng một cái lồng, ta sở dĩ nhìn chằm chằm ngươi, còn một nguyên nhân khác, chính là cái này phân linh thú, nếu như ta không đoán sai, bên trong cơ thể ngươi vậy có một đạo phân linh thú đi. Ngươi như đáp ứng ta, cái này phân linh thú sẽ đưa cho ngươi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, rung động trong lòng vô cùng. Hắn và huyết long liên lạc đứt quãng, chính là bởi vì phân linh thú không đủ mạnh. Nếu như lại dung hợp một cái phân linh thú. Nói không chừng, hắn và huyết long liên lạc, có thể đặc biệt mạnh. Thậm chí có thể dùng chung với nhau lực lượng. Hắn chế trụ nội tâm kích động, gật gật đầu nói, được. So tài, không phải sống chết đánh nhau, chỉ là một chiêu mà nói, đối với hắn thương thế, ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa, hiện tại cự tuyệt Âu Dương Tịch, ngược lại có thể rước lấy một chút phiền toái. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, Âu Dương Tịch trong tay, đột ngột nhiều hơn một chuôi trường kiếm màu máu, một cổ huyết tinh khí tức, điên cuồng tràn ngập, cơ hồ đem đúng phiến thiên địa chìm ngập, cuồn cuộn sông máu, lượn lờ ở Âu Dương Tịch quanh thân, hóa thành một đạo màu máu nộ long, chợt bơm vào trên tay trường kiếm bên trong. Hắn quát lên một tiếng lớn nói, huyết long cuồng vũ kiếm. Một đạo màu máu cuồng long, đi đôi với cực kỳ cuồng bạo, xé bỏ hết thảy kiếm ý. Kích động ra, ngay tức thì liền đem hai người quanh người không gian, chém được tan tành, máu kia long múa bây giờ, bén hơi thở nhanh chóng tăng vọt, ngắn ngủi chốc lát, huyết long bề mặt bên trên, liền hiện ra đạo đạo hắc mang, vậy sắc bén kiếm ý, lại là trực tiếp đem võ đạo quy luật chém ra vết rách, cùng với tại mang theo mất đi hơi thở. Một kiếm này, vô cùng là khủng bố. Vô luận là ra tay, chân võ ý, đối với kiếm hiểu, huyết khí khống chế. Đều có thể nói lấy đệ nhất thần quốc võ đạo tầng thứ mà nói, đến không thể bắt bẻ bước. Một kiếm này, không nghi ngờ chút nào, là có thể dung chuyển hỗn độn cảnh hậu kỳ một kiếm. Liên liên Diệp Thần trong mắt, đều là lóe lên vẻ tán thưởng. Bất quá, vậy chỉ là tán thưởng mà thôi, hắn võ đạo tầng thứ, ở lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo một khắc kia, cũng đã siêu thoát thần quốc võ đạo tầng thứ. Cái này chí cường một kiếm, hôm nay... đã đối với hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp, thậm chí, Diệp Thần đứng tại chỗ, thân hình, cũng không có chút nào di động. Diệp Thần không có bất kỳ động dự định. Có thể thấy một màn này Âu Dương Tịch, nhưng là trong con ngươi huyết quang chớp mắt, lộ ra vẻ thất vọng vẻ. Âu Dương Tịch rất biết mình một kiếm này uy lực, mặc dù chỉ là so tài, hắn cũng có giữ lại, nhưng, một kiếm này, vậy tuyệt không phải có thể không nhúc nhích ngăn cản, ở Âu Dương Tịch xem ra. Chỉ cần Diệp Thần võ đạo hiểu, không kém với mình nói, cũng sẽ tiến hành né tránh, tạm thời tránh qua huyết long cuồng vũ kiếm đạo thứ nhất mũi nhọn, sau đó sẽ ra tay, công kích đạo kiếm mang này điểm yếu. Nhưng mà, hiện tại Diệp Thần biểu hiện, nhưng là một hơi một tí. Cái này, là đối mặt huyết long cuồng vũ kiếm, nhất phán đoán sai lầm, bỏ mặc Diệp Thần là khinh thường cũng tốt, võ đạo hiểu quá kém cũng tốt,
đối với Âu Dương Tịch mà nói, đều là thất vọng. Thậm chí hắn cũng cảm thấy, chẳng lẽ là mình nhìn lầm. Diệp Thần, thật ra thì cũng không có gì đặc biệt hơn người. Bất quá, Âu Dương Tịch người này, mặc dù không tính là người tốt, nhưng, cũng có mình nguyên tắc, hắn nói sẽ không đối với Diệp Thần ra tay, cũng sẽ không đối với Diệp Thần ra tay, cho dù Diệp Thần không địch lại mình nhất kích, Âu Dương Tịch cũng không có lật lọng ý kiến. Sẽ ở đó màu máu nộ long, sắp phải đem Diệp Thần hoàn toàn chiếm đoạt trước, Diệp Thần động. Một chuôi đen nhánh trường kiếm, xuất hiện ở Diệp Thần trong tay, tựa như chậm thực nhanh địa đối trước mắt huyết long, chém một cái xuống. Hắn thậm chí, không có dùng thiên yêu thân thể và luân hồi huyết mạch. Trên trường kiếm, tản ra nhàn nhạt hủy diệt ý vận. Vậy, là hủy diệt mộ đạo lực lượng. Bất quá, Diệp Thần chỉ vận dụng từng tia mà thôi. Cái này từng tia, liền vậy là đủ rồi. Một khắc sau, vô cùng chấn động tùng một màn, xuất hiện. Không có nghĩ voi bên trong cuồng bạo đánh vào, uy lực còn lại tứ tán, nổ rung trời. Âu Dương Tịch chém ra vậy cực kỳ một kiếm biến thành huyết long, lại là im hơi lặng tiếng hỏng mất. Hóa thành nhàn nhạt xương máu, ở trên không khí bên trong tiêu tán. Một khắc trước, còn đầy mắt vẻ thất vọng Âu Dương Tịch, giờ phút này, chính là hoàn toàn thử ra. Không dám tin tưởng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần, mới vừa rồi làm cái gì? Một kiếm kia, lấy hắn cảnh giới võ đạo, thậm chí đều không cách nào hiểu à. Rung động đến linh hồn đều bắt đầu run rẩy. Hắn trong mắt huyết quang bạo lóe, sắc mặt vô cùng lúng túng, mới vừa rồi, hắn còn cho rằng Diệp Thần cảnh giới võ đạo không đủ, nhận vì mình đánh giá cao Diệp Thần. Kết quả, một giây kế tiếp, liền bị hung hăng đánh mặt à. Cảnh giới võ đạo không đủ. Hắn nhìn ra được, Diệp Thần tựa hồ bị thương trên người, ra tay, cũng chưa có hoàn toàn thi triển lực lượng, mà sở dĩ, có thể dễ dàng như vậy chân áp hắn máu kia long cuồng múa kiếm, hoàn toàn là bởi vì, hắn cảnh giới võ đạo, xa xa cao với mình à. Hắn quả thật nhìn lầm, bất quá, là lớn lớn đánh giá thấp Diệp Thần. Nói thật, Âu Dương Tịch cũng nhìn ra được, đừng nói là và mình so sánh, nói riêng về cảnh giới võ đạo mà nói, hắn, liền cho Diệp Thần sách giày tư cách cũng không có. Phục, hoàn toàn phục. Vô cùng kiêu ngạo thiên tài võ giả Âu Dương Tịch, lần đầu tiên trong đời, đối với một người, bội phục đến loại trình độ này. Nếu như nói, hắn Âu Dương Tịch là vạn cổ yêu nghiệt, Diệp Thần, đó là có thể thay đổi đúng cái vị diện lịch sử thần ma cấp yêu nghiệt à. Hắn hướng về phía Diệp Thần vui vẻ cười to nói, một kiếm thật là khủng khiếp. Diệp huynh, ngày hôm nay, thật là làm cho ta kiến thức rộng à. Tại hạ bại tâm phục khẩu phục. Đồng thời, hắn vậy âm thầm vui mừng, thật may, không có đối với Diệp Thần ra tay. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng không tệ. Quả thật không tệ, nếu như Diệp Thần không có lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo trước, sợ rằng, đối mặt Âu Dương Tịch một kiếm này, còn khá là khó giải quyết. Âu Dương Tịch vung tay lên, vậy trong lòng phân linh thú liền hướng Diệp Thần đi. Diệp Thần hô hấp dồn dập, đã rất ít có thể để cho hắn kích động như vậy đồ, đến lúc đó luyện hóa cái này phân linh thú, nói không chừng có thể thấy huyết long. Cũng không biết huyết long ở Cửu Thiên Thần Long Điện như thế nào. Âu Dương Tịch dĩ nhiên vậy chú ý tới chi tiết này, hắn có chút kỳ quái, phân linh thú thật ra thì vậy coi là không được thứ tốt gì, vì sao trước mắt Diệp Thần như vậy quan tâm? Chẳng lẽ Diệp Thần đang luyện liền phân thân? Sau đó, hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, đem một quả ngọc bài, ném cho Diệp Thần nói, đây là ta tín vật, cũng là liên lạc ngọc bài, Diệp huynh sau này, ở đệ nhất thần quốc gặp phải chuyện gì cần giúp, có thể tìm ta. Âu Dương Tịch thân phận, thật không đơn giản, hắn biết, kết giao Diệp Thần như vậy kinh thế thiên tài, tuyệt đối không có cái gì chỗ xấu. Dứt lời, hắn lần nữa đối với Diệp Thần thi lễ nói, Diệp huynh, vốn là, ta hẳn mời ngươi đi huyết nguyên tông tụ họp một chút. Bất quá dưới mắt, ta còn có việc phải làm, đành phải ngày khác hẹn lại. Diệp Thần gật gật đầu nói, sau này gặp lại. Âu Dương Tịch vừa mới chuẩn bị biến mất, nhưng lại nghĩ đến cái gì, xoay người lại, khá là ngưng trọng đối với Diệp Thần nói, Diệp huynh, ở chỗ này nhắc nhở một câu, chú ý Mạc Huyết Minh, gần đây đệ nhất thần quốc sự việc rất nhiều, trừ thiên ma trở ra, vậy lâu dài bao phủ thần quốc bóng mờ Mạc Huyết Minh tựa hồ vậy bắt đầu hành động. Dứt lời. Âu Dương Tịch thân hình chớp động,
không có vào hư không. Diệp Thần nhìn Âu Dương Tịch đi xa hình bóng, rơi vào trầm tư. Mạc Huyết Minh đều đưa nanh vuốt chạm được đệ nhất thần quốc. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Mạc Huyết Minh tồn tại thời gian quá lâu xa, ở lão thương cái đó niên đại liền nghe tiếng sợ vỡ mật, huống chi hiện tại. Một khắc sau, Diệp Thần liền trở lại Nhạc Nhu, Lâm Tư Kỳ hai nàng trước người. Nhạc Nhu có chút hiếu kỳ hỏi, Diệp Thần, phát hiện cái gì sao? Diệp Thần nhàn nhạt nói, không có, là ta cảm giác sai. Hắn không nói ra Âu Dương Tịch chuyện, không cần phải, nói nhiều còn phải uổng phí miệng lưỡi giải thích. Hắn gần đây không thích phiền toái. Lâm Tư Kỳ hừ lạnh một tiếng nói, không lãng phí chúng ta thời gian, liền vì lòe thiên hạ. Ha ha, nếu là thật bởi vì ngươi, chúng ta gặp yêu thú, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Diệp Thần, nhưng tựa như không có nghe được Lâm Tư Kỳ nói chuyện như nhau, đối với Nhạc Nhu nói, tiếp tục lên đường đi. Trên thực tế, hắn trước khi rời đi, sớm đã dò xét qua, phụ cận đây, tạm thời căn bản không có cái gì yêu thú cường đại. Lâm Tư Kỳ mặc dù không thoải mái, nhưng ở Nhạc Nhu khuyên, vậy không nói thêm gì nữa, ba người tiếp tục hướng Thái Uyên kiếm phái đi. Vừa đi, Nhạc Nhu vừa hướng Diệp Thần hỏi, Diệp Thần, người có không có hứng thú gia nhập chúng ta Thái Uyên kiếm phái? Mặc dù chúng ta Thái Uyên kiếm phái là môn phái lánh đời, không thế nào nổi danh, nhưng ta có thể bảo đảm, chúng ta tuyệt sẽ không so Vạn Pháp Tông những cái kia một nhóm thế lực kém nhiều ít nha. Nói đến tông môn, Nhạc Nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện lên vẻ kiêu ngạo vẻ. Diệp Thần nhưng là không chút do dự lắc đầu nói, ta đã có tông môn. Như vậy à? Nhạc Nhu nghe vậy, có chút đáng tiếc cúi đầu, không biết tại sao, nàng rất hy vọng Diệp Thần gia nhập Thái Uyên kiếm phái. Lâm Tư Kỳ nhưng là vui mừng, ở nàng nhìn lại, phế vật này có thể tới từ lợi hại gì tông môn? Phỏng đoán, là chưa từng nghe qua Thái Uyên kiếm phái danh tiếng, căn bản không biết điều, liền cự tuyệt chứ. Cái này loại không thực lực, không địa vị, liền kiến thức cũng không có người đàn ông, là tuyệt đối không thể nào, có trở mình ngày hôm đó. Cũng không lâu lắm, ba người liền đi tới một tòa bị mây mù bao phủ thâm cốc trước, Thái Uyên kiếm phái, liền núp ở cái này thâm cốc bên trong. Mấy người xuyên qua mây mù, gia nhập môn phái bên trong, Thái Uyên kiếm phái, ở đệ nhất thần quốc mặc dù thuộc về vô cùng là thế lực thần bí một trong, nhưng là, hắn kiến trúc nhưng khá là mộc mạc. Bất quá, một bước vào Thái Uyên kiếm phái bên trong, Diệp Thần chính là thần sắc động một cái, bởi vì, hắn cảm nhận được một cổ cực mạnh kiếm ý. Cái này cổ kiếm ý, tản ra đậm đà thương cổ hơi thở, hiển nhiên, không phải xuất từ hôm nay cái thời đại này. Xem ra, cái này quá Uyên kiếm phái truyền thừa, ngược lại là khá là mạnh mẽ. Mà Diệp Thần ba người, đi ở kiếm phái bên trong, nhưng là đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Tại sao? Bởi vì, ở thường ngày, căn bản không có thể có nam tử xuất hiện ở Nhạc Nhu cùng Lâm Tư Kỳ hai nữ bên cạnh à. Nhạc Nhu thân phận đặc thù, hơn nữa, giống như là bé gái vậy ngây thơ, đối với tình yêu chuyện, không biết gì cả. Tự nhiên sẽ không có cái gì nam tử có thể hấp dẫn nàng hứng thú, nếu không phải là nói có lời, cũng chỉ có Diệp Thần. Mà Lâm Tư Kỳ, đây chính là Lý Khôn coi trọng phụ nữ, ai dám và nàng đi được quá gần, không phải muốn chết sao? Đây là, một người vóc người rất cao, mặt mũi kiên nghị, gương mặt giống như đao tước dìu đục vậy, đường cong rõ ràng, tràn đầy dương cương khí hơi thở nam tử, xuất hiện ở ba người trước mặt, mỉm cười nói, Nhu Nhi, Tư Kỳ. Các ngươi đã về rồi. Vừa nói, hắn ánh mắt nhỏ tránh hướng Diệp Thần nhìn nói, vị này là. Nhạc Nhu cướp ở Lâm Tư Kỳ mở miệng trước trả lời, vị này là Diệp Thần, chúng ta ở hái thuốc thời điểm gặp phải. Nhạc Nhu tiếp theo đối với Diệp Thần nói, vị này chính là Lý Khôn Lý Sư Huynh, là chúng ta Thái Uyên kiếm phái chân truyền người thứ nhất. Lý Khôn nhìn Diệp Thần, cặp mắt híp lại, nhưng là không có bất kỳ bày tỏ gì. Tựa hồ khinh thường tại và Diệp Thần biết vậy, mà Lâm Tư Kỳ đứng ở Lý Khôn bên người, chính là một mặt buồn cười vẻ nhìn Diệp Thần. Nàng trong đầu nghĩ, cái này con kiến hôi không biết ở Lý Sư Huynh trước mặt, còn dám hay không như vậy gắn. Nàng cùng Lý Khôn cũng cho rằng, phải biết, thăm hỏi sức khỏe, chủ động chắc cũng là Diệp Thần, còn như Lý Khôn. Biết hay không đáp lại, thì phải xem tâm tình. Bất quá, Lý Khôn yên lặng,
đổi lấy nhưng đồng dạng là Diệp Thần yên lặng. Bốn người giữa bầu không khí, trong chốc lát, có chút lúng túng. Lý Khôn cùng Lâm Tư Kỳ nhìn nhau một cái, đều có chút không tưởng tượng nổi, một cái chạm ách cảnh võ giả ở trước mặt mình, lại ngay cả chào hỏi, đều không đánh. Chẳng lẽ còn chờ hắn Thái Uyên kiếm phái đệ nhất thiên tài Lý Khôn chủ động? Cuồng, vậy chưa đến nỗi cuồng đến loại này chứ? Diệp Thần nhưng là thần sắc nhàn nhạt, cái này Lý Khôn tuổi tác không tính là quá lớn, tu vi nhưng là hỗn độn chín tầng trời, ở Thái Uyên kiếm phái, có thể coi là cái thiên tài, ở hắn trong mắt nhưng cái gì cũng không phải. Thậm chí, Lý Khôn cho Diệp Thần cảm giác, so với Âu Dương Tịch, cũng kém mấy phần. Loại cảm giác này không phải tới từ tu vi, mà là tới từ võ đạo ý vận nắm trong tay. Nếu như Lý Khôn và Âu Dương Tịch đối địch, rất có thể bại. Rất lâu, cảnh giới không thể đại biểu cái gì. Mình chính là ví dụ tốt nhất. Không muốn cùng hắn chào hỏi. Vậy thì thật là tốt, Diệp Thần vậy lười được mở miệng. Cái này lớn như vậy Thái Uyên kiếm phái, có lẽ coi như truyền thừa đã lâu kiếm đạo đại tông, có thể ở Diệp Thần trong mắt, duy nhất đáng hắn để ý, cũng chỉ có Nhạc Nhu thôi, còn lại thiên tài cũng tốt, cường giả cũng được, liền liền vậy trên đường cổ kiếm ý, đều là không đáng giá một đề ra. Nhạc Nhu có chút lúng túng nhìn chung quanh nói, Lý Sư Huynh, những đệ tử này, tại sao dường như đều rất vội vã dáng vẻ? Chuyện gì xảy ra sao? Lý Khôn nhìn Diệp Thần ánh mắt, bộc phát lạnh như băng, nghe được Nhạc Nhu mà nói, mới xoay đầu lại, hơi nhíu mày, có chút ngưng trọng nói, Huyết Nguyên Tông Âu Dương Tịch, tới bái sơn. Cái gì? Nhạc Nhu cùng Lâm Tư Kỳ, nghe vậy đều là sắc mặt biến đổi. Nói đến Huyết Nguyên Tông, cùng Thái Uyên kiếm phái như nhau, đồng dạng là truyền thừa từ thượng cổ ẩn núp thế lực, hơn nữa, hai môn phái bây giờ, một mực có chút mâu thuẫn, ở cạnh tranh lẫn nhau, bất quá, vì để tránh cho phát triển thành diệt tông tử đấu, hai tông vậy đều là lấy bái sơn tới quyết định với nhau địa vị. Từ lâu nay, Thái Uyên kiếm phái cũng áp chế Huyết Nguyên Tông, dẫu sao, huyết tu tuy nóng quỷ dị, nhưng kiếm tu con đường, nhưng khá là khắc chế huyết tu. Có thể cho đến gần đây, tình huống, lại có thay đổi, bởi vì, Huyết Nguyên Tông ra một cái Âu Dương Tịch. Nghe nói, ở Huyết Nguyên Tông, sáng lập vô số truyền thuyết, được gọi là 4.000 năm vừa hiện kinh thế tài. Âu Dương Tịch cường thế quật khởi, làm cho gần đây náo nhiệt vô hạn Lý Khôn, ở trước mặt, cũng ảm đạm thất sắc. Mặc dù Lý Khôn cảnh giới so Âu Dương Tịch cao hơn vài tia, nhưng Âu Dương Tịch nhưng mà một cái có thể vượt cấp chiến đấu biến thái à. Hiện ở nơi này Âu Dương Tịch, lại tới Thái Uyên kiếm phái bái sơn. Lý Khôn tiếp tục nói, hiện tại, trưởng môn cùng các trưởng lão, đang tiếp đái Âu Dương Tịch, mà các đệ tử, đã đi trước đi sân đấu võ. Bái sơn, nhìn qua là tới hỏi thăm, thi lễ, nói liếc, chính là tới khiêu chiến Thái Uyên kiếm phái đệ tử. Lâm Tư Kỳ có chút lo âu hỏi, Lý Sư Huynh, trận chiến này, người có lòng tin sao? Nếu là khiêu chiến Thái Uyên kiếm phái đệ tử, ứng chiến dĩ nhiên chính là Lý Khôn. Những người khác, liền cùng Âu Dương Tịch giao thủ tư cách cũng không có, đi lên cũng là xấu hổ mất mặt thôi. Lý Khôn nghe vậy, trên gương mặt hiện lên nụ cười tự tin nói, Tư Kỳ, người yên tâm, cái này Âu Dương Tịch, mặc dù truyền được thần hồ kỳ thần, nhưng là, ta chưa thấy được hắn thật so ta mạnh mẽ nhiều ít, huống chi, 3 ngày trước, ta đã lĩnh ngộ Thái Uyên kiếm ý. Thái Uyên kiếm ý. Lâm Tư Kỳ kêu lên một tiếng, nhìn Lý Khôn ánh mắt, tràn đầy vẻ kích động, Lý Khôn không hổ là nàng coi trọng người đàn ông, quá ưu tú. Thái Uyên kiếm ý, chính là Diệp Thần bước vào Thái Uyên kiếm phái lúc đó, cảm nhận được vậy thượng cổ kiếm ý, cho dù ở bổn phái bên trong, đừng nói đệ tử trẻ tuổi, coi như là cao tầng, vậy hiếm người có thể đem lĩnh ngộ. Trải qua đại đệ tử, có thể lãnh ngộ Thái Uyên kiếm ý thiên tài, lác đác không có mấy. Mà lấy 31 tuổi tuổi tác lĩnh ngộ Thái Uyên kiếm ý, Lý Khôn là người thứ nhất. Hắn lại sáng lập hạng nhất ghi chép. Nhìn hăm hở, tràn đầy tự tin Lý Khôn, Lâm Tư Kỳ đột nhiên khinh thường liếc Diệp Thần một mắt. Lý Khôn như vậy người đàn ông, mới tính là người đàn ông, mạnh mẽ, kiêu ngạo. Diệp Thần đâu, không nói thực lực, liền cơ bản tự tin, cũng không có dáng vẻ, và Lý Khôn thật là không thể so sánh. Lý Khôn đối với Nhạc Nhu cùng Lâm Tư Kỳ nói, Nhu Nhi, Tư Kỳ, chúng ta vậy đi trước sân đấu võ đi. Hai cô gái gật đầu một cái,
Nhạc Nhu đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, người cũng tới đi. Đây là, Lý Khôn đột nhiên đi chậm một ít, chắn Diệp Thần trước người, trong mắt hàn mang lóe lên thấp giọng nói, thằng nhóc, người tốt nhất cách hai nàng xa một chút, có vài người, không phải người có thể đến gần. Diệp Thần nhàn nhạt liếc Lý Khôn một mắt, liền bước đi theo Nhạc Nhu đi. Hắn vốn là đối với cuộc tỉ thí này, không có hứng thú gì, nhưng, hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Lý Khôn, uy hiếp mình. Ha ha! Diệp Thần trong mắt, thoáng qua một chút nghiền ngẫm vẻ, không nghĩ tới, Âu Dương Tịch lại tới Thái Uyên kiếm phái bái sơn, nói như vậy, chàng hảo hí này, hắn cũng không dự định bỏ qua. Lúc này, mấy người, liền hướng sân đấu võ đi tới. Rất nhanh, bọn họ liền tiến vào sân đấu võ bên trong, đây là, một người mặt mũi gầy gò, hai tay thuộc lòng, khí thế không tầm thường người đàn ông trung niên. Ở một người vóc người đại hán khôi ngô cùng đi, xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Trưởng môn, đại trưởng lão, Lý Khôn ba người, cũng là đối cái này hai người thi lễ nói. Vậy người đàn ông trung niên, bất ngờ chính là Thái Uyên kiếm phái trưởng môn, Nhạc Thanh Sơn. Nhạc Thanh Sơn cùng đại trưởng lão, lúc này, sắc mặt đều có chút nặng nề, hắn hướng về phía Lý Khôn nói, Lý Khôn, một hồi chiến đấu, không nên miễn cưỡng. Lý Khôn nghe vậy, hơi sững sờ. Không nên miễn cưỡng, đó là ý gì? Chẳng lẽ, trưởng môn cảm thấy, mình không bằng vậy Âu Dương Tịch? Hắn ánh mắt yếu ớt, nhàn nhạt đáp ưng ưng. Có thể không nhìn ra, nội tâm, nghĩ cái gì? Nhạc Nhu thấy Nhạc Thanh Sơn, lại là không có Lý Khôn cùng Lâm Tư Kỳ như vậy cung kính, ngược lại, lộ vẻ được có chút thân mật nói, cha. Nàng lại là Thái Uyên kiếm phái trưởng môn nữ nhi. Khó trách, Lâm Tư Kỳ dọc theo đường đi, mặc dù đối với Nhạc Nhu hành vi, cảm thấy tức giận, bất mãn, nhưng Thủy Chung không dám ném xuống Nhạc Nhu, thậm chí, liền nặng lời đều không nói thế nào. Tiếp theo, Nhạc Nhu nũng nịu tựa như và Nhạc Thanh Sơn, giới thiệu Diệp Thần tình huống, Nhạc Thanh Sơn nhìn như mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng không cưỡng được mình con gái bảo bối, cuối cùng, vẫn đáp ứng Diệp Thần, ở lại Thái Uyên kiếm phái bên trong dưỡng thương. Nhạc Nhu, Lâm Tư Kỳ, theo trưởng môn cùng đại trưởng lão, ngồi với nhau, mà Diệp Thần thì được an bài ở đệ tử ngoại môn hàng ngũ bên trong. Mọi người chung quanh, cũng Diệp Thần ném tới ánh mắt tò mò, bất quá Diệp Thần thần sắc nhàn nhạt, bọn họ từ đầu đến cuối không nhìn ra cái gì. Có thể qua một lúc lâu sau đó, tiếng nghị luận, dần dần nhiều lên, một đám Thái Uyên kiếm phái đệ tử, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng mang theo vẻ chán ghét. Mà xa xa, đệ tử chân truyền trên chỗ ngồi, Lâm Tư Kỳ mặt lộ vẻ cười nhạt, đang cùng người bên cạnh, châu đầu ghé tai. Hiển nhiên, từ Lâm Tư Kỳ nơi đó, có cái gì liên quan tới Diệp Thần không tốt lời bàn, truyền ra. Hiện tại, Thái Uyên kiếm phái đệ tử, cũng cầm Diệp Thần coi là hèn hạ vô sỉ, dựa vào giả chết, không tiếc đem Nhạc Nhu cùng Lâm Tư Kỳ, kéo nhập hiểm cảnh, cũng phải dẫn dụ ra đời không lâu, rốt nát vô tri Nhạc Nhu. Cũng dựa vào gắn, dựa vào lòe thiên hạ mới hấp dẫn chú ý lực người đàn ông. Cái này loại người đàn ông, cũng xứng ngồi ở bọn họ Thái Uyên kiếm phái bên trong. Nếu không phải hiện tại Âu Dương Tịch cùng Lý Khôn tỷ đấu sắp tới, bọn họ nếu không phải là đem Diệp Thần, đuổi ra Thái Uyên kiếm phái không thể. Ngay tại lúc này, một người mặc huyết bào chàng thanh niên, chậm rãi bước vào sân đấu võ bên trong, chính là Âu Dương Tịch. Hắn trên mặt mang một chút nụ cười như có như không, lẳng lặng đứng ở trong sân. Có thể, trên người, tản ra áp lực vô hình, nhưng ngay tức thì, để cho nguyên bản huyên náo sân đấu võ, yên tĩnh lại. Hắn mới vừa rồi đối với Diệp Thần ra tay, lại không phải toàn lực. Lý Khôn thân hình động một cái, liền xuất hiện ở Âu Dương Tịch đối diện. Âu Dương Tịch cười nói, nghe nói, người lĩnh ngộ Thái Uyên kiếm ý. Mọi người hơi sững sờ. Âu Dương Tịch lại biết Lý Khôn lĩnh ngộ Thái Uyên kiếm ý. Bọn họ nguyên bản còn mong đợi Âu Dương Tịch ở cái gì cũng không biết dưới tình huống, trước tới khiêu chiến, đoán sai Lý Khôn thực lực. Lý Khôn lạnh lùng nói, biết, ngươi còn dám tới. Có gì không dám? Âu Dương Tịch nụ cười, hơn nữa càn rỡ. Thái Uyên kiếm ý, truyền thừa từ thượng cổ, nghe nói, là Thái Uyên kiếm phái tổ sư, một kiếm chảm phá vực sâu, lĩnh ngộ ra. Có thể nói vạn cổ một kiếm, uy lực chấn động tùng. Triều đại tới nay,
có thể lãnh ngộ Thái Uyên kiếm ý, Thái Uyên kiếm phái đệ tử, không một không phải kinh thế tài, tuyệt đỉnh cường giả, nhưng, đi qua, trẻ tuổi nhất lĩnh ngộ người, cũng là ước chừng 3.000 tuổi, mới thành công lĩnh ngộ Thái Uyên kiếm ý, chỉ như vậy, đã bị phụng là một đời không thể có nhiều kiếm đạo kỳ tài. Mà ngươi Lý Khôn, ước chừng so với kia kiếm đạo kỳ tài, nhanh gấp trăm lần. Lấy tuổi tác hơn 30, lĩnh ngộ Thái Uyên kiếm ý, có thể nói Thái Uyên kiếm phái trong lịch sử người thứ nhất. Đi đôi với Âu Dương Tịch Thanh Âm, Lý Khôn sống lưng, rất được càng ngày càng thẳng, trên gương mặt, tràn đầy vẻ kiêu ngạo, mà một đám Thái Uyên kiếm phái đệ tử, thì cũng là hưng phấn, kích động. Không sai, Lý Khôn chính là trong lòng bọn họ kiêu ngạo, là bọn họ nơi sùng bái thần tượng, là xứng đáng không thẹn Thái Uyên người thứ nhất. Có thể một khắc sau, Âu Dương Tịch trong mắt, bỗng nhiên thoáng qua một vẻ bất đắc dĩ nói, bất quá, ở ta xem ra, Thái Uyên kiếm ý, bất quá như vậy. Tĩnh mịch, toàn bộ sân đấu võ, cũng tĩnh mịch xuống. Nguyên bản, từng cái hưng phấn, máu sôi trào đệ tử, giống như trong đầu, bị nhét 100.000 tấn cục băng vậy, ngay tức thì nguội xuống, diễn cảm, cũng cứng lên. Rất nhiều người, cả đời này mục tiêu, chính là lĩnh ngộ Thái Uyên kiếm ý à. Hiện tại, Âu Dương Tịch lại nói, Thái Uyên kiếm ý bất quá như vậy. Thật cuồng. Hừ. Lý Khôn thần sắc âm hàn nhìn Âu Dương Tịch, hừ lạnh một tiếng, một khắc sau, lại là không có dấu hiệu nào rút kiếm, ra tay. Hắn quát lên một tiếng lớn nói, có phải hay không bất quá như vậy, chờ ngươi tiếp bổn công tử một kiếm này, rồi hãy nói. Lý Khôn đối mặt Âu Dương Tịch, lại là không có chút nào lui bước, vẻ sợ hãi, cứ như vậy trực tiếp ra tay. Lâm Tư Kỳ mắt đẹp bên trong, thần quang sáng choang, nàng có chút kích động cười nói, như vậy người đàn ông, mới là người đàn ông, tự tin, kiêu ngạo, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Chỉ có như vậy người đàn ông, mới đáng thế gian cô gái đi yêu. Vừa nói, Lâm Tư Kỳ nhìn về phía Nhạc Nhu nói, Nhu Nhi, nhớ tỉ tỉ mà nói, không nên bị tùy tùy tiện tiện tới tiểu tử, che mắt, như vậy, người biết thua thiệt. Nàng hiển nhiên, chỉ chính là Diệp Thần. Nhạc Nhu nhưng tựa như nghe không hiểu Lâm Tư Kỳ trong lời nói ý kiến, chỉ là đối với Lâm Tư Kỳ cười nói, sư tỷ, người như thế thưởng thức Lý sư huynh, chuẩn bị lúc nào tiếp nhận hắn theo đuổi à? Lâm Tư Kỳ mắt đẹp một hồi chập chờn nói, bỏ mặc thắng hay thua, cuộc tỉ thí này sau đó, ta thì sẽ đáp ứng hắn. Lúc này, Lý Khôn trong tay chuôi này màu băng lam trường kiếm, bỗng nhiên dạo rực ra một hồi nước gợn sóng lam quang. Ngay tức thì, tràn ngập khắp cả trong sân đấu võ, đó là Lý Khôn chân võ ý. Mọi người cảm thụ vậy đạo chân võ ý, một hồi kích động, lấy 30 tuổi, chạm tới chân võ ý, có thể nói chấn động tùng à. Mà không ước chừng như vậy, chân võ ý bên trong, chợt bộc phát ra một đạo đen nhánh kiếm mang bên trong, hàm chứa một loại thâm trầm, phong phú, tràn đầy không biết áp lực kiếm ý. Phảng phất một đạo sâu không thấy đáy. Khó hiểu kinh khủng vực sâu, ở trước mặt mọi người, duyên triển mở ra. Vậy, chính là Thái Uyên kiếm ý. Một kiếm ra, vạn vật trầm ngưng, chân võ ý cùng Thái Uyên kiếm ý kèm theo, một kiếm này, tựa như đem thiên địa, cũng trấn áp hắn hạ, kiếm khí bão táp, sân đấu võ phòng vệ màn sáng bên trên, lại là ngay tức thì hiện lên vô số đạo vết kiếm, vậy lấy thượng cổ vật liệu luyện chế mà thành trên lôi đài, lại là ngay tức thì bị kiếm khí cắt ra không đếm xuể kẽ nứt. Liền hư không, giống vậy điên cuồng bể tan tành trước. Dưới một kiếm, như sắp vực sâu. Màu đen kia kiếm mang, bộc phát thâm thúy, điên cuồng cắn nuốt quanh mình vạn vật, lại là thật, muốn ở nơi này trên sân đấu võ, chém ra một đạo vực sâu vậy. Lúc này, Thái Uyên kiếm phái đệ tử, đều có một loại rung động, thân là kiếm tu bọn họ, hơn nữa có thể cảm nhận được, Lý Khôn một kiếm này, có cường đại dường nào, biết bao không tưởng tượng nổi. Liền liền Nhạc Thanh Sơn, đại trưởng lão các người, đều là trong mắt thần quang bạo tránh, mặt hiện vẻ vui mừng. Lý Khôn một kiếm này, ra bọn họ dự liệu, có thể ở cái tuổi này, đem kiếm ý, chân võ ý, rèn luyện đến tầng thứ này, bọn họ chưa bao giờ nghe, thậm chí, có thể tái nhập sử sách. Một kiếm này, đủ để dung chuyển trước mặt tồn tại chứ. Nguyên bản, bọn họ cũng không coi trọng Lý Khôn, bởi vì Âu Dương Tịch vậy tươi đẹp. Có thể làm Lý Khôn xuất kiếm sau đó, bọn họ trong lòng, đều là mơ hồ, sinh ra một loại mong đợi, một loại hy vọng. Dựa vào một kiếm này oai,
có lẽ, Lý Khôn thật sự có cơ hội, trấn áp Âu Dương Tịch. Có thể diệp thần, nhưng là không có chút nào thần sắc biến hóa, ánh mắt, cũng không có một chút chập chờn. Một kiếm này, ở hắn xem ra, quá yếu. Yếu đến để cho hắn không để được một chút hứng thú. Thậm chí Lý Khôn và vậy Thanh Đế so với, cũng kém mấy phần. Chắc hẳn Lý Khôn tăng lên tới tình cảnh này, đi một ít đường tắt, căn cơ không hề coi là ổn. Mạnh mẽ, chẳng qua là biểu tượng. Bất kể là Lý Khôn chân võ ý, vẫn là Thái Uyên kiếm ý, cũng chỉ có thể nói, đồ có hắn hình mà thôi, miễn cưỡng, coi như là chạm tới từng tia bên, thậm chí, có thể hay không gọi là, chân chính chạm, đều là cạnh mô cái nào cũng được. Hắn chân võ ý, lấy được như nước tự tại ý, cũng không được thần thủy, chỉ chú trọng đến nước biến hóa, tự tại, nhưng bỏ quên nước, chân chính chỗ cường đại, ở chỗ tích góp, cái gọi là không tích nhỏ lưu, làm sao thành giang hải. Một dòng suối nhỏ, coi như tái biến hóa, lại tự tại, thì có ích lợi gì? Một phiến mênh mông một món sóng lớn, liền thắng được hắn gấp trăm ngàn lần. Mà đây Lý Khôn Thái Uyên kiếm ý, lại là buồn cười. Vậy trên đường cổ kiếm ý, mang vực sâu thâm trầm khó lường, cùng với một chút phá chi ác liệt ý, cũng không tệ lắm. Có thể Lý Khôn đâu. Căn bản, chính là lẫn lộn đầu đuôi. Hắn lại là đem điểm chính, đặt ở vậy thâm trầm khó lường ý vận bên trên. Có lẽ, làm như vậy, có thể nhanh hơn hữu hiệu hơn quả, một kiếm trên uy thế, sẽ ngay tức thì bạo tăng, nhưng mà, vì sao là kiếm ý? Kiếm ý căn bản, ở chỗ kiếm. Mất đi ác liệt, mất đi ngưng tụ một chút mũi nhọn, làm sao lấy là kiếm. Sâu hơn nặng khó lường, cũng chỉ là giấy dán lão hổ thôi. Đối phó võ đạo ý vận bên trên, tu vi không cao võ giả còn có thể, nhưng, một khi gặp cao thủ chân chính, liền không chịu nổi một kích. Hiển nhiên, cái này Lý Khôn quá tự phụ, từ lấy là lĩnh ngộ hết thảy, thực thì, lấy diệp thần ánh mắt xem ra, căn bản, chính là bùn nát, đỡ không nổi tường bùn nát. Từ lấy là đi đường tắt, có hơn người chi tư, thật ra thì, chỉ là không cần thiết vòng đường xa thôi. Cho dù là không có lĩnh ngộ hủy diệt mộ đạo trước diệp thần, vậy có tự tin lấy bản thân võ đạo, tùy tiện đem Lý Khôn nghiền ép. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì diệp thần ánh mắt, tiêu chuẩn, quá cao nguyên nhân. Dẫu sao, lại có mấy cái tu võ người, có thể đạt tới diệp thần như vậy tầng thứ. 20 hơn tuổi. Chạm tới nguyên thủy ba đạo bên trong hủy diệt mộ đạo, cái này, nhưng mà gần như thần tích giống vậy hành động vĩ đại à. Đặt ở chư thiên vạn giới, đều là sẽ làm vô số cường giả rung động, không dám tin tưởng. Mà Lý Khôn có thể chạm tới một chút chân võ ý, Thái Uyên kiếm ý ra lông, đã rất tốt. Nhưng mà, không tệ, cũng chỉ là tương đối mà nói, Diệp Thần biết, Lý Khôn không phải Âu Dương Tịch đối thủ. Ngay tại lúc này, Âu Dương Tịch vậy động. Trong tay trường kiếm màu máu, ánh sáng lớn thả, một đạo sông máu, lượn lờ quanh thân, hóa là nộ long, kiếm ý ngưng tụ, nộ long gào thét, hướng vậy hắc ám thâm uyên, đằng quay lại đi. Diệp thần ánh mắt chớp mắt, đồng dạng là chân võ ý, Âu Dương Tịch phi long ở trên trời, chấn áp vạn vật ý, đã coi như được kỳ thần vận, mà phối hợp huyết long này cuồng vũ kiếm, ở cuồng bạo như rồng đồng thời. Nhưng lại không chút nào mất đi kiếm chi sắc bén, giữa hai người thăng bằng, gần như hoàn mỹ. Rất tốt. Cái này, mới kêu chân võ ý, cái này, mới kêu chân chính kiếm ý. Một khắc sau, vậy kinh thiên huyết long, cùng hắc ám thâm trầm Thái Uyên một kiếm, ầm ầm đụng nhau. Hư không mất đi, mãnh liệt chập chờn tràn ra ra, phòng vệ màn sáng giống như thủy tinh vậy xuất hiện đạo đạo liệt ngân, dưới chân đấu võ đài. Vậy phảng phất không chịu nổi gánh nặng vậy, khối lớn vỡ vụn, mà vậy giống như vực sâu giống vậy kiếm mang, kiếm ý, cùng với vậy như nước chân võ ý, nhưng ở nộ long gào thét dưới, vô tận tan vỡ. Hắc ám tiêu tán, vực sâu tan biến, huyết quang lững lờ. Lý Khôn sắc mặt cuồng biến, ngay tức thì trắng bệch, cả người, cũng hướng sau lưng bay ngược đi, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, trong mắt, tràn đầy vẻ khó tin. Làm sao có thể? Mình một kiếm này, cứ như vậy bị phá. Hắn gương mặt vô cùng âm trầm, tràn đầy vẻ không cam lòng, thật vất vả trọng chỉnh tư thế, chuẩn bị phản kích lúc đó, một chuôi trường kiếm màu máu, đã gác ở cổ của hắn bên trên. Âu Dương Tịch ngưng mắt nhìn Lý Khôn cặp mắt, nhàn nhạt nói, ngươi bại.
Lý Khôn chặt chẽ cắn răng, không muốn thừa nhận, có thể làm hắn cảm nhận được trên cổ thanh trường kiếm kia lạnh như băng kiếm khí lúc đó. Rốt cuộc, cúi đầu, thất hồn lạc phách nói, là ngươi thắng. Toàn bộ đấu võ đài, một phiến tĩnh mịch. Một khắc trước, còn đối với Lý Khôn tràn đầy lòng tin, mong đợi mọi người, giờ khắc này, nhưng đều là một bộ đờ đẫn hình dáng, cả người cũng cứng lên. Lý Khôn vậy tuyệt mạnh vô địch một kiếm, lại, bị Âu Dương Tịch một chiêu nghiền ép. Vẫn là không hồi hộp chút nào, triệt triệt để nghiền ép. Cái này Âu Dương Tịch, kết quả biến thái đến trình độ nào à? Trước, bọn họ cũng lấy là liên quan tới Âu Dương Tịch truyền thuyết, cũng chỉ là phóng đại mà thôi, bây giờ nhìn lại, cũng coi như là khiêm tốn, thu liếm chứ. Toàn bộ sân đấu võ, Thái Uyên kiếm phái người, đều là sắc mặt hôi bại, từng tên một đệ tử, nhìn về phía Âu Dương Tịch ánh mắt, bộc phát kính sợ, sợ hãi đứng lên. Liền liền Nhạc Thanh Sơn, cũng thở dài một tiếng nói, tương lai thời đại, thuộc về Huyết Nguyên Tông, bởi vì, Huyết Nguyên Tông ra một võ đạo bả khống yêu nghiệt như vậy Âu Dương Tịch, nói không chừng lại qua ngàn năm, liền ta, đều không phải là đối thủ. Lâm Tư Kỳ, mặt đẹp bên trên, cũng là vô cùng âm trầm. Tất cả mọi người là yên lặng, Lý Khôn mặc dù vậy rất kinh diễm, nhưng cùng Âu Dương Tịch, không cách nào so sánh. Âu Dương Tịch mặt nở nụ cười, ánh mắt từ một đám Thái Uyên kiếm phái đệ tử trên mặt quét qua. Hưởng thụ bọn họ vậy kính sợ diễn cảm, những năm gần đây, Thái Uyên kiếm phái, một mực áp chế Huyết Nguyên Tông, rốt cuộc, bị hắn thay đổi. Nhưng đột nhiên bây giờ, Âu Dương Tịch, nụ cười nhưng đọng lại, trên mặt thần sắc, vô cùng phức tạp, hắn thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Không phải Diệp Thần, còn có ai? Mọi người thấy vậy, đều là hơi sững sờ, Âu Dương Tịch ở xem ai? Bọn họ theo Âu Dương Tịch tầm mắt nhìn, chỉ gặp nơi đó. Ngồi cái đó sắc mặt lạnh nhạt chàng thanh niên. Lại là cái đó lừa gạt Nhạc Nhu, dựa vào thủ đoạn đến gần người phụ nữ, thực lực vô cùng rác rưởi phế vật. Thái Uyên kiếm phái đệ tử, trên mặt cũng xuất hiện cười trên sự đau khổ của người khác vẻ, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng ở bọn họ xem ra, Âu Dương Tịch để mắt tới Diệp Thần, nhất định là muốn tìm Diệp Thần phiền toái. Dẫu sao, ai lại sẽ tin tưởng, Âu Dương Tịch như vậy thiên tài. Cùng Diệp Thần phế vật như vậy, có giao tình. Chớ nói chi là, Diệp Thần đánh bại Âu Dương Tịch. Trong đó, cao hứng nhất, đắc ý, chính là Lâm Tư Kỳ, nguyên bản, bởi vì Lý Khôn bị bại trong chớp mắt, có chút hối hận tự mình nói phải đáp ứng hắn theo đuổi mà đè nén tâm tình, cũng bởi vì Âu Dương Tịch để mắt tới Diệp Thần, mà dễ dàng hơn. Phế vật, đáng đời ngươi xui xẻo, bị Âu Dương Tịch theo dõi, không người nào có thể bảo được ngươi. Lý Khôn mặc dù không bằng Âu Dương Tịch, nhưng, cũng là Thái Uyên kiếm phái tuyệt thế thiên tài, cho dù là Âu Dương Tịch, cũng không cách nào tùy ý nắn bóp, và phế vật này một so, chênh lệch có thể tưởng tượng được. Mà Nhạc Nhu chính là khẩn trương, lo lắng, nếu như Âu Dương Tịch, thật muốn nhằm vào Diệp Thần, nàng yêu cầu nhất định cha ra tay, đem Diệp Thần cứu. Nhưng, một khắc sau, nguyên bản kiêu ngạo, tự tin Âu Dương Tịch, nhưng là mặt hiện cười khổ, thân hình chớp mắt. Liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt, hướng về phía Diệp Thần chắp tay nói. Diệp huynh, không nghĩ tới, ngươi lại là Thái Uyên kiếm phái đệ tử. Sớm biết ngươi ở Thái Uyên kiếm phái mà nói, ta cũng sẽ không tới Bái Sơn, bất quá, tại sao không phải ngươi lên đài khiêu chiến? Nếu là như vậy mà nói, ta đã sớm nhận thua. Yên tĩnh, cực kỳ quỷ dị yên tĩnh. Mọi người nghe vậy, cũng là không dám tin tưởng hướng Diệp Thần nhìn. Bọn họ không phải mới vừa xuất hiện huyễn thính chứ. Âu Dương Tịch, lại thật biết Diệp Thần. Hơn nữa, còn nói gì, nếu như Diệp Thần lên đài nói, hắn liền trực tiếp nhận thua. Đối với cái phế vật này nhận thua, cái này, là ở đùa gì thế à? Diệp Thần đứng dậy, nhàn nhạt nói, Âu Dương công tử, ta không phải Thái Uyên kiếm phái người. Âu Dương Tịch nghe vậy, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Diệp Thần thật đến từ Thái Uyên kiếm phái, vậy sợ rằng, đời này Huyết Nguyên Tông là không có cơ hội phản siêu Thái Uyên kiếm phái. Hắn đối với Diệp Thần cười nói, thì ra là như vậy, vậy Diệp huynh cảm thấy, mới vừa rồi tỉ thí, như thế nào? Diệp Thần nói, chênh lệch quá lớn, hơn nữa, trong tương lai chênh lệch sẽ lớn hơn. Diệp Thần nói thật, không có cần thiết giấu giếm, chiếu cố Lý Khôn mặt mũi.
hắn không có hứng thú chiếu cố một cái uy hiếp qua người hắn mặt mũi. Âu Dương Tịch, nghe vậy vui mừng. Diệp Thần nói, hắn 200% tin tưởng. Xem ra cái này Lý Khôn, muốn vượt qua mình, đã không có từng tia khả năng. Có thể Thái Uyên kiếm phái mọi người nghe vậy, sắc mặt nhưng hoàn toàn âm trầm xuống. Diệp Thần nói chênh lệch lớn, rất rõ ràng, là chỉ Lý Khôn, căn bản kém hơn Âu Dương Tịch. Thằng nhóc này, bị Nhạc Nhu Lượm trở về, không hiểu được cảm ơn, còn hướng người khác nói chuyện. Bọn họ hiện tại, đều có một loại bị mình nuôi chó, phản cắn một cái cảm giác. Nhưng mà, bọn họ nhưng đem mình mới vừa rồi hướng về phía Diệp Thần chán ghét, quên được không còn một mống. Âu Dương Tịch tâm tình thật tốt, mỉm cười nói, nếu, tỉ thí vậy so xong rồi, Diệp Huynh, nếu không đi ta Huyết Nguyên Tông ngồi một chút. Nếu là có thể lôi kéo Diệp Thần gia nhập Huyết Nguyên Tông, vậy, dĩ nhiên là tốt nhất. Diệp Thần nhưng là lắc đầu nói, ngày khác đi. Hắn không có ở đây, khôi phục thương thế sau đó, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Âu Dương Tịch không có miễn cưỡng, có chút tiếc nuối nói, Diệp Huynh, trong tương lai có chuyện gì, chớ cùng huynh đệ khách khí. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm lên, gần như cuồng loạn gầm lên, ở trên sân đấu võ vang lên. Các ngươi hai cái, ở chúng ta Thái Uyên kiếm phái, diễn cái gì chứ? Là muốn đùa cợt chúng ta, là muốn nói chúng ta Thái Uyên kiếm phái thiên tài đệ tử, không bằng một tên phế vật. Là một tên phế vật, liền có thể tùy ý phán xét tương lai. Một người cô gái xinh đẹp, đứng lên, mắt đẹp bên trong, là nồng nặc oán độc, căm ghét, vẻ giận dữ. Nàng vốn là, liền bởi vì Lý Khôn bị bại trong chớp mắt, mà không thoải mái, hiện tại, nghe được Diệp Thần cùng Âu Dương Tịch đối thoại, chỉ cảm thấy hết sức chói tai. Đặc biệt, là đối với Diệp Thần. Nàng chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, trực tiếp quát lên, Diệp Thần, Nhu Nhi và ta, liều chết cầm ngươi cứu, mang về tông môn, thậm chí cho ngươi, gia nhập Thái Uyên kiếm phái cơ hội, ngươi hiện tại, nhưng liên hiệp cái này Âu Dương Tịch, ở chỗ này giễu cợt, làm nhục ta Thái Uyên kiếm phái. Ta liền kỳ quái, ngươi làm sao sẽ cự tuyệt Nhu Nhi mời, còn đột nhiên nói gì, có người đang dòm ngó. Ta cùng Nhu Nhi, đều không cảm ứng được cái gì, ngươi cảm ứng được. Cái này có thể, là có người chủ động liên lạc ngươi chứ. Sợ rằng, chính là khi đó, Âu Dương Tịch tìm được ngươi, chuẩn bị cùng ngươi diễn cái này một tràng kịch hay chứ. Ngươi cảm giác được mình leo lên Âu Dương Tịch cây to này, liền xem thường ta Thái Uyên kiếm phái. Không nhìn ra, ngươi, thật đúng là tốt có tâm kế à, vậy thật là một đồ lòng lang dạ sói à. Những lời này, tựa như một cây đạo đường dây nóng vậy, ngay tức thì, đốt toàn bộ thùng thuốc súng. Thái Uyên kiếm phái đệ tử, đều là vô cùng giận dữ, căm ghét nói, thực lực không đủ, thủ đoạn ngược lại là nhiều vô số kể à. Nuôi chó, muôn ngàn lần không thể nuôi cái này loại cắn chủ nhân chó. Đồ ăn cây táo, rào cây sung. Thật là một diễn viên giỏi à, đều nói gái điếm vô tình, đào kép vô nghĩa, ngày hôm nay, ta coi như là thấy được. Ngươi chính là báo đáp như vậy nhạc sư muội. Có thể vào thời khắc này, lại là một cô gái, đứng dậy, quát to các ngươi đủ rồi. Cô gái này, chính là Nhạc Nhu. Mọi người ngẩn ngơ, Nhạc Nhu đến lúc này, còn phải giúp thằng nhóc này. Nhạc Nhu tức giận, nàng cho tới bây giờ không tức giận, có thể lần này, thật nổi giận. Sư tỷ, ngươi thật là quá đáng. Nhạc Nhu một đôi trong suốt mắt to, nhìn về phía Lâm Tư Kỳ trước, ngươi vẫn đối với Diệp Thần châm chọc, Diệp Thần cũng không có nói gì, hiện tại, làm sao có thể trực tiếp bêu xấu Diệp Thần đâu. Nàng không hiểu, tại sao mọi người, đều phải cầm người khác nghĩ như vậy xấu xa, nhưng là, nàng biết, nếu như là nàng, bị mọi người như thế bêu xấu nói, khẳng định sẽ rất ủy khuất. Không có bằng chứng, dựa vào cái gì như thế nói Diệp Thần. Bêu xấu. Lâm Tư Kỳ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần nói, vậy chúng ta, hỏi một chút vị này Diệp công tử, lúc ấy, hắn có phải hay không đi gặp Âu Dương Tịch? Nhạc Nhu nghe vậy, cũng là mắt đẹp chớp động nhìn về phía Diệp Thần, trong nháy mắt, Thái Uyên kiếm phái một đám đệ tử ánh mắt, đều tập trung vào Diệp Thần trên mình. Âu Dương Tịch, đều có chút trợn tròn mắt à. Nguyên bản, Lâm Tư Kỳ nói đến, Diệp Thần bị Nhạc Nhu cứu lúc đó, hắn còn có chút thấp thỏm, lo lắng Diệp Thần, sẽ vì vậy gia nhập Thái Uyên kiếm phái, hiện tại,
nhưng là hoàn toàn yên tâm à. Những người này, là não tê liệt sao? Con ngươi, đều là mù sao? Lại dám đối với Diệp Thần một cái như vậy ngang dọc vạn cổ thần ma cấp thiên tài, nói ra như thế một phen chó má không thông lời giễu cợt. Không thấy được mình cũng đối với Diệp Thần khách khí sao? Đây không phải là tìm chỗ chết, cái gì là tìm chỗ chết? Cường giả không thể làm nhục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 144.